khủng bố trùng sinh tập 12, an toàn của giáo sư Vương chúc các bạn xem video vui vẻ. Triệu Khai Minh nói, không phải là chạy trốn, chỉ muốn tiếp tục sống thôi. Nói theo kiểu khó nghe một chút thì chuyện linh dị ở trên toàn thế giới có không ít. Chuyện linh dị chùa miếu ở bên Nhật, chuyện linh dị của giáo đường ở California bên Mỹ hay chuyện linh dị ở viện bảo tàng bên châu Âu. Chắc cậu cũng không cần tôi phải nhắc cho cậu biết trong những chuyện linh dị đó có bao nhiêu người chết chứ. Việc tiếp tục tiêu hao thời gian ở chỗ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chỉ cần rời khỏi thành phố Đại Sương thì chúng ta lại tiếp tục là một trang hảo hán. Chứ đừng nói là hiện tại vẫn còn tên Dương Gian kia ở thành phố Đại Sương. Diệp Phong chỉ chỉ phía trên đầu và nói, anh có biết để mở được thứ này tôi phải trả một cái giá lớn như thế nào chứ? Triệu Khai Minh nói, cậu là ngự quỷ nhân khống chế hai con quỷ, chắc cậu chịu nổi. Diệp Phong nói, nếu lỡ tôi không thể chịu được thì sao? Sự nguy hiểm khi làm như thế quá lớn, chi bằng trước tiên cứ nghe theo sự sắp xếp của giáo sư Vương. Dù sao tôi cũng cần lời hứa hẹn của giáo sư Vương ví dụ như hoàn toàn hủy bỏ lệnh truy nã đối với tôi chẳng hạn hoặc cho tôi làm cảnh sát quốc tế khiến cho dương gian từ bỏ sát ý đối với tôi còn nếu đến một lúc nào đó chuyện này đạt đến mức độ không cách nào thay đổi được nữa khi đó tôi mới xem xét đến việc rời khỏi đây triệu khai minh lạnh lùng nói cần gì phải phiền phức như vậy chứ chỉ cần ba chúng ta liên thủ cùng một chỗ ra tay giết chết tên dương gian kia là xong thôi khi đó toàn bộ sự lo lắng của cậu sẽ chấm dứt hà xuyên ý của cậu thì sao khuôn mặt của hà xuyên có chút dữ tợn đương nhiên tôi sẽ đồng ý chuyện này rồi tên kia đã đạp đổ câu lạc bộ của tôi tôi đang muốn tìm hắn tính sổ sách đây diệp phong lại vừa hút thuốc vừa cười nói tôi không phản đối việc hai người muốn đối phó dương gian nhưng đừng có lôi tôi vào trong chuyện này chuyện anh lợi dụng vương tiểu cường và vương nhạc để giết dương gian tôi đều biết rất rõ ràng tôi đã không vui khi bị cuốn vào chuyện lần trước nếu lần này anh lại còn muốn kéo tôi vào thêm lần nữa thì tôi cũng không hề ngần ngại khi hợp tác với dương gian để giết chết anh ánh mắt triệu khai minh trầm xuống hắn ta nói cậu bị dương gian đánh cho sợ rồi diệp phong nói đừng có dùng cách thức thấp kém như vậy khích tướng tôi, tôi không cố kỵ mà nói thẳng với anh, dương gian chẳng đơn giản như những gì anh nghĩ đâu, hắn có thể sống sót đến hiện tại cũng không phải là do may mắn mà có nguyên nhân cả đấy, riêng tôi, tôi cảm giác được anh không thể nào đấu lại hắn được, nếu không phải lần này trùng hợp xảy ra chuyện linh dị thì người chết tiếp theo sẽ là tôi, hắn đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ dễ bị người ta nắm mũi rát đi nữa, hiện tại sự tồn tại của hắn đã khiến cho một số người phải kiêng kỵ, tôi không hề có ý định trốn khỏi chuyện linh dị lần này hiện tại câu lạc bộ đã không còn tôi muốn tìm một chỗ dựa mới mà giáo sư vương cũng không hề tệ anh cảm thấy sao nói đến đây hắn ta lại cười cười trên mặt vẫn là bộ dạng kiêu căng cùng một chút giọng điệu cười cợt diệp phong cũng không tôn sùng việc chém chém giết giết hiện tại đã là thời đại nào rồi mà còn muốn đánh nhau người chết ta sống triệu khai minh bất chợt dừng chân nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không ép buộc nữa chỉ là cậu thấy nhiệm vụ lần này như thế nào diệp phong nói nếu đụng phải quỷ anh đương nhiên là chúng ta sẽ phải thuận tay bắt một con cho giáo sư vương chẳng lẽ chúng ta không làm gì cứ đứng đây chờ chết tôi còn không có ngu đến mức đó lúc này đấu đá là một hành động cực kỳ ngu xuẩn vương tiểu minh nói rất đúng chúng ta phải hành động thôi hiệu suất của việc này có liên quan đến tỷ lệ sống sót của chúng ta thế nhưng còn chưa nói xong câu sắc mặt của hắn ta đột nhiên trở nên căng thẳng bất trì bất giác tình huống ở xung quanh đã có chút gì đó là lạ ban đầu ở trên đường phố mà ba người bọn họ đang đi có một vài người đi đường qua lại, có mấy cửa hàng bật đèn. Thế nhưng khi đi đến đây, hắn ta đột nhiên phát hiện ra đoạn đường này lại yên tĩnh đến đáng sợ, xung quanh không hề có một chút âm thanh nào. Loại cảm giác âm lãnh này càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Diệp Phong nhíu mày, hắn ta lập tức dừng chân, cảnh giác nhìn xung quanh. Bất trượt, Diệp Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khai Minh, đồng thời nhắc nhở Hà Xuyên. Xung quanh có vẻ gì đó không được ổn cho lắm. Hà Xuyên, cậu cẩn thận một chút nãy giờ diệp phong và hà xuyên đi theo chân của triệu khai minh để tuần tra có thể là tên này cố ý mang hắn ta đi vào chỗ này ai hà xuyên bất chợt quát lớn một tiếng sau đó ngay lập tức dùng đèn pin soi về một con hẻm nhỏ ở bên cạnh diệp phong nói thấy gì vậy hà xuyên nói lúc nãy hình như có một người đứng đầu con hẻm kia nhìn chúng ta thế nhưng chỉ mới chớp mắt là đã không thấy gì nữa rồi diệp phong lại hỏi là quỷ anh phải không hà xuyên nói không nhìn rõ chỉ thấy có một bóng người thoáng qua thôi diệp phong nhìn xung quanh bốn phía đáng tiếc là thế giới này qua tối tăm tầm mặt của bọn họ bị hạn chế quá nhiều không nhìn rõ bất cứ thứ gì có rất nhiều thứ bọn họ cũng chỉ nhìn được hình dáng mơ hồ của nó thôi nếu nói những thứ nào có hình dạng tương tự với người thì xung quanh chỗ này có cực kỳ nhiều ví dụ như ngọn đèn đường ở đằng xa mấy con man nơ canh ở cửa hàng gần đó hay là mấy chiếc phòng cháy chữa cháy lắp trên đường có thể là cái bóng mờ trên khắp tường sự bất an trong lòng của diệp phong đang được phóng đại lên một cách nhanh chóng hắn ta quyết định rời khỏi đây đi thôi rời khỏi đây trước thế nhưng khi vừa quay đầu ra sau hắn ta đột nhiên phát hiện ra con đường ở phía sau đã biến mất ở đó chỉ còn lại một đám bụi mài xanh đen không cách nào xua đi được dương gian xuống xe mua chai nước đồng thời dò hỏi một chút tình hình gần đây ông chủ gần đây khu trung cư của ông có chuyện kỳ quái nào xảy ra không ông chủ tiệm tạp hóa nói đương nhiên có chuyện kỳ quái nhất chính là bầu trời ngày hôm nay quá tối theo tôi thấy có lẽ là ngày tận thế sắp đến rồi Báo Tân Văn đang thảo luận và cho rằng việc này là do một nhà máy công nghiệp nào đó xả khói bụi ra ngoài khiến cho bầu trời bị sương mù bao phủ như thế này đây. Thế nhưng việc này lại không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân. Hơn nữa, theo sự phân tích của các chuyên gia đầu ngành cho thấy ở trong lớp khói bụi này có chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Nếu hít thở nhiều không khí như thế này sẽ cực kỳ tốt cho thân thể. Đàn ông hút vào sẽ có tác dụng cường thận kiện thể, đàn bà con gái mà hít vào sẽ có tác dụng dưỡng da. Sương Gian nói ai lại đi giật mấy cái tít ngày tận thế vậy hơn nữa mấy lời nói bậy bạ của chuyên gia đâu đâu kia mà mấy người cũng tin tin chứ sao lại không tin gần đây tôi còn dự định kết hợp với mấy người bạn để đầu tư xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất không khí đóng chai này một bình có giá khoảng một ngàn mốt chắc chắn là sẽ rất có lời cảm giác sắp giàu đến nơi rồi dương gian nói vậy tôi sẽ không quấy dày việc làm ăn buôn bán của ông chủ nữa bình nước này bao nhiêu tiền thế ông chủ tiệm tạp hóa trả lời một vạn đồng dương gian giật mình hỏi lại cái gì một vạn sao ông không đi ăn cướp luôn đi ông chủ tiệm tạp hóa nói cậu không biết cướp bóc là việc làm phạm pháp hay sao lúc nãy cậu cũng đã uống nước rồi nếu hiện tại cậu mà không trả tiền thì đừng có hòng rời khỏi đây nếu buôn bán mà không có lời thì cậu nghĩ vì sao tôi lại mở cửa làm ăn vào lúc này chứ hiện tại toàn bộ những vật tư dùng cho sinh hoạt ở trong siêu thị đã bị cấp sạch rồi hôm nay cậu có thể mua một chai nước với giá một vạn đồng là đã may mắn lắm rồi qua mấy ngày nữa nó sẽ không chỉ có cái giá đó đâu dương gian nói đây là lý luận kiểu gì vậy cứ cho là tăng giá cũng không ác như vậy chứ, rẻ một chút đi, được không? Ông chủ tiệm tạp hóa nói, vậy cứ coi như tôi chịu thiệt một chút, giảm cho cậu 10%, 9.000 đồng. Vậy mà ông bảo là không ăn cướp, không phải lúc này ông bảo định mở nhà máy buôn bán không khí đóng chai mà, hiện tại lại đổi nghề rồi. Ông chủ tiệm tạp hóa nói, đúng thế mà, chỉ là do thiếu thốn tiền vốn nên mới tăng giá. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như cậu không định trả tiền rồi, đúng không? Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng có trách tôi. Nói xong, ông ta móc từ dưới bàn ra một cây đao. Dư gian nói, ông chủ, làm như vậy rất nguy hiểm, không cẩn thận là ngồi tù mọt công đấy chứ chẳng chơi đâu. Ông chủ tiệm tạp hóa nói, tù cái rắm mà tù, với tình trạng hiện giờ, mấy lão bên trên lo cho thân mấy lão còn chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà đi quản những chuyện vặt vãn này, nôn tiền ra đi, cậu có tin cậu mà không nôn tiền ra là tôi chặt đôi cậu ra không? Thấy việc làm ăn của lão cũng chẳng dễ dàng gì, thôi tôi mua bình nước này với giá 100 đồng, nể mặt tôi một chút, đừng có gây chuyện. Hiện tại tôi cũng không dành để quan tâm đến chuyện của ông, ông cứ xem như tôi chưa thấy gì là được. Dương Gian đặt một trăm đồng xuống bàn, lắc lắc đầu mấy cái, sau đó chuẩn bị rời đi, xem ra việc thành phố lâm vào tình trạng hỗn loạn là không có cách nào tránh khỏi rồi. Còn mẹ mày chứ, chỉ có một trăm đồng thôi sao, đã thế còn dám đi. Ông chủ tiệm tạp hóa nổi giận đùng đùng vác đau sung đến, Dương Gian nói, mẹ kiếp, vậy mà ông còn bảo là ông không đi ăn cướp, chủ quán, ông đừng có mà quá đáng nhé. Thế nhưng khi ông chủ tiệm tạp hóa vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi cửa đề sông về phía dương gian, ông ta vô tình vấp phải bậc cửa, khiến ông ta suýt tí nữa thành ngã. Tuy nhiên cây đao ở trên tay của ông ta lại dùng một lực mà người ta hay gọi là lực quán tính bay thẳng về phía dương gian, cuối cùng nó nằm yên ở dưới chân của hắn. Dương gian hơi sững sờ một lát, sau đó cúi xuống nhặt cây đao lên theo một phản xạ tự nhiên, sau đó hắn nhìn về phía ông chủ tiệm tạp hóa, vốn dĩ sau khi lão chủ quán ổn định được người thì định chạy qua để nhặt đao lên nhưng khi ngẩng đầu thì lại thấy dương gian đang cầm đao nhìn về phía ông ta ánh mắt của hắn lúc này khá là quỷ dị khung cảnh xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh một lát sau dương gian quay trở về xe tôn nghĩa nói cậu chỉ mua chai nước thôi mà sao đi lâu như vậy dương gian nói đừng có nhắc đến chuyện này lỡ đụng phải một tên lừa đảo một chai nước mà lão ta bán một vạn đồng thật sự đúng là quá ác tôn nghĩa nói thế thì hắn ta mới là người xui xẻo chứ dương gian nói hẳn là vậy đương nhiên là lão chủ quán kia xui xẻo rồi lừa người nào không lừa lại lừa đúng ngay trên đầu của dương gian đây không phải là đang tìm đường chết hay sao trương hàn nói có muốn tiếp tục tuần tra không tôi thấy khu vực này sẽ không có chuyện linh dị nào xảy ra đâu có lẽ nó xảy ra ở mấy khu vực khác cũng nên vì thế việc mò mẫm như mấy người chúng ta nãy giờ hình như có chất lãng phí thời gian dương gian uống một ngụm nước sau đó nói vương tiểu minh biết tôi và mấy người khác có xung đột với nhau hắn ta cố ý phân cho tôi tuần tra khu vực này mục đích của hắn ta chỉ là không muốn đám người chúng ta xảy ra xung đột với mấy người kia thôi được rồi chúng ta thử chạy thêm vài vòng nữa nếu không có gì thì đi về nhà ngủ thôi chuyện xảy ra ở ngoài khu vực của chúng ta thì không phải chuyện của chúng ta nên không có liên quan gì tới chúng ta hết sao thế ông muốn đi bắt quỷ anh à trương hàn cười cười nếu cậu muốn thì chuyện này cũng không khó lắm nhỉ tôi luôn luôn tin tưởng vào cậu đáng tiếc là hiện giờ tôi lại không có lòng tin vào bản thân cứ đi bước nào nhìn bước đó thôi dương gian nói xong sau đó nổ máy Bắt đầu lái xe đi lòng vòng xung quanh khu vực quản lý, nhưng chính lúc này, ở bên phía Diệp Phong lại gặp phải phiền toái cực kỳ lớn, hắn ta lại bị lạc đường ngay trong chính khu vực mà hắn ta quen thuộc nhất, bất kể hắn ta đi theo con đường nào đều không thể nào đi ra ngoài được, toàn bộ mấy con đường tối tăm kia đã biến mất. Diệp Phong thấy từ nãy đến giờ mà Triệu Khai Minh không hề mở miệng nói lời nào hết, cho nên mở miệng hỏi, "Có phải chúng ta bị nhốt rồi không? Chuyện này giống như lúc với lần trước, khi tôi đụng phải Dương Gian." Triệu Khai Minh, anh không định giải thích một chút gì về tình huống lúc này hay sao? Triệu Khai Minh cầm chiếc gậy bằng vàng kia, sau đó quay người lại, trên mặt hắn ta vẫn còn mang theo nụ cười. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Ở trong lúc như thế này thì việc đụng phải chuyện như bây giờ cũng có gì kỳ quái đâu. Cậu cũng đừng có đổ trách nhiệm lên đầu của tôi. Thế nhưng những gì mà giáo sư Vương suy đoán trước đó đúng là chính xác. Quỷ Anh ở giai đoạn thứ 4 đã tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định. Ngày ấy đề nghị chúng ta không được đụng chạm đến nó là hoàn toàn đúng. Thực tế tôi cũng không hề muốn cậu đụng phải chúng đâu. Diệp Phong hỏi, anh biết những gì? triệu khai minh nói thật ra nếu nói biết thì tôi có biết một ít nhưng nếu nói không biết cũng chẳng phải cái đó chỉ có thể cảm giác được thôi không có cách nào diễn tả điều này bằng lời được thế nhưng nói đi cũng phải nói lại hà xuyên đâu rồi diệp phong đột nhiên nhìn lại xung quanh hắn ta bỗng phát hiện ra hà xuyên đã biến mất đâu rồi không thấy gì nữa rõ ràng lúc nãy tên này còn đang đi ở cạnh hắn ta mà lúc nào thế nhưng còn không đợi cho diệp phong nói xong hắn ta đột nhiên phát hiện ra triệu khai minh ở phía trước hắn ta cũng đã biến mất chỉ trong nháy mắt toàn bộ con đường tối tăm này chỉ còn lại một mình hắn ta diệp phong nghiến răng nghiến lợi chết tiệt tên triệu khai minh này muốn làm cái gì vậy chứ chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn ta lúc trước hắn ta chỉ cảnh giác đối với dương gian thôi hắn ta không nghĩ ra được thật ra tên triệu khai minh này mới chính là một con rắn độc nhưng cũng đúng lúc này đột nhiên có một bóng người màu đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn ta một cánh tay lạnh lẽo cứng ngắc có màu xanh đen bỗng khoác lên vai của hắn ta đồng thời một cảm giác lãnh lão bắt đầu xuất hiện từ trên đỉnh đầu của hắn ta sau đó nó chạy theo làn da và lan truyền ra khắp người khiến cho cả người hắn ta bị mất không chế trong nháy mắt chỉ biết đứng yên tại chỗ nhưng không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại cánh tay màu xanh đen kia đã nhanh chóng thu hồi diệp phong khôi phục lại hành động hắn ta đột nhiên nhìn lại phía sau thế nhưng sau lưng của hắn ta lại không có người nào cả khi hắn ta nhìn nhìn vào bờ vai của hắn ta đột nhiên phát hiện ra trên đó có lưu lại một số bàn ta màu đen đây là bàn tay của một người trưởng thành thậm chí dấu ấn màu đen này có thể xuyên thấu qua lớp áo khoác ở bên ngoài sau đó xuyên qua chiếc áo liệm cũ kỹ sau khi vén một góc áo lên để nhìn hắn ta thấy ở bên trên lớp da của mình có một dấu bàn tay màu đen dấu ấn cực kỳ rõ nét không có cách nào để loại bỏ trên mặt diệp phong chảy mồ hôi lạnh chuyện này sao có thể chứ vậy mà lúc này chiếc áo liệm của hắn ta lại không có cách nào ngăn cản lần tập kích của lệ quỷ diệp phong cán chặt răng chết tiệt nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây thế nhưng ngay khi hắn ta vừa định hành động xung quanh lại đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh tiếng khóc này cứ lảng vãng khắp ngõ ngách trên đường phố tối tăm và tĩnh mịch tiếng khóc bén nhọn khiến cho hắn ta phải dùng mình tiếng khóc của quỷ anh diệp phong lập tức nhận biết được chủ nhân của tiếng khóc này sau đó hắn ta lập tức hành động truy tìm phương hướng xuất hiện tiếng khóc này hiện tại diệp phong đã lạc đường hắn ta hy vọng tiếng khóc này là một cơ hội cơ hội để cho hắn ta có thể tìm kiếm ra được con đường để rời khỏi đây bởi vì một khi có tiếng khóc của quỷ anh như vậy có nghĩa là sẽ có quỷ anh suốt thế điều này chứng tỏ là sẽ có người bị hại như vậy hắn ta sẽ có khả năng đụng phải người khác một lát sau diệp phong thở hồng hộc đi vào bên trong một con hẻm nhỏ ngọn nguồn của tiếng khóc nằm ở trong này hắn ta có do dự một chút nhưng cuối cùng hắn ta vẫn quyết định đi vào bên trong lúc trước khi mình đi đến đây nhưng chỗ này cũng có cái ngõ nào đâu giống như con hẻm này vừa mới được thêm vào vậy thế nhưng ngay khi bước chân vào con hẻm diệp phong bắt đầu có chút hối hận bởi vì sau khi bước chân vào bên trong con hẻm này áo liệm của hắn ta đột nhiên nhỏ lại một vòng, cắt gao dán lên trên người của hắn ta, dường như có thứ gì đó trong này khiến cho nó phải e ngại. Ngay lập tức hắn ta hiểu được, điều này cũng không phải là do chiếc áo liệm e ngại, mà đây chính là một loại phải ứng đối với thứ gì đó, trong con hẻm nhỏ này nhất định có quỷ. Diệp Phong lại quay đầu nhìn ra phía sau, quả nhiên đúng như suy đoán của hắn ta, con đường ở sau lưng hắn ta đã biến mất, hiện tại đằng sau lưng chỉ còn một lớp bụi màu xanh đen chúng cứ như một vực sâu áp bức khiến cho người ta không thể thở nổi và không dám tiếp tục đi qua nó tên triệu khai minh kia là cảnh sát quốc tế của thành phố đại sương chắc chắn hắn ta sẽ hiểu rõ toàn bộ chuyện linh dị ở trong phạm vi thành phố đại sương lần tuần tra này của ba người bọn mình cùng không hẳn là do ngẫu nhiên mà đi đến chỗ này chắc chắn là tên triệu khai minh kia cố tình dẫn mình cùng với hà xuyên đến đây hắn ta muốn mượn đao giết người bởi vì lúc trước mình đã cự tuyệt việc liên thủ với hắn ta để tiêu diệt dương gian không không thể nào hiện tại việc cấp bách cũng không phải là xử lý dương gian mà chính là chuyện linh dị quy mô lớn đang bao phủ lấy tòa thành thị này dưới tình huống như thế này thì tên triệu khai minh này không có lý do gì để gây ra xích mích trong nội bộ trừ phi hắn ta có một ý định nào đó không muốn cho ai biết diệp phong không có hoảng sợ mặc dù hiện tại hắn ta đang rất khẩn trương nhưng vẫn phân tích tình huống một cách lý trí mặc kệ là chuyện gì hiện tại mình phải rời khỏi đây đã ở chỗ này càng lâu mình càng cảm thấy bất an diệp phong cố gắng bước nhanh hơn nữa Hiện tại hắn ta đã đi vào bên trong con hẻm rồi, cho nên hắn ta chỉ có thể kiên trì bước về phía trước, con hẻm này cũng giống như một con hẻm bình thường khác ở trong thành phố, xung quanh hai bên con hẻm là các cửa hàng buôn bán các thứ, cửa hàng bán lẻ, chỉ là lúc này toàn bộ cửa hàng này đều đã đóng cửa chặt kín, trên đường không hề có một ai qua lại, ngay cả đèn đường cũng bị tắt, loại khung cảnh quen thuộc như thế này, vốn dĩ cũng không có gì lấy làm kỳ quái, nhưng theo Diệp Phong thấy, chỗ này lại để lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Bởi vì ít ra từ nãy đến giờ hắn ta đã đi được 10 phút rồi, nếu dựa vào tốc độ này của hắn ta thì hẳn là đã sớm đi khỏi con đường này rồi mới đúng. Thế nhưng cho đến hiện tại hắn ta vẫn bị vây ở chỗ này, từ đầu đến cuối không có cách nào tìm được đường ra, lại là quỷ vực hay sao? Thứ này rất giống với cái kia của Dương Gian, thật khiến cho người ta chán ghét. Diệp Phong đột nhiên dừng chân lại, hắn ta cảm thấy bản thân không có lý do gì để tiếp tục đi về phía trước nữa. Nếu hắn ta thật sự bước vào bên trong quỷ vực, vậy thì dù hắn ta sẽ không thể nào đi ra ngoài bằng cách thông thường nhất định phải dùng một số phương pháp đặc biệt mới được. Do dự một lát, Diệp Phong khẽ cắn môi, hắn ta hơi sốc chiếc áo liệm lên một chút, bên trong lộ ra làn da trắng dày đặc những vết thương. Toàn bộ vết thương đều có có hình dấu răng màu đỏ thẫm, giống như có một thứ gì đó đang cắn xe làn da của hắn ta suốt ngày suốt đêm. Một hàm răng cực kỳ quái dị, không thể nào phù hợp với lẽ thường nằm ở trên người của hắn ta. Hàm răng sắc nhọn này đã biến thành màu đen, trông bộ dạng của nó giống như bị hư thối nhưng hiện tại nó đang ngọ nguậy không ngừng, trông nó chẳng khác gì một sinh vật sống. Thế nhưng ngay khi Diệp Phong định mở ra mảnh quỷ vực này, đột nhiên hắn ta phát hiện ra bản thân đã mất đi năng lực này, cũng không thể nói bị mất hiệu lực, mà hắn ta không thể xé mở quỷ vực. Diệp Phong kinh sợ, sao có thể thế được, sao lại có thể như vậy chứ? Vậy mà chỗ này lại không nằm bên trong quỷ vực. Việc lá bài tẩy cuối cùng của bị mất hiệu lực khiến cho Diệp Phong bắt đầu có chút hoảng sợ. Vì hắn ta là ngự quỷ nhân không chế hai con lệ quỷ nên hắn không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với các ngự quỷ nhân khác, nhưng vẫn rất e dè khi đối mặt với lệ quỷ mặc dù áo liệm có thể bảo vệ diệp phong khỏi lệ quỷ tấn công nhưng nó không thể nào bảo vệ hắn ta quá lâu thời gian vừa đến hắn ta cũng sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục như bình thường lúc đó hắn ta sẽ biến thành một con quỷ mặc áo liệm nhất định phải tìm được đường ra chán diệp phong bắt đầu chảy mồ hôi hắn tiếp tục đi về phía trước hai mắt không ngừng liếc ra xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy được chỗ nào đó không được bình thường nhưng bởi vì lúc này bầu trời quá tối đồng thời tốc độ di chuyển của hắn ta khá là nhanh nên chân của hắn ta đá trúng thứ gì đó khiến cho hắn ta suýt nữa bị té ngã thứ gì vậy hắn ta vội vàng cầm đèn pin soi xuống nhưng sau một giây trong mắt của hắn ta nhanh chóng co lại thứ mà hắn ta đá chúng chính là một cái đầu lúc này cái đầu chỉ còn có một nửa và đang dính đầy màu hiện tại nó đang lăn lông lốc về phía trước vì lực đá của hắn ta hình như cái đầu này đã bị thứ gì đó gặm nên máu thịt của nó bị bè bét đã hoàn toàn biến dạng diệp phong nhíu mày đây là đầu của ai vậy người bình thường sẽ sợ hãi đối với những thi thể như thế này nhưng hắn ta thì không thứ này mà đem so với lệ quỷ nó còn tốt chán chẳng khác chị hàng xóm đáng yêu là mấy vì vậy nên hắn ta dám cầm đèn pin đi đến gần để quan sát gương mặt này xem thử nó là của ai thế nhưng khi đi lại gần và thấy rõ được diện mạo trên trước đầu thì tròng mắt của hắn ta lại tiếp tục co lại bởi vì khuôn mặt bên trên cái đầu bị giang dở này chính là hà xuyên không sai đây chính là đầu của hà xuyên người lúc nãy đi bên cạnh hắn ta nhưng sau đó biến mất điều này sao có thể được chứ dù thế nào đi nữa thì tên kia cũng là ngược quỷ nhân cứ cho là hắn ta đụng phải quỷ cũng không thể nào chết nhanh như thế này được mới đúng cứ cho hắn ta là một con ếch lười đi nữa thì trước khi chết nó cũng phải co giật một hai lần chứ. Diệp Phong bắt đầu nghi ngờ việc hắn ta có nhìn nhầm hay không, hắn ta muốn đưa tay để kiểm tra, muốn thử xem nhiệt độ của chiếc đầu này như thế nào. Nếu thật sự là Hà Xuyên, như vậy tên kia sẽ chỉ mới chết cách đây không lâu, vì thế chiếc đầu này chắc chắn vẫn còn ấm áp. Thế nhưng khi hắn ta vừa mới đưa tay ra định chạm vào chiếc đầu, bất chợt có một cánh tay nhỏ màu xanh đen không biết từ chỗ nào đưa qua, cánh tay này túm lấy chiếc đầu nhanh hơn hắn ta một nhịp. Hả? sắc mặt diệp phong đột biến vội vàng lùi ra phía sau mấy bước giờ phút này hắn trông thấy ở trước cửa cùng một cửa hàng có một đứa bé với làn da màu xanh đen và ánh mắt trống rỗng đang đứng đồng thời trên tay nó còn đang ôm cái đầu của hà duyên lúc nãy quỷ anh quỷ anh giai đoạn thứ hai ngay lập tức trong đầu của hắn ta hiện lên mấy chữ đó suy đoán của giáo sư vương hoàn toàn chính xác quỷ anh đã xuất hiện đã khá lâu ở trong thành phố này rồi thế nhưng mấy thứ này vẫn luôn luôn ẩn nấp lẩn trốn trong các ngõ ngách chỉ chờ đến hiện tại thì chúng mới hoàn toàn bạo phát ra ngoài không cần thiết quan tâm đến nó việc cấp bách hiện tại của mình chính là nghĩ cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt mạch suy nghĩ của diệp phong rất rõ ràng hắn ta chậm rãi lui về phía sau hắn ta không hề có ý định đi trêu chọc thứ quỷ quái ở trước mặt trừ phi con quỷ anh này chủ động dây dưa với hắn ta con quỷ anh kia vẫn cứ đứng yên như vậy trên tay nó vẫn ôm chặt cái đầu răng dở của hà xuyên mặc dù nó nhìn chằm chằm về phía diệp phong nhưng nó lại không có bất kỳ hành động nào chỉ là cặp mắt trống rỗng màu đen như hố đen kia lại để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run không biết thứ quỷ quái kia có mắt hay là không có mắt nữa hơn nữa nó có thể hay là không thể nhìn thấy hắn ta nó không để mắt đến mình hay là do cái áo liệm trên người của mình đang bảo vệ diệp phong nghĩ nghĩ đến hai khả năng để giải thích cho hành động của con quỷ anh thế nhưng một giây sau toàn thân hắn ta bất chợt cứng đờ lại hắn ta cảm thấy một cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn ta trong nháy mắt rầm phanh phanh mấy cánh cửa của các cửa hàng ở xung quanh đột nhiên chuyển đến rất nhiều âm thanh kỳ quái giống như là bị ai đó đập cửa vậy hình như có thứ gì đó đang muốn đi ra ngoài một cửa hàng như vậy hai cửa hàng giống như vậy ba cửa hàng bốn cửa hàng toàn bộ cửa hàng ở trong con hẻm này đều phát ra tiếng như vậy chỉ có một mình diệp phong đứng ở trong cái hẻm nhỏ tối tăm không một bóng người hiện tại hắn ta không thể nào đi ra ngoài không thể nào trốn thoát khỏi đây hắn ta chỉ như một con ruồi đang bay loạn ở trong này đồng thời dùng tâm trạng sợ hãi đánh giá hoàn cảnh xung quanh hắn ta nhìn về phía những cánh cửa đang phát ra âm thanh kỳ quái kia cuối cùng có một cửa hàng đột nhiên mở cửa ra một cái bóng màu xanh đen đi ở bên trong đi ra quỷ anh giai đoạn thứ ba giờ phút này trên trán của diệp phong đã chảy đầy mồ hôi lạnh dường như trong lúc vô tình hắn ta đã đi vào chỗ nào đó không nên đi vào nhưng mọi chuyện không chỉ có chừng đó sau khi bóng người màu xanh đen kia đi ra khỏi cửa hàng đồng loạt những cửa hàng khác cũng mở cửa ra từng bóng người lần lượt đi từ bên trong ra ngoài những bóng người này có cao có thấp có nam có nữ hơn nữa dung mạo cũng không hề giống nhau. Chỗ giống nhau duy nhất giữa những bóng người kia chính là đều sở hữu làn da màu xanh đen, hai con mắt trống rỗng, đang chậm rãi đi về phía này, trông chúng chả khác gì những cỗ thi thể đã chết đi nhiều ngày. Những bóng người này đều đã là quỷ anh ở sau giai đoạn thứ ba, giai đoạn trưởng thành. Giờ phút này toàn bộ quỷ anh đi vào con hẻm nhỏ khiến cho nguyên bản con đường vô cùng quạnh quẽ bỗng chốc biến thành có chút chật trội, nhưng không gian xung quanh lại không có trở nên náo nhiệt hơn mà càng biến thành âm lãnh, tối tăm cùng thâm trầm. Diệp Phong cảm giác được cả người của hắn ta đang run rẩy, đùa cái gì vậy trời? Sao nhiều như vậy? Khẩn trương, hoảng sợ, run rẩy, từng loại tâm trạng liên tiếp xông ra. Giờ khác này hắn ta thậm chí cảm thấy sự tuyệt vọng, sự kiêu căng của những ngày bình thường đã biến mất không còn bóng dáng. Chạy, trong đầu Diệp Phong cũng chỉ còn lại mỗi một chữ đó. Bất kể bản thân hắn ta có chạy thoát khỏi đây được hay không, nhưng việc đầu tiên lúc này hắn ta phải làm chính là thoát khỏi đám quỷ anh khủng bố này đã. Dù hắn ta có chạy kiểu gì đi nữa. Số lượng quỷ anh càng ngày càng nhiều và càng tiếp cận gần đến hắn ta, dường như loại khoảng cách này không được kéo giãn ra vậy, điều hắn ta có thể cảm thấy chính là chiếc áo liêm trên người đã bắt đầu có chút không thể bảo vệ hắn ta nữa rồi, cảm giác âm lạnh đến thấu xương bắt đầu tràn vào thân thể của hắn ta từ bốn phía, vị trí lúc nãy bị thứ gì đó va phải nơi bả vai đã càng ngày càng đau đớn, cứ như là có thứ gì đó đang nắm lấy bả vai của hắn, chẳng những khiến cho hắn ta cảm thấy đau mà còn ngăn cản hành động chạy về phía trước của hắn ta cuối cùng cũng đến lúc mà khoảng cách giữa hai bên cũng kéo gần đến một mức độ nào đó ngay lập tức có một bóng người màu xanh đen giơ cánh tay ra và túm lấy diệp phong nhưng chỉ sau một giây cánh tay kia lại nhanh chóng thu hồi diệp phong hoảng sợ quan sát chỗ bị bắt lại hắn ta phát hiện ra bên trên chiếc áo liệm của hắn ta có lưu lại một dấu ấn hình bàn tay hơi mờ nhạt nhưng còn không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại toàn bộ những người đứng ở gần đó đồng loạt đưa cánh tay về phía hắn cũng như lần trước chúng đều chỉ túm lấy người của hắn ta một lát rồi buông ra nhưng thứ để lại chính là một ấn ký hình bàn tay ở trên người của hắn ta hắn ta biết đây chính là do chiếc áo liệm trên người của hắn ta vẫn còn có tác dụng nên nó ngăn cản toàn bộ những lần tập kích của quỷ anh nếu hắn ta không mặc chiếc áo liệm ở trên người thì có lẽ bản thân hắn ta đã phải chết từ lần tập kích thứ nhất của quỷ anh rồi có điều quỷ anh ở xung quanh dần dần vọt về phía này số lượng cũng càng ngày càng nhiều đạt đến mức độ chỉ cần nhìn thôi là đã khiến cho người khác phải tê dại hết cả da đầu dường như con đường này đã bị nhét đầy quỷ anh vậy. Dần dần, Diệp Phong đã không còn đường nào để có thể bỏ chạy nữa, vì bốn phương tám hướng của hắn ta đều đã bị chặn lại rồi. Cuối cùng tình huống xấu nhất mà hắn ta nghĩ tới đã xảy ra, Diệp Phong bị quỷ anh vây kín xung quanh, không có một kẽ hở. Hơn nữa ở bên trong lớp xương mờ màu xanh đen kia vẫn còn rất nhiều bóng người lắc lư. Có lẽ chỉ có trời mới biết được bên trong tòa thành thị này đã thai ngén ra bao nhiêu con quỷ anh nữa. Đây căn bản là một thế cục khó giải. Diệp Phong không chạy nữa, bởi vì không còn đường cho hắn ta chạy hắn ta chỉ biết đứng yên tại chỗ và cười thảm. A à, a à, a, à. hắn ta đã không còn cơ hội chạy thoát nữa. Ngay cả bản thân hắn ta cũng gặp phải cục diện khó giải như thế này, một khi những con quỷ ở bên trong này rời đi, không sớm thì muộn chúng sẽ khiến cả tòa thành thị gặp tai họa ngập đầu, không gian có thể lưu lại cho hắn ta đã càng ngày càng ít. Hả? Đó là... Bất trượt, Diệp Phong nhìn thấy thứ gì đó ở phía sau những cái bóng màu xanh đen đang lắc lư ở trong lớp sương màu xanh đen này. Sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng rút điện thoại di động ra chuẩn bị gửi tin nhắn nếu bản thân hắn ta có thể sống sót chỉ còn hy vọng là có người sẽ chạy đến để cứu hắn ta mà thôi một lát sau lít nha lít nhít bóng dáng của quỷ anh đã tụ đến chỗ này trông chúng chẳng khác gì một cơn sóng thần tràn qua và bao phủ toàn bộ chỗ này chờ cho lớp khói bụi này tan đi quỷ anh ẩn giấu ở dưới lớp bụi màu xanh đen này đã không còn nữa đồng thời thứ biến mất theo chúng còn có cả diệp phong trên mặt đất chỉ còn sót lại một chiếc điện thoại bị dẫm toét nhưng từ ánh sáng yếu ớt bên trên màn hình cho thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công không có chuyện gì xảy ra hết, toàn bộ mọi thứ đều cực kỳ yên ổn. Ông nói đúng, khu Đông Thành chẳng có chuyện đặc biệt nào xảy ra, xem ra chỉ còn trông chờ vào báo cáo của mấy khu khác thôi. Dương Gian không hề biết có chuyện gì đã xảy ra ở chỗ của Diệp Phong, hắn tiếp tục lái xe lượn xung quanh khu vài vòng. Nếu đã không tìm được quỷ anh thì hắn coi như xong việc rồi, bởi vì hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục tuần tra tiếp cũng chỉ tổ tốn thêm thời gian mà thôi. Hắn thấy bản thân nên dành khoảng thời gian đó để làm một số chuyện có ích trong dự định của hắn. Dương Gian nói, tàn ca thôi, đi về ngủ hết đi hôm nay chúng ta chỉ đi tuần đến đây thôi còn có chuyện gì thì cứ để ngày mai lại nói trương hàn chúng ta cứ như vậy mà trở lại à có lẽ sẽ không tốt để bàn giao lại cho giáo sư vương đâu sư gian nói có gì mà không tốt chứ hiện tại cũng đã là mười giờ tối nếu dựa theo thời gian làm việc bình thường thì cũng có thể nói là hiện tại chúng ta đang tăng ca nếu đã không tìm thấy quỷ anh thì cũng đành chịu thôi không còn cách nào nữa hết cả tòa thành thị lớn như thế nếu muốn tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân cũng không thể nào là chuyện của ngày một ngày hai được tôn nghĩa nói bộ dạng của cậu cũng quá nhàn nhã quá đi dù sao hiện tại đang là trong đoạn thời kỳ đặc thù bản thân chúng ta đều ở bên trong chuyện linh dị cứ xem như không có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không thể nào trở về nhà nằm ngủ chứ dương gian nói chắc chắn anh không có bạn gái phải không tôn nghĩa nói ách làm sao cậu biết được dương gian lộ ra một nụ cười anh hiểu mà có bạn gái thì sao anh lại không muốn về nhà ngủ chứ tôn nghĩa trương hàn nói cứ xem như chúng ta đã tan can rồi đi nữa thì cũng nên tụ họp lại cùng với nhau sẽ tốt hơn nếu ba người mà tách nhau ra thì có ai biết được chúng ta còn có cơ hội tụ họp lại nữa hay là không chuyện linh dị ở thôn hoàng cưng lần trước cũng vậy chúng ta đã trải qua một bài học đẫm máu rồi ở trong chuyện linh dị lần trước cũng chỉ vì mọi người tách lẻ ra với nhau cho nên cả đám mới bị lệ quỳ tiêu diệt từng người đến cuối cùng nó giết cho cả đám không còn đủ người để chống lại nếu không phải là con có phùng toàn ở bên trong quan tài nhảy ra góp số lượng vô cho cân bằng thì có lẽ Dương Gian và Trương Hàn đã chết rồi. Dương Gian nói, chuyện lần này và chuyện lần đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sẽ không có chuyện lạc đàn đáng sợ như vậy đâu. Thôi, có chuyện gì thì ngay mai lại làm tiếp, việc giải quyết nhiều chuyện như thế chỉ trong một ngày đã là không có khả năng rồi. Hiện tại chúng ở trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ, ngay cả tin tức cũng thiếu thốn. Cứ cho là chúng ta thủ vững cả ba người ở đây cũng chẳng khác gì việc treo máy, không có tác dụng gì hết. Được rồi cứ thế đi, ngày mai chúng ta lại tập hợp ở trung tâm thể dục thể thao. Tôn Nghĩa cùng Trương Hàn nghe hắn nói đến mức đó thì cũng không phản đối nữa, dù sao những gì mà hắn nói cũng có đạo lý. Cứ cho là một ngày bọn họ canh giữ 24 giờ ở khu Đông Thành nhưng không có chuyện gì xảy ra cũng, không phát hiện được chuyện gì. Thế nhưng việc dương gian tách ra cũng không phải là do hắn thật sự muốn chạy về nhà để ngủ mà hắn còn có việc khác quan trọng hơn cần làm. Mặc dù nhiệm vụ xử lý chuyện linh dị này rất quan trọng, hắn cũng có việc quan trọng chẳng kém cần phải làm. Sau khi trở về tiểu khu, dương gian lập tức trông thấy từng người từng người nhân viên bảo vệ của ngân hàng đang vận chuyển từng cái dương vào bên trong biệt thự ngày hôm nay giang diễm cũng không có đi làm cô đứng ở một bên để chỉ huy được rồi toàn bộ mọi thứ vận chuyển và cứ đặt ở phòng bên kia đi đừng có để lung tung chúng nặng lắm đó tôi không muốn sau đó lại phải đi chuyển chúng về một chỗ đâu dương gian cậu trở về thật sự đúng lúc chuyển phát nhanh của cậu đến rồi dương gian vừa đi đến vừa nói chị liên lạc với tổng giám đốc trương giúp tôi tôi có chức việc cần nhờ ông ta giang diễm nói có chuyện gì thế tôi có thể biết không dương gian nói đến lúc cần biết chị sẽ biết được rồi sau đó giang diễm nhanh chóng gọi điện cho trương hiển quý tiếp đó nói với hắn tùng giám đốc trương ở tòa nhà tiếp thị bên kia sẽ đến đây nhanh thôi đúng rồi cậu mua thứ gì vậy nhìn rất quý giá dương gian nói không có gì chỉ là một đống vàng thôi toàn bộ vàng tồn kho của các thành phố lớn ở trong thành phố đại sương đều nằm ở chỗ này hả giang diễm lập tức trợn tròn hai mắt chỉ một lát sau Toàn bộ mọi thứ đã được vận chuyển vào nhà xong, mấy người nhân viên của công ty chuyển phát nhanh rời đi thì Trương Hiển Quý mới vội vã chạy đến. Bạn đang xem khủng bố trùng sinh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trương Hiển Quý nói, đại ca, nghe Giang Tiểu Thư nói cậu có việc cần tìm tôi, có chuyện gì vậy? Dương Gian nói, Tổng Giám Đốc Trương, ông cứ ngồi trước đi, tôi thật sự có chút việc cần làm phiền Tổng Giám Đốc Trương đây. Trương Hiển Quý cười nói, có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng đi là được, đâu phải nhờ cậy gì, không cần phải khách khí đâu. Dương Gian nói. Đúng rồi, lúc này tôi có nhìn thấy không ít xe hàng đang vận chuyển ra vào tiểu khu, tổng giám đốc Trương đang mua thứ gì à? Trương Hiển Quý nói, không có gì, chỉ là một số vật tư dùng trong sinh hoạt mà thôi. Hiện tại toàn bộ đồ ăn trong các siêu thị lớn ở thành phố Đại Sương đều đã bị tranh cấp gần. May mà tôi còn kịp thời liên hệ với mấy nhà siêu thị lớn để bọn họ đóng cửa sớm một chút, sau đó chuyển toàn bộ vật tự đến đây. Đại ca câu cũng biết mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Trước tiên cứ lấy thêm một chút đồ cũng không có gì bất ổn hết dù sao thì chúng cũng không đáng mấy đồng tiền. Dương Gian nói, như vậy cũng đúng, thế nhưng có những thứ còn quan trọng hơn rất nhiều so với mấy vật tư sinh hoạt kia, đó chính là bảo vệ tính mạng. Tổng giám đốc Trương Ngài có muốn giúp tôi một việc không? Ông giúp tôi chế tạo một căn phòng an toàn. Chuyện này tôi làm không được, chỉ có Tổng giám đốc Trương là giám đốc của công ty xây dựng thì mới có nhân lực và dụng cụ để làm chuyện này. Trương Hiển Quý nói, phòng an toàn, thật ra trong tiểu khu cũng có mấy căn tầng hầm, tôi đã để cho người ta xây dựng, đang tiếp tục thi công. Dương Gian nói, mấy căn hầm đó chỉ được dùng để tị nạn thôi không thể nào tránh quỷ được thứ tôi cần là một căn phòng có thể tránh khỏi chuyện linh dị trương hiển quý sững sờ một lát đại ca cậu định làm cái gì thế lực lượng của quỷ sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến vàng trước mắt tôi định dùng toàn bộ số vàng mà tôi có ở trong tay để tạo một căn phòng nhỏ dùng để tránh né chuyện linh dị căn phòng này nhất định phải được bịt kín đồng thời cũng phải cực kỳ kiên cố dương gian lôi một cái dương ở phòng bên cạnh sau đó mở ra bên trong toàn bộ là vàng thỏi số lượng không được nhiều chỉ có hơn 2 tấn một chút ngoài ra tôi còn muốn lưu lại một ít làm vật dự phòng không biết tổng giám đốc trương có kế hoạch gì tốt để xử lý không hơn hai tấn vàng ngay cả khi trương hiển quý là một người rất có tiền nhưng cũng phải kinh sợ đối với số vàng này của dương gian phải biết hiện tại giá vàng đang càng ngày càng tăng sự tuôn vào của các nhà tư bản khiến cho vàng đã đạt đến một mức giá cao ngất ngường với hai tấn vàng của dương gian không nghi ngờ gì nữa hiện tại hắn đã là người giàu nhất của thành phố đại sương rồi rất nhanh trương hiển quý hồi phục tinh thần ông ta bắt đầu suy tư và nói mặc dù là hai tấn vàng nhưng nếu dùng để làm vật liệu xây dựng thì còn thiếu rất nhiều có điều nếu chỉ dùng nó để làm một căn phòng nhỏ thì vẫn được tôi có thể hòa tan số vàng này sau đó đổ thành từng tấm lớn tiếp đó hàn chúng lại với nhau không được không được như vậy quá mỏng không đủ kiên cố có lẽ chúng ta có thể làm tường kép một bức tường đặt hai tấm vàng là được nghĩ nghĩ một hồi ông ta lại dùng tay xoa xoa chán và nói tôi cần dùng máy tính để thiết kế và mô phòng một chút phải tính đến diện tích của nóc nhà cùng với số lượng người có thể lánh nạn. Ngoài ra mấy điều kiện dùng để duy trì sinh tồn cũng phải đạt được tiêu chuẩn. Mặc dù công trình này không hề lớn nhưng lại có nhiều thứ cần phải cân nhắc, quá nhiều chi tiết. Tôi có một đề nghị, không biết đại ca có đồng ý hay không? Dương Gian nói, ý kiến gì vậy? Gần đây tôi cũng đang xây dựng trại tị nạn, nên phương án kiến tạo và bản thiết kế cũng đã làm xong, hơn nữa đã bắt tay vào thi công rồi. Nhưng vì là cải tao lại cho nên tốc độ xây dựng khá là nhanh, đại khái chỉ khoảng một tháng là xong thay vì chúng ta xây dựng một căn phòng độc lập có lẽ sẽ không đủ điều kiện để sinh tồn nếu vậy thì chi bằng chúng ta sẽ lấy một căn phòng trong trại tị nạn của tôi để lắp đặt một căn phòng an toàn là được rồi cậu thấy thế nào trong mắt dương gian hơi híp xây phòng an toàn ở bên trong trại tị nạn của tổng giám đốc trương sao tôi chỉ đề nghị vậy thôi trương hiển quý có chút xấu hổ cười một tiếng ông ta đương nhiên biết dương gian đã nhìn thấu ý đồ của ông ta rồi một căn phòng trị giá vài tỷ đồng điều này cho thấy căn phòng này không hề tầm thường chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó thì dương gian mới muốn xây dựng nó nếu lúc này mà không tận dụng chiếm một chút lợi thì coi như cuộc đời làm kinh doanh của ông ta từ trước đến nay coi như bỏ dương gian nghĩ một hồi mặc dù trương hiển quý có chút tư tâm nhưng đây cũng là lợi ích hợp tác của đôi bên hắn không thể nào tự tay để xây dựng một căn phòng an toàn được cũng thiếu nhân lực mà hiện tại cũng không thể nào có ai rảnh mà đi nhận công trình này cả hơn nữa dương gian cũng không hề yên tâm khi giao vàng cho người khác với lại một căn phòng an toàn cũng không phải chỉ là một căn phòng an toàn đơn thuần bên trong nó còn có các loại công trình khác ví dụ như thông gió hay là nước nôi để sinh hoạt vật tư dự trữ ngoài ta còn có nhiều phương diện khác nữa mà trương hiển quý có thể giải quyết được các vấn đề này có thể nói ông ta là một người đáng tin sư gian nói có thể cứ xây dựng ở bên trong trại tị nạn của tổng giám đốc trương đi nhưng một căn phòng an toàn không thể quá lớn và số lượng người bên trong căn phòng an toàn cũng có hạn không biết tổng giám đốc trương dự định phân phối những danh ngạch này như thế nào đây hiện tại việc phân chia số người cũng tương tự như phân chia cổ phần vậy một khi xây xong trại tị nạn vậy bên trong trại tị nạn này dương gian chiếm bao nhiêu danh ngạch và trương hiển quý lại chiếm giữ bao nhiêu đây đến cái này lại là điều mà trương hiển quý cảm thấy khó xử trong lòng của ông ta đương nhiên là muốn phân chia năm năm rồi thế nhưng toàn bộ vàng để xây nhà hơn hai tấn đều là do dương gian xuất cho nên chỉ khi dương gian là người ngu thì mới đồng ý phân chia năm năm với ông ta mặc dù làm ăn quan trọng nhưng nhân tình càng quan trọng hơn trương hiển quý do dự một chút sau đó báo ra cái giá mà ông ta cho là hợp lý nếu không chúng ta chia ba bảy đi nếu tài liệu không đủ thì tôi có thể góp một ít vàng của tôi vào dương gian nghĩ một hồi rồi nói ừm thế cũng được trương hiển quý thở phào cười nói vậy thì cảm ơn đại ca từ giá cả mà hai bên đưa ra để tính đương nhiên là ông ta đã chiếm tiện nghi dù sao ông ta không thể nào xuất ra được số vàng lớn như thế dù có bán hết toàn bộ tư sản mà ông ta có để mua vàng thì cũng không thể nào đủ dương gian nói tổng giám đốc trương mau chóng khởi công xây dựng đi còn vàng thì ngày mai ông cứ cho người đến đây để lấy còn nữa, tuyệt đối không được vì mục đích mở rộng phòng an toàn mà rát mỏng vàng ra đó. Nếu nó quá mỏng như trang giấy mà bị xé ra được thì căn phòng an toàn sẽ trở nên vô dụng. Trương Hiển Quý nói, chuyện này thì đại ca cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cân nhắc đến độ dày của bức tường mà, sẽ không có chuyện kém chất lượng đâu. Dương Gian nói, vậy thì cứ thế mà làm đi, ngoài ra Tổng Giám đốc Trương Nhanh kiếm một bác sĩ cho tiểu khu đi. Nhiệm vụ của vị bác sĩ này là kiểm tra cho mọi người mỗi ngày, đặc biệt là bụng dạ, thử kiểm tra xem có người nào mang thai không nếu có thì phải báo ngay cho tôi biết. Mặc dù Trương Hiển Quý không thể nào hiểu được nhưng ông ta biết điều này có cũng sẽ có nguyên nhân riêng của nó, cho nên gật đầu đồng ý. Hai người lại ngồi bàn bạc thêm với nhau một ít, sau đó hai người lập tức tách ra. Trên đường trở về, Trương Hiển Quý vẫn còn kinh thán với quyết định của Dương Gian. Đồng thời ông ta cảm thấy khá hổ thẹn đối với sự tranh lệch của con trai ông ta và Dương Gian. Sử dụng vàng để xây dựng một căn phòng đúng là xa xỉ. Tuổi còn trẻ như vậy đúng là ra tay thần lớn, một lần mười mấy ức mà mắt không hề nháy một cái so với dương gian thì tiểu tử trương vĩ kia cũng chỉ là một cây bút hỏng ngoại trừ cả ngày chơi game mở livestream tập bắn súng lục ra thì không còn cái gì khác ngay cả sách cũng chẳng thèm ngó chỉ sợ là sau này sẽ không còn cơ hội lên đại học không được càng nghĩ càng thấy tức tí về phải cho tiểu tử kia một trận mới hà được giận trương hiền quý gật gật đầu sau đó tâm trạng lại chuyển sang vui vẻ giờ phút này ở trong biệt thự sau khi mấy người kia rời đi hết giang diễm ngồi xuống bên cạnh sau đó ôm lấy cánh tay của dương gian nũng liệu nói với hắn, dương gian, thật sự buồn chán, nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ điên mất, nếu không chúng ta làm chuyện gì đó giết thời gian đi, không bằng chúng ta chơi trò nhập vai đi. Dương gian nói, nói ví dụ xem, Giang Diễm nói, ví dụ như tôi sẽ đóng vai y tá cho cậu trích có được không, hay là tôi đóng vai cô giáo, còn cậu già làm học sinh, đúng rồi, hay tôi thử là bà chủ nhà, còn cậu đóng vai một người nhân viên chuyển phát nhanh, cậu thấy sao? Dương gian nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói, không phải là chị coi trộm máy tính của trường vị đó chứ hơn nữa chị còn mở mục có tên là quyết chiến Thu danh sơn phải không? giang diễm mở to hai mắt, làm sao cũng biết được. dư gia nói, tôi biết thì có gì lạ hay sao? giang diễm ghé vào một bên tai hắn, dịu dàng nói, vậy cậu có chơi hay không? dư gia nói, nếu chị giành quá thì tranh thủ thời gian tính toán dùm tôi xem toàn bộ số vàng này có bao nhiêu. ngày mai tôi phải giao chúng cho trương hiển quý nên chị đừng có tính sai đấy. nhớ ghi chép lại cho đàng hoàng. mặc dù nhân tình là nhân tình nhưng có một số thứ vẫn phải tính toán sổ sách cho nó rõ ràng hơn nữa chị phải giám sát cho kỹ chỉ như thế tôi mới yên tâm mà chú trương cũng yên tâm trong nháy mắt sắc mặt của giang diễm sụp đổ ngay bây giờ à ngày mai có được không dương gian nói được nhưng chị viết đơn từ trước đi ngày mai tôi thuê người khác tính cậu chờ đó tôi đi làm sổ sách nghe đến đó là giang diễm lập tức nhảy dựng lên sau đó chạy đi lúc này ở bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh của dương gian đột nhiên truyền đến giọng nói của lưu tiểu vũ dương gian đã xảy ra chuyện rồi hai người diệp phong cùng hà xuyên đã bị mất tích dương gian nói muộn như vậy rồi thì có lẽ hai người đàn ông kia đang đấu kiếm với nhau thôi có gì mà cô phải ngạc nhiên chứ tôi còn phải đi ngủ đây lưu tiểu vũ nói triệu khai minh thông báo rằng ba người bọn họ gặp phải chuyện linh dị ngày mai cậu lại đến trung tâm thể dục thể thao đi giáo sư vương muốn tổ chức cuộc họp dương gian nói lại họp nữa có phải là công nhân viên chức đều phải tổ chức cuộc họp mỗi ngày hay không vậy sao tôi cảm thấy chuyện này còn lâu hơn cả giờ làm việc lần này có manh mối quan trọng nên mong cậu có mặt để họp dương gian trầm ngâm được rồi Tôi biết rồi, quả nhiên, những gì mà hắn suy đoán lúc trước là chính xác, khu đông thành của hắn phụ trách không xảy ra chuyện, mấy khu khác sẽ gặp chuyện không may, có lẽ cái tên diễn viên quần chúng Hà Xuyên kia đã có hơn 50% là đã toi đời rồi, còn về phần tên Diệp Phong kia, tên này khá là lợi hại, có muốn chết cũng không thể nào dễ dàng như vậy được, chỉ là hai người bọn họ lại cùng biến mất ở một chỗ không thấy gì nữa, chuyện này có chút gì đó là là, dường như có điều gì đó bí ẩn ở bên trong, bên trong trung tâm thể dục thể thao cũng tương tự như ngày hôm qua sáng hôm nay ở đây lại tổ chức một cuộc họp người chủ trì vẫn là vương tiểu minh người nên có mặt đều đã có mặt đầy đủ người không nên có mặt chắc cũng sẽ không tới trương hàn tỏ ra vô cùng kinh ngạc hắn ta nói vậy mà hai người diệp phong và hà xuyên lại không đến không phải hai người đó đã chết rồi chứ bởi vì đã từng là thành viên của câu lạc bộ tiểu cường nên hắn ta vẫn còn cảm giác không thể nào tin tưởng đối với chuyện diệp phong bị out khỏi cuộc chơi quá sớm triệu khai minh nhếch miệng cười cười ai mà biết được có lẽ chết rồi cũng có thể hắn ta không muốn tham gia vào chuyện này nên đã bỏ trốn lấy năng lực của hắn ta việc trốn khỏi thành phố đại sương cũng không phải là chuyện gì bất khả thi có một vị ngự quỷ nhân hỏi tình huống ngày hôm qua như thế nào không phải triệu khai minh cậu ở chung một chỗ với hai người bọn họ hay sao triệu khai minh nói chúng tôi đụng phải chút chuyện nhỏ nên tách ra còn chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi cũng không thể biết được dù sao cũng đã là người lớn hết rồi có đầy đủ tay chân thì ai mà quản được chứ thấy hắn ta tỏ ra bộ dạng mọi chuyện không hề liên quan đến mình dương gian cũng không có nói gì hắn chỉ ngồi ăn bánh bao ở bên cạnh tôn nghĩa thấy dương gian đang ăn bánh bao liền ngạc nhiên hỏi bánh bao của cậu mua ở đâu vậy hiện tại toàn bộ cửa hàng trong thành phố đại sương đều đã đóng cửa hết rồi mà từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa có thứ gì bỏ vào bụng đây dương gian nói là người trong nhà làm anh muốn ăn à vậy tôi mời anh tôn nghĩa nuốt nước miếng thế thì tôi sẽ không khách khí đâu thế là ở trong phòng họp lại thêm một người ngồi ăn bánh bao với hắn triệu khai minh thấy dương gian vẫn còn tâm trạng ngồi ăn bánh bao mặt mũi của hắn ta nhất thời tối sầm cảnh sát dương có phải cậu vui mừng khi thấy diệp phong mất tích không vậy cũng đúng dù sao như thế thì cậu sẽ bớt đi một kẻ thù điều đó đáng để ăn mừng bằng mấy cái bánh bao bốp dương gian không chút do dự cầm lấy chiếc bánh bao ném thẳng vào đầu của triệu khai minh triệu khai minh đột nhiên đứng dậy cậu làm cái gì thế dương gian nói mời anh ăn bánh bao bánh bao nhân thịt heo đó triệu khai minh nói cậu muốn gây sự dương gian nhìn lấy hắn ta và nói là anh muốn gây sự lúc trước tôi đã đồng ý tạm thời bỏ qua xung đột hai bên vậy mà chưa được mấy ngày anh đã muốn sinh sự vừa rồi tôi có nói câu nào không ngược lại anh chỉ nói một câu đã kéo tôi vào chuyện này nếu anh không tuân thủ theo ước định của hai ta tôi cũng không cần phải để ý đến nó nữa được rồi giờ anh thích chơi theo kiểu gì tôi chiều theo anh hết còn chuyện diệp phong mất tích thì có gì vui mừng chứ ngược lại nếu như người mất tích là anh tìm mới đáng tôi ăn bánh bao chúc mừng một trận sắc mặt triệu khai minh biến hóa liên tục hắn ta không giỏi trong việc nhẫn nhịn nhưng lúc này hắn ta cũng hiểu được việc đánh vỡ ước định với dương gian không phải cách làm khôn ngoan vì vậy triệu minh lập tức tỏ ra khuôn mặt tươi cười thật ra trong lòng không có chút nào cười cảnh sát dương tôi nói dỡn thôi mà tôi chỉ tùy tiện nói đùa một câu thôi nếu không vui thì cậu cứ xem như lúc nãy tôi không hề nói gì hết là được dương gian nói ừm um, như vậy mới tốt mặt của triệu khai minh trở nên cực kỳ âm trầm thầm nghĩ trong lòng để xem cậu còn có thể đắc ý đến khi nào giờ phút này Vương Tiểu Minh đang vội vã đi tới trông hắn ta có vẻ mệt mỏi hai con mắt đỏ bừng hẳn là suốt đêm hôm qua hắn ta không có ngủ cũng không biết vị giáo sư này đang làm gì mọi người đều đã đến đông đủ rồi nhỉ rất tốt tôi sẽ trình bày ngắn gọn thôi hôm qua Diệp Phong cùng Hà Xuyên đã mất tích còn vị trí mất tích thì đại khái là ở chỗ này hắn ta lập tức mở máy chiếu và chiếu lên màn hình một tấm bản đồ thành phố Đại Sương sau đó vẽ trên bản đồ một cái phòng nhỏ lúc trước cảnh sát triệu đã nói là bọn họ gặp phải chuyện linh dị ở chỗ này rất có thể lệ quỷ kia chính là quỷ anh chắc chắn việc mất tích của diệp phong cùng hà xuyên phải có quan hệ cùng với chúng vương tiểu minh lại nói thế nhưng trước khi diệp phong mất tích cậu ta đã gửi cho tôi một tin nhắn ngắn nội dung tin nhắn khá thiếu thốn hẳn là cậu ta còn chưa có viết kịp cho nên trên đó chỉ có một chữ nói xong đèn của máy chiếu lập tức thay đổi tiếp đó một màn hình tin nhắn hiện thị ra trước mặt mọi người một con số vô cùng đơn giản 7 mọi người lập tức nhíu mày Điều lộ không có một ai hiểu được ý nghĩa của con số này, Vương Tiểu Minh nói, cái tin nhắn này quá ngắn để biểu đạt tin tức, những thông tin liên quan đến con số 7 này quá ít, mấy vị ngồi ở đây ai có cao kiến gì hay không? Tôn Nghĩa lập tức mở miệng nói, có lẽ là hắn ta đụng phải bảy con quỷ, nên mở miệng cảnh báo cho chúng ta rằng chỗ đó rất nguy hiểm. Trương Hàn nói, có thể là dưới tình thế cấp bách nên hắn ta viết nhầm, đồng thời tiện tay gửi đi tin nhắn. Triệu Khai Minh bất chợt cười nói, có thể cái tin nhắn kia không phải của hắn ta gửi đi, mà là của thứ kia gửi. Nó ám chỉ rằng hiện tại chúng ta chỉ còn lại 7 người và 7 người chúng ta đều phải chết. Lúc trước có 9 người, hiện tại đã mất tích Diệp Phong cùng Hà Xuyên rồi. Giả sử hai người bọn họ đều chết hết, như vậy con số 7 kia sẽ ám chỉ 7 người chúng ta còn lại. Có vị ngự quỷ nhân khác giật mình nói, mẹ kiếp, triệu khai minh, cậu đừng có nói chuyện giật cân được không? Vương Tiểu Minh hỏi, Dương Gian, cậu thấy sao về con số này? Dương Gian nói, không nhìn ra được gì, chỉ dựa vào con số 7 này mà suy đoán thì đó là một việc làm vô nghĩa trước khi tên diệp phong này mất tích hắn ta đã gửi đi một con số này là một hành động không có ý nghĩa gì hết tác dụng của thứ này chỉ là khiến cho chúng ta phải tốn thêm thời gian mà thôi đương nhiên điều này cũng không phải là tôi không để ý đến nó chúng ta tạm thời nhớ kỹ nó để xem sau này có đạt được manh mối nào nữa hay không đến khi đó chúng ta tập hợp lại để phá giải sắc mặt vương tiểu minh rất khó nhìn có thể không cần để ý tới con số kia nhưng việc mất tích hai vị ngự quỷ nhân thì không cách nào bỏ qua được chỉ mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã tổn thất mất hai người rồi điều này sẽ khiến hành động sau đó của chúng ta gặp phải rất nhiều bất lợi trương hàn nói giáo sư vương không phải ngài muốn bắt quỷ anh ở giai đoạn thứ ba hay sao có lẽ ở chỗ xảy ra chuyện cũng là một cái cơ hội lần này chúng ta sẽ tập trung lại với nhau chỉ cần bắt được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba như vậy không phải là giáo sư vương liền có cơ hội để nghiên cứu ra cách giải quyết chuyện này hay sao triệu khai minh thản nhiên nói nói như vậy chính là ngày đầu tiên hành động chúng ta đã gặp phải trở ngại lớn rồi chỗ nguy hiểm thì không dám đi còn mấy chỗ không có chuyện gì thì lại không cần phải đi nếu tiếp tục như thế này, tôi sợ chuyện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sương Gian cười nhạo, ngoại trừ chịu chết ra thì có thể giải quyết được chuyện gì chứ? Đừng quên, bên trong người của Diệp Phong có hai con quỷ, nếu thêm cả tên Hà Xuyên kia nữa là ba con lệ quỷ. Nếu hai người bọn họ mà chết đi, lệ quỷ trong cơ thể của hai người kia cũng đã chạy ra ngoài. Cứ cho là mấy con lệ quỷ đó chưa có khôi phục lại thì khoảng cách khôi phục cũng không còn bao lâu nữa. Đến lúc đó sự đáng sợ của chuyện này sẽ không có cách nào để tưởng tượng. Vương Tiểu Minh đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này. 7 ngày. Nếu chúng ta không bắt được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba trong vòng 7 ngày, toàn bộ sẽ tiến về chỗ đó để tìm kiếm, bao gồm cả tôi. Hả? Sắc mặt dương gian hơi đổi, hắn khá là kinh ngạc đối với quyết sách của Vương Tiểu Minh. Phải biết rằng Vương Tiểu Minh chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn ta dám đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm để điều tra. Ừ, có phải là hắn ta biết có mình bảo vệ cho nên mới không kiêng nể gì khi làm như vậy hay không? Hay là hắn ta cảm thấy sau 7 ngày nữa hắn đã không có cách nào để bảo vệ hắn ta nữa nên mới làm hàng động liều chết? dương gian không thể nào hiểu rõ quyết định của vương tiểu minh nhưng hiện tại vương tiểu minh là lão đại hắn ta muốn làm cái gì thì dương gian cũng không thèm quan tâm đương nhiên vương tiểu minh cũng có suy tính riêng của hắn ta hiện tại hắn ta đang chạy đua cùng với thời gian rất nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện linh dị đang càng ngày càng nghiêm trọng nếu không tìm ra cách để đột phá cửa ải này sẽ không còn cách nào để cứu vãn lại tình thế nữa thời gian trôi qua rất nhanh hiện tại cách cuộc họp lần đó những ba ngày khoảng thời gian ước định của vương tiểu minh ngày càng gần trong ba ngày này thành phố Đại Sương lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì đặc biệt hết. Nếu muốn nói có việc gì thì chỉ có việc kiểm tra ra quỷ anh ở bên trong cơ thể mọi người ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ 130 vụ nhưng hiện tại đã vượt qua 200 vụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ chẳng mấy chốc nữa mà quỷ anh sẽ xuất thế ổ ạt trên đời. Một khi đám quỷ anh kia xuất thế, vậy quỷ anh trong thành phố Đại Sương lại nhiều thêm 100 con. Dựa vào số lượng ngự quỷ nhân còn sót lại hiện tại ở đây, căn bản là không thể nào xử lý chuyện linh dị này. Bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết, sự trợ giúp đến từ bên ngoài thành phố Đại Sương vẫn bị ngăn cách dù có không ít cảnh sát quốc tế bỏ xuống việc quản lý thành phố để chạy đến đây giúp đỡ nhưng đều không có trường hợp nào ngoại lệ, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài thành phố, không có một ai đi vào được bên trong, một cái tin tức tốt đều không có nhưng tin tức xấu lại truyền đến liên tiếp, tuy Dương Gian có năng lực lấy quỷ anh ra ngoài nhưng hắn lựa chọn giấu giếm ở thời điểm hiện tại, đùa gì chứ, lấy hơn 200 con quỷ anh ra ngoài có lẽ hắn sẽ chết mất. Hơn nữa, chỉ cần không có cách nào giải quyết được ngọn nguồn của chuyện này thì có xử lý hết 200 con quỷ anh kia cũng chẳng kết thúc chuyện linh dị. Sau đó nó vẫn xuất hiện thêm mặt thôi. Vương Tiểu Minh biết Dương Gian có năng lực như thế nhưng hắn cũng không có nói ra chuyện này. Dựa vào đầu óc kia của hắn ta, chắc chắn cũng đã đoán ra được. Hiện tại tầm quan trọng của Dương Gian còn lớn hơn rất nhiều so với số người bị quỷ anh nhập kia. Bên trong trại tị nạn của tiểu khu quan giang, Trương Hiển Quý đang giám sát xây dựng. Ông ta muốn hoàn thành trại tị nạn nhanh nhất có thể chỉ là do thời gian quá cấp bách lại thêm việc trị an của thành phố đại sương dần xuất hiện vấn đề nên rất nhiều việc không thể triển khai thuận lợi vì thế ông ta không biết trại tị nạn này có hoàn thành đúng thời gian hay không chuyện khiến cho người ta phải đau đầu lại xuất hiện lần lượt từng chuyện nối tiếp nhau không ngừng còn dương gian ngoại trừ việc lái xe đi dạo xung quanh thành thị tối tăm thì hắn chẳng còn có việc gì khác để làm nữa hắn hiểu được mọi chuyện đang càng ngày càng tệ nhưng hắn lại không có cách nào để thay đổi cục diện hiện tại hết lực lượng của một người đã trở nên cực kỳ nhỏ bé cho dù hắn có khống chế hai con lệ quỷ thì cũng tương tự như vậy dương gian vừa lái xe vừa than thở nếu cục diện cứ tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng thế này có lẽ mình phải cân nhắc đến việc trao cổ trước cương quỷ ba ngày rồi mà tên diệp phong kia không có chuyển đến tin tức nào thêm nữa khả năng hắn ta ngòm củ tỏi là rất lớn mặc dù mình khá ghét tên kia nhưng không thể không thừa nhận năng lực của hắn ta hai con quỷ hắn ta khống chế khiến cho người ta phải đau đầu ngay cả việc tập kích của bóng quỷ không đầu mà chiếc áo liệm kia cũng có thể ngăn cản hiện tại hắn ta lại chết trong tay của quỷ anh. Không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì khiến trước khi chết hắn ta lại còn lưu lại chữ số 7 cho mọi người. Có điều con quỷ anh có thể giết chết Diệp Phong có lẽ đã không còn là quỷ anh ở giai đoạn thứ ba nữa, mà là giai đoạn thứ tư. Vừa suy nghĩ về mọi chuyện, dương gian vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Hôm nay vẫn như mấy ngày trước, không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại đã có rất ít người đi lại trên đường, đa số người đi đường kia chính là cảnh sát đang tuần tra để duy trì trật tự. Khu vực thành thị bắt đầu trở nên hoang vắng, trong bóng tối kia có không biết bao nhiêu người lại mất tích dương gian cũng có thể phát giác ra được bởi vì mới một ngày trước ở trước cửa tiểu khu của hắn còn có một số người đang ngồi bàn luận với nhau về chuyện gì đang xảy ra thế nhưng đến ngày hôm nay toàn bộ khu trung cư đã biến thành trống không từ bộ đàm treo trên xe đột nhiên truyền đến tiếng của trương hàn dương gian cậu có phát hiện ra chuyện gì không dương gian nói vẫn bình yên như cũ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra hết ở trong bộ đàm lại xuất hiện âm thanh của tôn nghĩa ở chỗ của tôi cũng thế Hiện tại xe cũng sắp hết xăng, mà còn chưa có nhìn thấy quỷ anh, không biết giá xăng hiện tại là bao nhiêu nữa. Trong túi tôi chỉ còn có 10 đồng, có đủ tiền trả tiền xăng không đây? Trong hai cậu ai có tiền cho tôi mượn một ít đổ xăng nào, chờ tháng sau phát tiền lương tôi sẽ trả lại cho. Vì để đề cao hiệu suất tuần tra, ba người đã tách nhau ra để đi tuần, đồng thời mỗi người sẽ mang theo một bộ đàm để tùy thời có thể liên lạc. Dương Gian không để ý đến lời than vãn của tên quỷ nghèo tôn nghĩa, hắn mở miệng nói, sau mấy ngày đi tuần, tôi đã có một suy đoán mặc dù chuyện này có thể là không có khả năng nhưng tôi vẫn muốn nói ra trương hàn nói cậu đoán ra được chuyện gì dương gian nói tôi cảm thấy hình như quỷ anh đang cố tình tránh né chúng ta chứ không phải chúng không có ở xung quanh khu vực này chúng trốn đi trương hàn hỏi trốn đi chuyện này sao có thể được chứ cứ cho là chúng nó đi trốn đi nữa thì mục đích của chúng khi làm vậy là gì dương gian nói cái này tôi không rõ có lẽ chúng ta phải chờ đến lúc nào đó thỏa đáng mới biết được có lẽ hiện tại chưa phải lúc nhưng tôi có thể khẳng định nếu chúng ta không tìm ra được điểm mấu chốt để đột phá mà ngồi chờ đến khi chuyện linh dị này thật sự bùng nổ ra, đến lúc đó chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đặt bàn. Trương Hàn nói, có phải số 7 mà tên Diệp Phong kia lưu lại là dùng để ám chỉ 7 ngày không? Không phải ở trong dân gian có lưu truyền câu chuyện quỷ chết đói hồi hồn sau 7 ngày hay sao? Đêm thứ bảy sẽ là đêm hùng ác, nguy hiểm nhất. Có lẽ vì thế cho nên giáo sư Vương mới muốn chúng ta bắt được quỷ anh trong vòng 7 ngày, ngược lại đồng ngoạt sông về vị trí nguy hiểm nhất là chỗ Diệp Phong mất tích để điều tra manh mối chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. À, chờ tôi một chút, tôi có chút chuyện. Ngay khi Dương Gian đang tán gẫu với hai người kia, trong điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, có tình huống khẩn cấp, hiện tại cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện X ở trong thành phố Đại Sương, đây là chỉ thị của giáo sư Vương. Dương Gian hỏi, giáo sư Vương không nói là chuyện gì sao? Lưu Tiểu Vũ nói, không có. Dương Gian vừa đánh tay lái rẽ sang đường khác vừa nói, đem toàn bộ thẻ đánh bạc đặt ở trên người của vương tiểu minh có phải là một quyết định sai lầm hay không mấy ngày rồi mà hắn ta vẫn không có chút tiến triển nào không biết cái chức giáo sư này của hắn ta có thật hay không nữa lưu tiểu vũ kiên nhẫn an ủi dương gian lúc này chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào giáo sư vương thôi tôi hy vọng lúc này cậu sẽ cố gắng phối hợp với ngài ấy một chút chờ cho chuyện lần này qua đi chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng với nhau hơn dương gian hỏi nếu không được thì sao đến lúc đó tôi có thể tự mình hành động theo cách của tôi không lưu cô nương cấp bậc của cô quá thấp, để Triệu Kiến Quốc trả lời đi. Rất nhanh, cuộc gọi được truyền, Triệu Kiến Quốc nói, vậy cậu có thể đảm bảo được sự an toàn cho giáo sư Vương không? sư Gian nói, tôi không chắc chắn 100% có thể bảo vệ được hắn ta nhưng ít nhiều cũng có một chút nắm chắc. Cậu nắm chắc bao nhiêu phần? sư Gian nói, khoảng 4 phần 10. Triệu Kiến Quốc trầm ngâm một chút rồi nói, sau 7 ngày mà mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì, tôi sẽ đồng ý hành động của cậu. sư Gian cười nói, lời này của anh đã được tôi ghi âm lại rồi đó đến lúc đó mà có xảy ra hậu quả gì là tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha, đừng có đổ cho tôi là được, đương nhiên là tôi hiểu điều này, được rồi, không quấy giấy cậu làm việc nữa, triệu kiến quốc nhanh chóng cúp máy, mà giờ khác này, dương gian đã lái xe đến trước cửa chính của một bệnh viện, xung quanh chỗ này đã bị cảnh sát canh phòng rất cẩn mật, hoàn toàn bị phong tỏa mọi đường ra lối vào, trừ phi được phê chuẩn nếu không sẽ không có một ai lọt vào bên trong được. Xem ra công việc nghiên cứu của giáo sư Vương đã có bước tiến triển nào đó rồi, nếu không hắn ta sẽ không gọi một mình mình đến đây dương gian nhìn trái nhìn phải chỉ thấy ở đây có mỗi chiếc xe của hắn ngoài ra không còn chiếc xe nào nữa không có triệu khai minh cũng không có của tôn nghĩa cùng trương hàn tôi là cảnh sát quốc tế dương gian xin hỏi giáo sư vương ở đâu một người nhân viên lập tức đi đến chào đón hắn xin chào cảnh sát dương mời cậu đi về phía bên này dưới sự dẫn dắt của người nhân viên kia dương gian đi vào bên trong một căn phòng phẫu thuật thế nhưng khi hai người cùng nhau đi tới hắn có thể nghe được bên trong bệnh viện có không ít bệnh nhân đang kêu gào thảm thiết dường như bọn họ đang bị thứ gì đó tra tấn vậy giáo sư dương gian đã tới cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra hắn đã thấy giáo sư vương đang được truyền nước đồng thời ngồi trước bàn phẫu thuật ghi ghi chép chép cái gì đó chiếc áo khoác màu trang trên người đã nhuốm không ít máu màu đỏ tươi phòng phẫu thuật tràn ngập một mùi máu nồng đầm nơi này chả khác gì một cái lò mổ trước đó đã mổ rất nhiều gia súc ở đây nếu anh làm việc như vậy chắc chẳng mấy chốc anh sẽ bị đột tử thôi dương gian nhìn qua chiếc bình đựng dung dịch mà vương tiểu minh đang truyền theo những gì ghi trên đó thì đây chỉ là nước glucose nên hắn biết Vương Tiểu Minh cũng không có bị bệnh. Cậu tới rồi đấy à? Vương Tiểu Minh đặt chiếc bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi đang nghiên cứu một số thứ nhưng gặp phải vấn đề nên cần sự giúp đỡ của cậu. Ở chỗ này không có nhiều trợ thủ cho nên tôi không cách nào làm hết sức mình được. Cậu có được quỷ vực như Lý Quân, đối với tôi mà nói cái đó rất quan trọng. Dù tôi không muốn nhờ cậy nhiều vào cậu, Dương Gian nói, "Tôi hiểu, không biết hiện tại giáo sư Vương đã triển khai nghiên cứu đến giai đoạn nào rồi?" Vương Tiểu Minh đứng dậy và nói: Hiện tại tôi đã hoàn toàn hiểu rõ được cách thức giết người và quy luật trưởng thành của Quỷ Anh ở giai đoạn thứ hai. Còn giai đoạn thứ ba thì thiếu quá nhiều tài liệu nghiên cứu nên không thể chắc chắn được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Nhưng mấy cái đó cũng không có quan trọng, quan trọng nhất chính là mấy ngày này tôi phát hiện ra một chuyện. Sư gia nói, phát hiện ra cái gì? Vương Tiểu Minh nói: Thật ra tôi cũng không chờ đợi đến kỳ hạn bảy ngày, tôi đã phái người đi đến chỗ hai người Diệp Phong cùng Hà Xuyên mất tích để điều tra nhưng thật đáng tiếc ở chỗ đó không phát hiện ra điều gì. Sắc mặt dương gian khẽ đổi, hả, vì sao anh không nói ra chuyện này sớm? Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, bởi vì nó không cần thiết, khi kỳ hạn 7 ngày đến, tôi sẽ giao cho mấy cậu việc lớn hơn. Hơn nữa cái này cũng không phải là tin tức tốt, vì như thế là chúng ta đã mất đi một cơ hội để tấn công. Theo suy luận cá nhân của tôi thì có lẽ vị trí Diệp Phong xảy ra chuyện cũng không phải là bất cứ con hẻm nào ở bên trong thành phố Đại Sương. Vị trí của nó hẳn là nằm ở một chỗ đặc biệt nào đó, Chỗ đó cũng tương đương với quy vực nên hiện tại tôi gọi đó là con hẻm số 7. Mục đích hôm nay tôi gọi cậu đến đây chính là muốn nhờ cậu giúp tôi tìm kiếm ra vị trí kia. Đồng thời tiến vào trong đó, Dương Gian nói, cứ cho là tôi vào được bên trong thì thế nào, Diệp Phong đã chết, cho không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không chết ở bên trong. Vương Tiểu Minh nói, đây chỉ là bước đi đầu tiên, chỉ cần tìm được vị trí của nó chứ không nhất thiết phải đi vào bên trong. Hiện tại tôi cần tiếp tục nghiên cứu ngọn nguồn của quỷ chết đói kia là nằm ở chỗ nào. Trong mắt Dương Gian hơi hít dường như anh biết được một số thứ đúng không vương tiểu minh nói cũng biết được một ít nhưng lại không thể nói cho cậu chúng ta phải hoàn thành được bước đầu tiên đã nếu không toàn bộ mọi thứ đều trở nên vô nghĩa Dương gian nói vậy anh muốn tôi làm như thế nào vương tiểu minh nói nghe nói cậu có cách lấy quỷ anh ra ngoài đúng thế vương tiểu minh nói rất tốt vậy liền bắt đầu từ việc cứu người đi mang bệnh nhân vào đây bắt đầu phẫu thuật vương tiểu minh vừa nói xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra một bệnh nhân được đưa vào người này là một người đàn ông chiếc bụng to ra trông giống như phụ nữ có thai cả người khô gầy da hơi nhắn nhiêu trên mặt còn mang theo bộ dạng thống khổ vương tiểu minh nói tôi đã cho tiêm cho bệnh nhân một lượng thuốc giảm đau ở mức cao nhất mà thân thể người có thể chịu đựng cậu có thể yên tâm sử dụng cách của cậu tôi hy vọng cậu có thể làm chuyện này ở bên trong quỷ vực đồng thời dùng quỷ vực để mô phỏng toàn bộ thành phố đại sương bạn đang xem khủng bố trùng sinh tại kênh youtube di các phim sương gian hỏi anh muốn dùng cách này để tìm ra vị trí ngọn nguồn như vậy có tác dụng không anh sử dụng tư duy của con người để suy đoán ý nghĩ của quỷ, điều này có phải ngây thơ?" Vương Tiểu Minh nói, "Thử một chút xem sao, cũng không thiệt thòi gì." Dương Gian nói, "Vậy thì tốt, nếu anh đã kiên quyết như thế thì tôi sẽ phá lệ thử một lần, nhưng tôi chỉ giúp anh một lần này thôi đấy, nếu lần này không có kết quả gì thì tôi sẽ từ chối lần thử nghiệm tương tự sau đó, tôi không muốn bản thân lại chết trước một bước chỉ vì lệ quỷ khôi phục đâu, việc sử dụng năng lực lệ quỷ không ngừng sẽ chết càng nhanh, ngay cả khi có là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ cũng thế." Vương Tiểu Minh nói, điều đó là đương nhiên, hiện tại tầm quan trọng của cậu đối với thành phố Đại Sương đã hơn bất cứ người nào, kể cả tôi, như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sương Gian đi đến trước mặt người bệnh nhân kia, bên dưới lớp da của chiếc bụng to này đang hiện ra hình dạng của một đứa bé đang ngọ nguậy không ngừng, con quỷ bên trong đã sắp sửa xuất thế rồi, hiện tại hình thể của nó đã giống với trẻ sơ sinh. Khi chứng kiến được khuôn mặt khô gầy của người bệnh nhân ở trước mặt, Dương Gian lại nhớ đến bộ dạng của Chu Chính lúc hai người gặp mặt lần thứ nhất, bộ dạng của anh ta lúc đó cũng giống như thế này. Thế nhưng sự thống khổ mà Chu Chính phải tiếp nhận còn lâu và dài hơn rất nhiều so với người trước mặt, loại đau khổ đó đã dung nhập vào bên trong người của anh ta, hoặc có thể nói đó chính là một loại miễn dịch do bị tra tấn quá lâu, Dương Gian nhìn người bệnh nhân kia và nói, so với người khác thì cậu vẫn còn may mắn hơn rất nhiều, mặc dù hiện tại đang làm thí nghiệm, hưng nhờ vậy mà người này có thể thoát khỏi được sự tra tấn của quỷ anh, khôi phục lại bình thường. Lúc này Vương Tiểu Minh lại đang rời khỏi phòng phẫu và đi vào căn phòng quan sát ở một bên cùng với mấy người nhân viên thân cận ở đây mấy người bọn họ có thể thông qua lớp cửa kính để quan sát thấy rõ mọi thứ bên trong phòng thí nghiệm đương nhiên nếu có nguy hiểm gì thì bọn họ cũng có thể kịp thời rút lui dư gian nói hả mấy người làm gì mà đứng xa như vậy vương tiểu minh nói đương nhiên để đề phòng rồi cậu không cần để ý đâu cứ chuẩn bị làm theo dự án đã bàn đi nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng phong tỏa phòng phẫu thuật ngay phía dưới bàn phẫu thuật có một cái hộp sắt được làm bằng vàng chờ cậu tìm ra được vị trí của hẻm thứ bảy thì giam giữ quỷ anh lại còn nếu làm không được thì lập tức rút lui. Mặt mũi dương gian tối sầm lại, cái này là cái gì chứ? Rõ ràng là Vương Tiểu Minh không hề tin tưởng bản thân hắn sẽ xử lý được con quỷ này mà. Dương gian nhìn người bệnh nhân này, sau đó nói, người anh em, đừng có khẩn trương, nó không đau không nhức gì đâu, mọi chuyện cũng kết thúc nhanh thôi, chỉ có một phút chứ mấy. Đây là một người thanh niên tuổi tầm hai mươi mấy nhưng vì khuôn mặt khá tiểu tụy cho nên trông cậu ta có vẻ già. Người trẻ tuổi kia trưng bộ mặt như đưa đám nói với Dương Gian. Đại ca, anh có đáng tin không vậy? Tôi sẽ không phải ở ra giám đó chứ?" Sư gian nói, "Nếu cậu cảm thấy không yên lòng thì có thể lựa chọn tiêm thuốc mê." Lúc này Vương Tiểu Minh đứng ở trong phòng quan sát nói, "Vô dụng thôi, không có loại thuốc nào có thể gây mê bệnh nhân được. Có thể là do trong người của bệnh nhân đang tồn tại quỷ anh nên cơ thể đã sinh ra một số kháng tính đối với thuốc. Nếu sử dụng thuốc gây mê với liều lượng cao sẽ có tác dụng nhưng làm như thế sẽ khiến cho cơ thể của bệnh nhân phải chịu đựng những tổn thương không cách nào chữa được. Vì vậy tôi chỉ tiêm cho cậu ta thuốc an thần và thôi." Người trẻ tuổi lại nói, "Đại ca tôi còn trẻ tôi không muốn chết anh cứu tôi đi dương gian nói được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tốt nhất là cậu nên nhắm hai mắt lại không thể nhắm mắt cũng chẳng sao có điều bất kể là cậu thấy cái gì nghe được cái gì thì không được kêu la loạn xạ cậu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi làm việc đương nhiên việc tôi có bị ảnh hưởng hay không cũng không quá quan trọng dù sao người chết sẽ là cậu cậu hiểu chưa hiểu hiểu rồi bộ dạng của người kia đã sắp sửa khóc bắt đầu dương gian cũng không mở ra quỷ vực trước tiên bởi vì nếu muốn lấy quỷ anh ra thì quỷ vừa của hắn sẽ không có cách nào sử dụng được do toàn bộ mắt quỷ đã dùng để áp chế bóng quỷ không đầu rồi hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn một loại năng lực tương tự để sử dụng có lẽ sau này khi lệ quỷ dần dần tiến vào trạng thái khôi phục thì tình thế này mới có thể cải thiện được trong nháy mắt tay trái dương gian đột nhiên đưa lên chụp vào bên trong chiếc bụng to tướng như phụ nữ có thai a à, một âm thanh quái dị bén nhọn khiến người ta dùng mình bắt đầu phát ra khắp phòng phẫu thuật ngay cả vương tiểu minh trong phòng quan sát cũng phải nhíu mày vì nhịn không nổi Mấy người nhân viên ở bên cạnh đã phải che lỗ tai vì hoảng sợ, thế nhưng âm thanh này lại giống như được phát ra từ trong đầu của mỗi người, cho nên dù bọn họ có che hay bịt tai kiểu gì thì vẫn nghe thấy. Vương Tiểu Minh thấy được cách làm của Dương Gian, không nhịn được phải cảm thấy bội phục đối phương, đúng là một cách làm thông minh, chỉ dùng quỷ vực ảnh hưởng đến tay trái, như vậy có thể luồn thẳng vào bên trong bụng của bệnh nhân mà không gặp cản trở gì hết. Hắn chỉ là một người học sinh cấp 3 lại có thể vận dụng lực lượng lệ quỷ đến mức này ở trong một thời gian ngắn. Việc này phải là một người có đầu óc thông minh mới làm được, nhưng nếu chỉ làm như thế thì cậu ta hẳn là sẽ không thể nào bắt được quỷ anh mới đúng chứ. Nếu như thế thì cậu ta dùng phương pháp nào để giải quyết chuyện này đây? Trong đầu Vương Tiểu Minh lại sinh ra câu hỏi thứ hai, thế nhưng khi chứng kiến cái bóng bóng quỷ không đầu màu đen cao to đứng ở phía sau lưng của Dương Gian, hắn ta hiểu được hết toàn bộ. Bóng quỷ không đầu đứng sừng sững sau lưng của Dương Gian, nó tỏa ra xung quanh luồng khí âm lãnh, quỷ dị. Nó và dương gian cách nhau không đủ một mét nhưng cánh tay của bóng quỷ không đầu lại hòa cùng một thể với cánh tay của dương gian. Vương Tiểu Minh âm thầm gật đầu. Con quỷ thứ hai, dường như con quỷ này rất đặc thù. Nó không có thân thể, hơn nữa còn có thể bám vào cơ thể người. Nó cũng tương tự như quỷ phụ thân. Nhưng hình như cách làm này là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi người bị quỷ nhập vào thì đã không còn được coi là người nữa rồi. Nếu gọi là quỷ thì phù hợp hơn một chút. Dương gian không dám để cho con quỷ này nhập vào bên trong người của cậu ta. Cậu ta chỉ dám cho nó nhập vào một cánh tay loại thí nghiệm đầy mạo hiểm và cẩn thận này đúng là phù hợp với tinh thần nghiên cứu khoa học của vương tiểu minh ngay cả ngự quỷ nhân cũng thế trong phạm vi mà năng lực của ngự quỷ nhân cho phép có thể cố nếm thử để khai quật ra năng lực lớn nhất của lệ quỷ chỉ tiếc là có rất nhiều ngự quỷ nhân chỉ dùng năng lực này để bảo vệ tính mạng có rất ít người có ý định thử khống chế lại năng lực này bắt được sắc mặt dương gian hơi động hắn cảm giác được tay của hắn đã bắt được quỷ anh ở bên trong bụng bệnh nhân băng lãnh mềm mại còn mang theo cảm giác hư thôi giống như một đứa trẻ sơ sinh đã chết đi ra ngoài cho tao cánh tay của hắn đưa xuyên qua người của bệnh nhân thậm chí xuyên qua luôn cả bàn phẫu thuật sau đó có một thứ gì đó rơi bịch xuống đất tiếp đó nó bị hắn cắt gao nhấn trên mặt đất một đứa trẻ sơ sinh với bộ mặt dữ tợn và làn da màu xanh đen đang không ngừng dãy giụa trên mặt đất lực lượng của nó còn lớn hơn rất nhiều so với một người trưởng thành được huấn luyện nghiêm chỉnh gạch lát sàn nhà bị móng tay của quý anh cào vỡ nát đồng thời phát ra âm thanh chói tai nhưng loại lực lương kia của quỷ anh lại không là gì so với cánh tay trái của dương gian lúc này nó không thể nào gây tổn hại cho cánh tay của dương gian được cánh tay của hắn đang được bóng quỷ không đầu bóng quỷ không đầu nhập vào xi si dù quỷ anh có hung hãn cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể nào xử lý bóng quỷ không đầu được với lại con quỷ anh này cũng không phải là ngọn nguồn thật sự nó chỉ là một loại diễn sinh của quỷ anh trong bụng chu chính nói theo cách khác tương đương với quỷ nô của lệ quỷ thành công trong lòng đám người đứng ở trong phòng quan sát đều run sợ Mặc dù tố chất tâm lý của bọn họ đã được huấn luyện rất vững chắc nhưng thấy cảnh dương gian lôi một đứa trẻ sơ sinh ra thì trong bụng của một người đang sống sờ sờ thì bọn họ cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tận mắt một con quỷ chính thức. Tốt lắm, Vương Tiểu Minh cũng lộ ra vẻ tươi cười nhưng rất nhanh nụ cười của hắn ta lập tức biến mất tâm. Năng lực của dương gian đúng là cực kỳ cường đại, hắn cũng là một người rất xuất sắc, thế nhưng em trai của hắn ta lại chết dưới loại năng lực kia. Dương gian túm lấy con quỷ anh, nhấc nó lên, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Minh và nói với hắn ta, "Bước tiếp theo tôi sẽ thả nó vào bên trong quỷ vực của tôi, mấy người cẩn thận một chút, trong quá trình thả vào bên trong quỷ vực sẽ có một khoảng thời gian con quỷ này được thoát ra, có lẽ trong khoảng thời gian thoát khốn ngắn ngủi này đủ để cho nó bóc chết một người." Vương Tiểu Minh lập tức phân phó, "Trước tiến đưa bệnh nhân ra ngoài đi đã, lập tức kiểm tra các hạng mục sức khỏe của cậu ta." Chỉ trong chốc lát liền có hai người nhân viên hơi run rẩy đi vào bên trong phòng phẫu thuật, sau đó vội vàng mang theo người bệnh nhân trẻ tuổi kia ra ngoài trong quá trình đi vào mang người ra từ đầu đến cuối hai người nhân viên kia không dám nhìn dương gian lấy một lần càng không có can đảm để nhìn lấy con quỷ anh trong tay của hắn vương tiểu minh nói hiện tại có thể làm được rồi dương gian nói anh không muốn tránh xa hơn một chút hay sao vương tiểu minh nói không cần tôi tin chắc từng đó khoảng cách là đã quá đủ cho cậu kịp phản ứng rồi trừ phi cậu muốn giết chết tôi dương gian cười nói lời này của anh sao lại có mùi vị của việc giết người diệt khẩu vậy nếu anh có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ tính lên đầu của tôi rồi Lưu Tiểu Vũ, cô có nghe thấy gì không? Không phải là tôi không khuyên can hắn ta đâu đấy mà là Vương Tiểu Minh tự tìm cái chết thôi. Có chuyện gì cũng đừng đổ cho tôi đấy nhé. Vì phải duy trì tình trạng kết nối 24 trên 24 bằng điện thoại di động định vị vệ tinh nên những chuyện từ nãy đến giờ Lưu Tiểu Vũ đều nghe cực kỳ rõ. Vì thế khi nghe được câu nói của Dương Gian, cô ngay lập tức cạn lời đối với hắn. Vương Tiểu Minh nói, không cần phải xin chỉ thị của cấp trên đâu, hiện tại bắt đầu đi. Đương nhiên, Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta một cái, mặc kệ Vương Tiểu Minh muốn như thế nào, Hắn chỉ tiện tay vứt quỷ anh xuống trước mặt, quỷ anh vừa rơi xuống mặt đất lại nhanh chóng đứng dậy, tứ chi bắt đầu to ra, sau đó nó dùng một bộ dạng kỳ quái với hình thể kỳ dị bò trên bức tường, trên đường đi của nó đều có lưu lại những dấu bàn tay màu xanh đen. Nó không do dự chút nào khi lao thẳng về phía Vương Tiểu Minh đang đứng ở trong phòng quan sát, còn Dương Gian ở gần nó nhất dường như không có nằm bên trong phạm vi tấn công của nó. Người nhân viên bảo an ở bên cạnh lập tức hoảng sợ, nhanh chóng rút súng ra, "Nhanh quá, giáo sư, ngài cẩn thận." Vương Tiểu Minh phất tay với người kia một cái và nói, cất đi, thứ đó vô dụng đối với nó, nó không có ý định gì khác đâu, nó chỉ muốn ăn tôi mà thôi. Sau khi quỷ anh xuất thế, nó sẽ rơi vào một loại trạng thái cực kỳ đói bụng nên muốn ăn hết toàn bộ những thứ ở xung quanh mà nó trông thấy. Nếu muốn không trở thành mục tiêu tấn công của nó thì chỉ có một cách là tránh khỏi tầm nhìn của nó. Đến khi nó trưởng thành thành giai đoạn thứ hai thì nó sẽ biến thành một đứa trẻ. Lúc này nó đã bắt đầu chọn lựa thức ăn, nó chỉ ưu tiên tấn công và ăn hết những người có tiếp xúc với nó. Khi đối mặt với quỷ anh ở giai đoạn này việc tốt nhất chính là tránh không cho nó tiếp xúc với người, chính là không được nhìn thấy nó, không được động vào nó. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói tiếp, còn giai đoạn thứ ba của nó thì tạm thời tôi chưa tìm ra được quy luật rõ ràng, chỉ có một sự phỏng đoán đại khái thôi. Giờ phút này quỷ anh đã bỏ đến trước lớp kính cường lực, hiện tại giữa Vương Tiểu Minh và quỷ anh chỉ còn cách nhau một lớp kính cường lực mỏng manh, hai con mắt đen nhánh không có tròng mắt cứ nhìn chằm chằm vào người của Vương Tiểu Minh, răng rắc, răng rắc, răng rắc tấm kính cùng lực chắn trước mặt đã bắt đầu dạn nứt một cách nhanh chóng bên trên mặt kính lưu lại rất nhiều dấu tay màu xanh đen dường như thứ này có thể ăn mòn bất cứ vật thể nào chỉ chốc lát tấm kính bị vỡ toe quỷ anh lập tức nhào về phía vương tiểu minh nhưng đúng lúc này một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên bắt nguồn từ bên trong phòng phẫu thuật sau đó lan tỏa ra bên ngoài trong nháy mắt luồng sáng màu đỏ đã bao phủ trên người của quỷ anh vốn dĩ con quỷ anh nhào tới và đã sắp sửa chạm chúng vương tiểu minh chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất đâu không thấy bấy giờ dương gian mới chậm rãi đi đến lá gan của anh lớn thật đến mức đó rồi mà cũng không có sợ hãi lùi ra phía sau vương tiểu minh vẫn tỏ ra thập phần bình tĩnh hắn nói tôi đã nói rồi mà chỉ cần cậu không muốn tôi bị quỷ anh ăn thì tôi sẽ không có cách nào chết được chút khoảng cách đó thì không tới nửa giây quỷ vực đã lan tới một khi nhốt được quỷ anh vào bên trong quỷ vực tiếp theo nó sẽ mặc cho sự sắp xếp của cậu tôi đã từng nghiên cứu quỷ anh giai đoạn thứ nhất rồi nó không có cách nào chạy ra khỏi quỷ vực được trừ phi cậu chủ động thả nó chạy ra ngoài dương gian nói anh đã nghiên cứu rất rõ về quỷ anh rồi vậy anh cảm thấy quỷ luật của quỷ anh giai đoạn thứ ba là cái gì không thể nhìn không thể động vào để tránh bị giết như vậy chẳng lẽ là quỷ anh giai đoạn thứ ba sẽ thêm vào một điều kiện nữa hay sao vương tiểu minh nói cậu muốn biết nói nhảm đương nhiên là tôi muốn biết rồi nếu tôi không muốn biết thì hỏi anh làm cái gì dương gian dùng ánh mắt cổ quá nhìn vương tiểu minh giống như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn ta vương tiểu minh không có trả lời mà xác định lại tình huống trước mắt cứ giữ vững quỷ vực như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?" Dương Gian nói. "Không có vấn đề, tôi sẽ không duy trì nó lâu được đâu." Vương Tiểu Minh nói. "Điều đó là đương nhiên rồi, tôi hiểu việc sử dụng quỷ vực sẽ tiêu hao rất lớn đối với bản thân. Quỷ có thể sử dụng quỷ vực đều là những con lệ quỷ cực kỳ khó để áp chế. Trong mắt của tôi cậu rất đặc thù, nếu không phải là cậu đã giết chết em trai tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ thích cậu." Dương Gian nói. "Tôi không phải gay." Vương Tiểu Minh nói. "Tôi nghĩ cậu hiểu được ý của tôi mà, thôi, tiếp tục đề tài lúc trước đi." cậu cảm thấy sau khi một đứa trẻ sơ sinh ra đời thì nó sẽ làm chuyện gì dương gian nói tôi cũng không phải là bác sĩ khoa sản thì sao tôi biết được chứ vương tiểu minh nói sau khi đứa trẻ sơ sinh được ra đời việc đầu tiên của nó chính là mở mắt để chứng kiến thế giới này quỷ anh cũng tương tự như vậy cho nên quỷ anh ở giai đoạn thứ nhất sẽ giết chết những người mà nó nhìn thấy sau khi trẻ sơ sinh chứng kiến được thế giới này đến lượt nó sử dụng thân thể để cảm nhận thế giới thông qua tiếp xúc bằng da thịt với thế giới này để cảm nhận cho nên đây chính là giai đoạn thứ hai của quỷ anh nó sẽ giết chết bất cứ người nào tiếp xúc với nó loại điều kiện này không phải đơn độc mà chính là cộng dồn lại với nhau sau khi trẻ sơ sinh được nhìn được chạm vậy cậu thử nghĩ xem bước tiếp theo nó sẽ là cái gì dương gian nhíu mày nghe vương tiểu minh nói không sai chính là nghe thấy âm thanh là thứ mấu chốt cho nên quỷ anh giai đoạn thứ ba sẽ giết chết những người phát ra âm thanh mà nó nghe được nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi chứ không có căn cứ cũng không có chứng cứ chứng minh việc nghe âm thanh chính là quy luật của quỷ anh giai đoạn thứ ba dương gian nói nếu suy đoán của anh là đúng thì sao như vậy không biết quỷ anh giai đoạn thứ tư sẽ là như thế nào vương tiểu minh nói cái này thì tôi không biết bởi vì giai đoạn thứ ba của quỷ anh cũng chỉ được phòng đoán mà ra nếu tiếp tục suy đoán dựa trên việc phòng đoán nữa thì đó sẽ là một hành động cực kỳ lỗ mãng tôi không biết làm những chuyện đó vì một khi tin tức sai lầm sẽ dẫn đến việc những suy đoán bị sai lệch khi đối mặt với lệ quỷ sẽ khiến ngựa quỷ nhân rơi vào cục diện hàn phải chết một khi lựa chọn sai kết cục sẽ là tử vong đây không phải là trò chơi có thể hồi sinh lại cho nên tôi chỉ có thể suy đoán đến giai đoạn thứ ba chứ không dám suy đoán giai đoạn thứ tư trừ phi có thể kiểm chứng được suy đoán ở giai đoạn ba nếu không tôi sẽ không thể tiến hành nghiên cứu quỷ anh giai đoạn bốn trong mắt dương gian hơi hít không thấy không đụng vào không nghe kết hợp với những lần tiếp xúc với quỷ anh trong lòng hắn đã tin tưởng vào những kết luận của vương tiểu minh là chính xác khi ở trường học lúc chu chính chết đi con quỷ anh kia vừa ra đời đã nhìn thấy hắn nên nói lựa chọn truy sát hắn sau đó vì có sự tồn tại của mắt quỷ cho nên nó liền đổi mục tiêu sang vương san san đây chính là trông thấy tiếp đến quỷ anh tiếp tục trưởng thành và trở thành một đứa trẻ lúc này nó liền bắt đầu truy sát vương san san vì lúc trước nó có lưu lại một ấn ký trên người của cô ấy còn vì cái gì nó không có truy sát ngay từ đầu chỉ là bởi vì lúc đó vương san san còn chưa đáp ứng đủ điều kiện và lúc đó quỷ anh cũng chưa trưởng thành đến giai đoạn thứ hai chờ đến khi quỷ anh biến thành giai đoạn thứ hai vương san san lập tức nhận được sự tập kích của nó còn về giai đoạn thứ ba nghe thấy đúng là cái này hắn không thể tìm được chứng cứ chứng minh nó được dù sao hắn cũng không có đích thân kiểm chứng chuyện này nhưng kết hợp từ hai chuyện phá trước dương gian nắm chắc bảy tám phần điều này là đúng suy đoán của vương tiểu minh là chính xác điều kiện của quỷ anh ở giai đoạn thứ ba sẽ là nghe nếu vậy chẳng phải việc giải quyết quỷ anh ở giai đoạn thứ ba là bất khả thi không cho phép xuất hiện trước mặt không thể đụng vào quỷ anh lại không thể để cho quỷ anh nghe thấy như vậy thì chuyện linh dị này chẳng khác nào có thể thay đổi cấp độ ban đầu chỉ là hình thức đơn giản Tiếp đó sẽ là khó khăn rồi biến thành địa ngục. Đến cuối cùng, ở giai đoạn thứ tư sẽ là hình thức ác mộng. Đối với loại chuyện linh dị này, không mật hách thì không có cách nào có thể xử lý được. Dương Gian bắt đầu có chút chán nản. Vương Tiểu Minh nói, cho nên cậu mới là người cực kỳ quan trọng. Diệp Phong có thể chết nhưng cậu không được chết. Một khi cậu chết đi thì thành phố Đại Sương coi như xong. Vì thế tôi mới đem thành quả nghiên cứu được từ mấy ngày hôm nay chia sẻ cho cậu mà không tiết lộ cho người khác, bởi vì trong mắt tôi mấy người kia chỉ là pháo hôi, cậu mới là người quan trọng, bởi vì tôi có quỷ vực như vậy có thể đồng thời thỏa mãn toàn bộ điều kiện không thể giết của quỷ anh. Dương Gian lập tức hiểu được lời của Vương Tiểu Minh nói, một khi hắn trốn vào bên trong quỷ vực, hắn sẽ không thể nào bị quỷ anh nhìn thấy, cũng sẽ không bị đụng vào, càng không có âm thanh nào có thể lọt ra ngoài quỷ vực để quỷ anh nghe thấy được, đây chính là một sự khắc chế hoàn mỹ. Vương Tiểu Minh nói, đúng thế, cậu có được quỷ vực, đây cũng chính là cơ hội mà tôi có thể nghĩ ra được cho đến lúc này, hơn nữa, khiến tôi mừng hơn chính là cậu đã sử dụng cách của cậu để khống chế lệ quỷ thứ hai. Mặc dù tôi không hiểu được năng lực của con lệ quỷ thứ hai là gì nhưng nó có thể cách ly quỷ anh. Đây cũng là điểm rất quan trọng nên cậu có vốn liếng để giam giữ quỷ anh. Mà hiện tại thứ mà chúng ta đang thiếu chính là cơ hội, cho nên tôi muốn tạo ra cơ hội cho cậu. Hơn nữa vì thực hiện được chuyện này tôi sẽ không quan tâm đến việc sống chết của mấy người ngựa quỷ nhân kia. Dương Gian nói, nếu nói như vậy thì tôi nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã trở thành chúa cứu thế của thành phố này. Vương Tiểu Minh nói, không, cái này cũng không thể gọi là may mắn, mà là điều xui xẻo với cậu. Chỉ là phương diện xui xẻo kia không giống mà thôi, nếu nghiêm túc mà nói thì tôi mới chính là người may mắn, dù sao tôi cũng được bảo vệ. Đúng là như vậy, giờ phút này Dương Gian lại hít mắt lần nữa, cố gắng nhìn thật kỹ tên Vương Tiểu Minh đứng ở trước mặt. Khó trách tên này được xưng là nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo của quốc gia khiến cấp trên có thể buông tha cho một thành phố, nhưng lại không chịu bỏ rơi Vương Tiểu Minh. Đầu óc của tên này thì phải gọi là cực kỳ thông minh. Hơn nữa loại thông minh này cũng không phải là dùng để nhớ số pi vùng gì đó vớ vẩn, cũng không phải là khả năng cao siêu gì về ngoại ngữ hay thông minh trong việc làm ăn kiếm tiền mà trí thông minh của hắn ta lại được sử dụng toàn bộ vào việc phân tích chuyện linh dị hắn ta chưa từng tiếp xúc với quỷ an nhưng từ những thông tin giải rác kia cùng với một vài lần nghiên cứu mà đã tổng kết ra được quy luật của quỷ anh hơn nữa đây còn là loại chuyện linh dị có đến những bốn giai đoạn biến hóa cực kỳ phức tạp nếu hắn có được cái đầu như của vương tiểu minh mấy chuyện linh dị lúc trước mà hắn gặp được có phải là đã bị hắn xử lý gọn gàng và sạch sẽ rồi dương gian nói anh có thể suy tính ra được toàn bộ mọi chuyện cực kỳ rõ ràng. Với loại bản lĩnh này của anh mà không làm ngự quỷ nhân thì có chút đáng tiếc. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, nếu tôi đi làm ngự quỷ nhân đó mới là điều đáng tiếc. Dương Gian cười cười, đúng vậy à, toàn bộ ngự quỷ nhân đều là đám quỷ đoàn mạnh. Nếu anh là người thì ít ra anh có thể sống thêm được 40-50 năm nữa nhưng nếu anh thành ngự quỷ nhân thì có lẽ anh chỉ sống thêm được mấy năm. Vương Tiểu Minh nói, hiện tại con quỷ anh kia đã ở chỗ nào của thành phố Đại Sương vậy? Dựa vào tốc độ của con quỷ anh kia, chắc có lẽ hiện tại cũng sắp đến nơi rồi dương gian liếc nhìn quỷ vực một cái giờ phút này quỷ vực của hắn đang tiến hành mô phỏng lại địa đồ của thành phố đại sương hắn để cho quỷ anh lâm vào ảo giác khiến nó cứ tưởng là nó đang ở bên ngoài thành phố thật như vậy hắn có thể thông qua phương pháp này để tìm ra con hẻm không tồn tại ở trong thành phố đại sương con hẻm thứ bảy dương gian nói hiện tại nó đang chạy loạn trên đường lớn thế nhưng phương hướng của nó có lẽ là khu bắc thành cũng chính là nơi diệp phong và hà xuyên bị mất tích vương tiểu minh nói vậy chúng ta chờ thêm chút nữa đây là một thành phố hư ảo bên trong quỷ vực nó giống y đúc đại sương bất kể đường đi nhà cửa hay cây cối đều không khác tí nào dù là bất cứ ai đi vào bên trong này thì đều sẽ cho rằng đây chính là thành phố đại sương thật mà không biết được đây chỉ là giả dối quỷ vực có thể lừa gạt được con người đồng thời nó cũng có năng lực mê hoặc lệ quỷ hơn nữa lúc bấy giờ ở bên trong thế giới yên tĩnh này đang có một đứa trẻ sơ sinh với làn da màu xanh đen trông nó giống như một đứa bé vừa mới được sinh ra hiện tại nó đang phát ra những âm thanh khiến cho người khác phải dùng mình đồng thời nó đang du đãng dọc đường dần dần đi về một chỗ nào đó hơn nữa nó còn dùng hai con mắt hung hãn quỷ dị và không có chồng kia để đánh giá cái thế giới này bất cứ người nào mà bị nó trông thấy đều sẽ không có cách nào thoát khỏi sự dây dưa của nó nhưng đáng tiếc đây chỉ là thế giới được tạo thành từ quỷ vực trừ dương gian ra thì không còn một người nào khác nữa nó sẽ không thể nào giết hại người nào khác được vì thế nó sẽ không có cách nào để trưởng thành tốc độ của quỷ anh không hề chậm ngược lại nó còn di chuyển cực kỳ nhanh chỉ là do con đường mà nó đi không hề có quy luật gì cả thời gian đi đến đích có chút lâu nhưng cuối cùng quỷ anh vẫn đi đến một chỗ nó cứ đứng bồi hồi ở chỗ đó dường như nó muốn đi vào bên trong nhưng hình như nó đang thiếu thứ gì đó cho nên chưa thể đi vào bên trong được dường như ở chỗ đó có một con đường không hề tồn tại trên bản đồ bên trong quỷ vực của dương gian cũng không thể biến hóa ra con đường đó được nên quỷ anh chỉ có thể đứng lảng vảng ở đó chắc vị trí con hẻm thứ bảy nằm ở chỗ đó rồi không thể nào sai được vị trí chính xác thì có lẽ là ở chỗ con quỷ anh kia dừng lại. Hiện tại nó còn luồn quần ở chỗ đó không chịu đi. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, sau đó mở bản đồ vệ tinh của thành phố Đại Sương ra và xác nhận vị trí chính xác tương ứng. Vị trí chính xác nằm cạnh tiệm thuốc trên con đường này, con quỷ anh kia đứng ngay vị trí đối diện của tiệm thuốc. Nếu có thể đến đó thì tôi sẽ tìm ra được vị trí của con hẻm này. Vương Tiểu Minh nhìn qua vị trí trên bản đồ trong điện thoại của Dương Gian liền nhớ được tọa độ của nó. Tôi biết rồi, thí nghiệm thứ nhất đã hoàn thành. Hiện tại cậu giam giữ quỷ anh, tôi sẽ cố gắng triệu tập nhân thủ trong thời gian ngắn nhất tiến hành tiếp xúc thử về chỗ đó nếu toàn bộ mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi có lẽ chúng ta có thể giải quyết được chuyện linh dị lần này nếu toàn bộ mọi chuyện diễn ra thuận lợi như thế này thì tốt rồi thế nhưng đúng lúc này sắc mặt của dương gian đột nhiên thay đổi vương tiểu minh nhớ mày xảy ra chuyện gì vậy giờ phút này toàn thân dương gian trở nên căng cứng trên trán của hắn đổ mồ hôi hột con hẻm kia xuất hiện rồi vương tiểu minh lập tức hỏi con hẻm kia ý cậu là con hẻm mà tôi gọi là con hẻm thứ bảy ấy hả mọi chuyện diễn ra như thế nào dương gian nói chết tiệt ngay tại chỗ con quỷ anh kia đợi đột nhiên xuất hiện thêm một con hẻm chuyện này sao có thể chứ căn bản tôi không hề khống chế quỷ vực làm như thế loại cảm giác này nó giống như kiểu quỷ vực của tôi đang bị xâm lấn dường như có một cỗ lực lượng nào đó đang tiến hành sửa đổi quỷ vực của tôi vương tiểu minh nói với giọng điệu chắc nịch điều đó không thể nào xảy ra được sửa đổi quỷ vực của người khác đây là chuyện không thể nào từ trước đến giờ hắn ta chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này lý quân cũng có quỷ vực hơn nữa cậu ta cũng đã đối mặt với không ít chuyện linh dị nhưng chưa bao giờ đụng phải chuyện như thế này dương gian lập tức biểu hiện trạng thái của quỷ vực ra bên ngoài cho mấy người khác nhìn đây là sự thật tôi không cần gì phải lừa mấy người ở thời điểm này đâu không tin mấy người từng nhìn xem đi ngay lập tức ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ căn phòng phẫu thuật trong thế giới màu đỏ đột nhiên xuất hiện một thành thị hư ảo nó hiện ra trước mặt mọi người cho nên ai cũng có thể chứng kiến rõ ràng từng con đường nhỏ trong thành phố thế nhưng vốn dĩ ở phía đối diện của tiệm thuốc nằm trên con đường trước mặt của đám người là một bức tường dày vậy mà lúc này ở chỗ đó lại đột nhiên biến mất tăm hơi thay vào đó là một con đường nhỏ phía cuối con đường này là một khu vực tối tăm nó có màu xanh đen trông chẳng khác gì vực sâu không đáy bọn họ còn nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của những cửa hàng ở hai bên con đường nhỏ nhưng toàn bộ cửa của các cửa hàng này đều đã đóng cửa sắc mặt vương tiểu minh trở nên ngưng trọng hắn ta nhanh chóng mở bản đồ vệ tinh của thành phố đại sương lên chỉ mất chút thời gian là hắn ta đã có thể tìm kiếm được vị trí của con đường ở trước mặt thế nhưng ở trên bản đồ vệ tinh lại không hề tồn tại con đường như những gì hắn ta thấy nhanh chóng thu hồi quỷ vực ngay đi con hẻm này rất nguy hiểm một khi cậu tìm được nó thì đồng nghĩa nó cũng sẽ tìm được cậu chuyện này đã liên quan đến một cấp bậc khác mà chúng ta chưa thể chạm tới nó dương gian lập tức đóng mắt quỷ lại ánh sáng màu đỏ nhanh chóng biến mất khỏi phòng phẫu thuật vô dụng cứ cho là tôi thu hồi quỷ vực đi nữa thì thứ kia vẫn còn tồn tại như cũ sau khi ánh sáng màu đỏ bị biến mất căn phòng phẫu thuật lại biến thành tối tăm toàn bộ bệnh viện ngay lập tức bị bao phủ bởi lớp sương mù màu xanh đen ánh đèn ở xung cấp tốc ảm đạm xuống sau đó tắt hẳn ở vị trí mà đám sương mù màu xanh đen kia bao phủ nhiều nhất đột nhiên biến đổi ra một khung cảnh trông chúng chẳng khác gì những cảnh chiếu có trong phim điện ảnh nhưng hiện tại lại được biểu hiện một cách rõ ràng sắc nét mấy người bảo vệ ở bên cạnh vương tiểu minh vội vàng cầm lấy tay hắn ta và nói giáo sư vương tình hình có chút không ổn rồi mời ngài nhanh chóng rút lui khỏi đây Thế nhưng Vương Tiểu Minh lại bảo, từ từ, chúng ta chờ thêm một lát đi, đây mà một cơ hội mà bình thường tôi sẽ khó đạt được, đây có thể là năng lực của quỷ anh giai đoạn thứ bốn, tôi nhất định phải chứng kiến nó tận mắt. Mấy người bảo tư kia vừa sợ vừa vội, nếu không phải đây là mệnh lệnh bắt buộc từ cấp trên, có lẽ hiện tại đám người đã mặc kệ Vương Tiểu Minh, tự mình chạy chối chết rồi, những thứ này đều là thứ quỷ quái, thứ sau lại càng khủng bố hơn so với cái trước, hơn nữa không thể nào sử dụng phương thức lý giải bình thường để tìm hiểu về nó. Không có cách nào giam giữ con quỷ anh kia, Dương Gian mở mắt quỷ ra, ngay lập tức hắn có thể chứng kiến được mọi thứ ở bên trong không gian tối tăm này, hắn có thể thấy được con quỷ anh lúc nãy vẫn đang đứng bồi hồi ở trước con hẻm kia, bởi vì kinh kỵ con hẻm số 7 này, đồng thời cũng vì đảm bảo vạn vô nhất thất nên Dương Gian quyết định hắn sẽ không đích thân đi qua đó để bắt con quỷ anh kia, chỉ là một con quỷ anh mà thôi, nó không đáng để Dương Gian phải mạo hiểm bắt nó lại, bên trong thành phố Đại Sương có nhiều quỷ anh như thế, có nhiều thêm một hai con cũng không có ảnh hưởng gì nhiều bản thân hắn lại không thể chết ở chỗ này lui dương gian cảnh giác nhìn về phía con đường giả tượng kia đồng thời bản thân hắn lui lại phía xa nhưng chỉ trong chốc lát bên trong con đường hư ảo kia lại đột nhiên truyền ra tiếng bước chân đồng thời có một bóng người xuất hiện ở bên trong con hẻm đang bị bao phủ bởi lớp bụi màu xanh đen kia bởi vì bị lớp bụi mờ cản trở cho nên không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia được bọn hắn chỉ trông thấy được mỗi hình dạng mà thôi bóng người kia đi càng ngày càng gần tiếng bước chân cũng theo đó càng ngày càng to âm thanh cộp 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 liên tục vang vọng ở bên trong căn phòng phẫu thuật tối tăm và yên tĩnh dường như con quỷ ở bên trong con hẻm kia đang muốn đi ra ngoài rất có thể con quỷ kia đã vượt qua giai đoạn thứ ba đạt tới giai đoạn thứ tư rồi nó khủng bố như thế nào thì không ai tưởng tượng ra được có lẽ đây chính là con quỷ anh chạy ra ngoài sau khi chu chính bị chết cũng là ngọn nguồn của tất cả chuyện linh dị như vậy cũng được thế nhưng giờ phút này dương gian lại cực kỳ kinh ngạc thứ khiến cho hắn kinh ngạc không phải là con quỷ đang bước ra có đáng sợ hay không mà chính chuyện đang xảy ra trước mắt hắn, con quỷ này lại có thể mở ra con hẻm thứ bảy ở trong quỷ vừa của hắn, sau đó đi đến chỗ này. Nếu như con quỷ kia có thể làm được chuyện như thế này, chuyện linh dị lần này sẽ có cấp bậc khủng bố như thế nào? Có lẽ chuyện linh dị của quỷ chết đói cũng đã đạt tới một cấp độ mà trước đó chưa từng có, bởi vì con quỷ này đã thoát khỏi quy tắc nhận biết bình thường của mọi người, nó đã trở thành một thứ tồn tại theo chủ nghĩa duy tâm. Khi tiếng bước chân kia càng ngày càng lớn, con quỷ kia càng ngày càng gần thì lớp xương bụi màu xanh đen lại càng nồng đậm đồng thời hình bóng của con quỷ kia cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Xương gian thậm chí còn có thể thấy được hai cánh tay cứng ngắc, có màu xanh đen, trông giống như đứa trẻ sơ sinh đã chết đang đông đưa. Vương Tiểu Minh quan sát một hồi, sau đó quay người rời khỏi đây. Rời khỏi đây thôi, mọi chuyện đang biến thành càng ngày càng phức tạp, năng lực của con quỷ này đã vượt qua khỏi những gì tôi suy đoán. Còn cần anh nhắc nhở hay sao? Đã đến nước này rồi, nếu còn không đi chỉ còn nước chờ chết thôi. Tôi dám khẳng định 100% Diệp Phong đã chết ở trên tay của con quỷ anh này. Dương Gian cũng nhanh chóng quay người đi khỏi đây. Hắn chạy thẳng ra bên ngoài phòng phẫu thuật rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi khu vực bị bao phủ bởi con hẻm hư ảo này. Dương Gian và Vương Tiểu Minh tụ hợp lại ở bên ngoài căn phòng phẫu thuật. Sau đó hai người chạy dọc hành lang bệnh viện để ra ngoài. Rất nhanh, bên trong bệnh viện lập tức vang lên từng tiếng còi báo động. Dương Gian nói, đến tận giờ anh mới phát ra cảnh báo, như vậy có trễ quá hay không? Vương Tiểu Minh vừa chạy vừa nói, cậu không cần phải lo lắng, đa số nhân viên của bệnh viện đã rút khỏi đây rồi đám người còn lại kia cũng chỉ là nhân viên nghiên cứu và một vài bệnh nhân đặc thù mà thôi. Trước khi chọn chỗ này làm trụ sở nghiên cứu tạm thời tôi cũng đã từng suy nghĩ qua đến chuyện như thế này, một khi xuất hiện gì đó cần phải sơ tán nhanh chóng, thì tổn thất tối đa sẽ không thể nào vượt quá 50 người được. Hơn nữa, kiểu trụ sở nghiên cứu tạm thời như thế này tôi đã thiết lập đến ba cái, hiện tại chúng ta chỉ cần chạy khỏi đây, sau đó đến chỗ khác tiếp tục nghiên cứu là được, sẽ không có ảnh hưởng gì đến công việc hết còn về phần số lượng nhân viên tử vong kia thì tôi cho rằng số đó chẳng là gì so với nguy cơ mà thành phố đại sương đang phải đối mặt sắc mặt dương gian hơi đổi một chút hắn không nói gì thêm hắn không có tư cách gì để chỉ trích hành động của vương tiểu minh bởi vì đổi lại là hắn thì hắn cũng chẳng ngần ngại khi làm như vậy ở trước mặt chuyện linh dị cỡ này mỗi một người đều phải lựa chọn hy sinh chỉ là thứ mà mỗi người hy sinh cùng cách thức hy sinh không hề giống nhau mà thôi ngay khi vương tiểu minh và dương gian chạy ra bên ngoài bệnh viện bóng người kia đã đi ra khỏi cảnh tượng hư ảo kia xuất hiện bên trong phòng phẫu thuật Vốn dĩ cánh cửa của căn phòng phẫu thuật đã bị đám người khóa lại trước khi bỏ chạy nhưng lúc này chỉ nghe một tiếng cạch, cánh cửa từ từ bị mở ra. Tiếp đó bóng người ở bên trong lớp xương bụi tối tăm kia mở cánh cửa ra rộng hơn và bước ra bên ngoài hành lang. Ngay lập tức, toàn bộ bệnh viện bị cỗ khí tức màu xanh đen này ăn mòn. Chỗ này chính là một nhà kho của một công ty nông sản nào đó trong thành phố Đại Sương. Đoạn thời gian trước đó cái nhà kho này đã bị Triệu Khai Minh mua lại, sau đó hắn ta biến chỗ này thành một chỗ tư nhân mà hắn ta cũng ở lại đây. Hôm nay cũng như mọi ngày, Triệu Khai Minh đúng giờ đi đến chỗ này, sau khi đi một vòng xung quanh nhà kho và xác định không có ai tiếp cận qua chỗ này, hắn ta mới yên tâm lấy chìa khóa ra và mở cửa nhà kho. Bên trong nhà kho cũng không phải là từng đống hàng hóa chất đầy như núi mà là một không gian cực kỳ rộng rãi và yên tĩnh. Ngay lập tức ở bên trong căn nhà kho trống rỗng kia vang lên tiếng bước chân của hắn ta. Lúc này Triệu Khai Minh với bộ mặt âm trầm, đang cầm một chiếc nạng khập khiễng đi vào, "Tôi trở về rồi đây." Triệu Khai Minh mở miệng nói. Dường như hắn ta đang thông báo cho người thân nào đó ở bên trong căn nhà kho này biết vậy. Hôm nay tôi ăn ở bên ngoài nên không về nhà ăn được. Có lẽ mọi người cũng chưa ăn phải không? Vậy để tôi nấu ăn cho mọi người. Hắn ta cứ nói chuyện một mình như thế. Ở bên trong căn nhà kho rộng rãi này không có một ai đáp lại hắn ta nhưng hắn ta lại vẫn thản nhiên tiếp tục nói chuyện. Triệu Khai Minh đi vào bên trong một góc của nhà kho, ở chỗ đó trồng không ít thùng đồ. Sau khi mở ra, bên trong đó đều là hoa quả tươi, nào là tàu, anh đào, dưa vàng ngoài ta còn có một số miếng bò bít tết thịt cá bị đông lạnh từ những nhãn hiệu ghi trên bao bì cho thấy những thứ này đều là hàng nhập khẩu mấy thứ đó đều là hàng xa xỉ trong nấu ăn đều là những thứ có giá trị không hề nhỏ bạn đang xem khủng bố trùng sinh tại kênh youtube di các phim mà ở trong chỗ này lại chất đống mấy trăm dương triệu khai minh vừa cười vừa nói hôm nay ăn bò bít tết áp chào nhé đúng rồi không thể thiếu hoa quả được đây là anh đào đó là thứ mà con gái cưng của bố thích ăn nhất hắn ta bắt đầu sử dụng tay nghề thành thạo xào nấu thứ gì đó ở bên trong căn phòng bếp đơn sơ. Thời điểm nấu ăn, hắn ta cực kỳ vui vẻ, dường như hắn ta đang chìm đắm ở bên trong đó, bên ngoài như thế nào hắn ta đều không hề quan tâm đến. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn ta tiếp tục nấu ăn. Sau khi tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ, Triệu Khai Minh đã hoàn thành 12 phần ăn trưa. Ngay lập tức, ở trong nhà kho tràn ngập mùi thơm mê người của đồ ăn, nhìn lấy từng miếng bò bít tết ở trên dĩa khiến cho người ta nhịn không được phải chạy nước miếng vì thèm thế nhưng sau khi chuẩn bị đến phần hoa quả cuối cùng sắc mặt của triệu khai minh trong nháy mắt liền trầm xuống lúc này mặt hắn ta trở nên âm trầm đến đáng sợ không hề nói câu nào nữa hắn ta đi đến và mở ra một cái thùng ca tùn khác ở bên cạnh sau đó lôi ở bên trong ra nào là tiền giấy hương nến các loại sau đó lấy một chiếc xe đầy để toàn bộ thứ ăn và các thứ lên bên trên tiếp đó hắn ta đẩy xe đi vào bên trong một căn phòng độc lập bên trong phòng phát ra những tiếng ầm ầm của động cơ ở bên trong đặt 12 cỗ quan tài xoa hoa bằng băng, băng tất cả chúng đều được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề và có thứ tự bên trong quan tài băng có ông lão cũng có người trung niên thiếu nữ thậm chí còn có cả một đứa bé gái chưa đến 10 tuổi mỗi một người ở bên trong cỗ quan tài băng đều mặc những bộ trang phục vô cùng xinh đẹp và sạch sẽ quần áo trên người mỗi người đều rất chỉnh tề và độc đáo thế nhưng dù mấy người này có được chăm chút như thế nào về cách ăn mặc đi nữa thì cũng không thể nào che giấu được việc những người này chỉ còn là những cổ thi thể cứng ngắc cùng băng lãnh con gái ngoan của bố đến giờ ăn rồi ăn cơm thôi hôm nay ba ba là cho con bò bít tết áp chảo này, còn có quả anh đào thơm ngọt nữa. Triệu Khai Minh đạt một phần thức ăn ở phía trước cỗ quan tài băng nà, sau đó lấy đi đĩa thức ăn đã bi hư của ngày hôm qua đi. Bên trong cỗ quan tài là một đứa bé gái không đến 10 tuổi, trên người cô bé đang mặc một chiếc váy rất đáng yêu nhưng hiện tại ở trên người của cô bé đã kết dính một lớp băng. Điều này cho thấy đứa bé đã ở bên trong cỗ quan tài băng này khá lâu rồi. Triệu Khai Minh đi đến chiếc quan tài băng thứ hai, sau đó ngồi ở bên cạnh và vuốt ve bên ngoài lớp kính. Bà xã, anh thật sự xin lỗi anh không thể nào chăm sóc con gái của chúng ta tốt được thế nhưng em cứ yên tâm toàn bộ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hết thôi chuyện mà anh đã hứa với em anh nhất định sẽ hoàn thành nó con gái của chúng ta sẽ an ổn lớn lên một cách khỏe mạnh trở thành một cô gái xinh đẹp hiện tại anh sắp phải đi làm rồi em không cần phải nóng vội chờ thêm một chút em cố chờ thêm mấy ngày nữa là được ở bên trong của quan tài này là một cô gái tuổi chừng đôi mươi nhưng hiện tại cô gái này này lại đang khoanh hai tay đặt lên bụng giống như cô gái này đang nằm ngủ vậy em ăn cơm trước đi đừng có để bản thân phải đói bụng phải cố gắng chăm sóc thật kỹ cho cơ thể sau đó triệu khai minh lại đặt một đĩa thức ăn mới xuống thu hồi lại phần thức ăn hư ngày hôm qua tiếp đó hắn ta lại đi đến trước cỗ quan tài băng thứ ba lúc này hắn ta đột nhiên quỳ xuống sau đó khóc lóc như một đứa bé mẹ con xin lỗi con thật vô dụng là con đã nói dối mẹ không phải là do tiểu lệ cùng quả quả không về dự sinh nhật của mẹ mà là do hai người không thể nào quay về là do con đã hại chết vợ con của con cũng hại chết mẹ rõ ràng con của mẹ đã có tiền đồ rộng lớn thì vì sao vì cái gì mọi chuyện lại trở nên như thế này mẹ con không hề muốn chuyện này nhưng con lại không thể làm gì được con không thể làm được con đã nghĩ tới việc tự sát thế nhưng con chết rồi thì mọi chuyện cũng không thể nào kết thúc được hiện tại con đã không có cách nào quay đầu hắn ta cúi đầu khóc lóc nước mắt chảy đầy mặt trong lòng hắn ta đau khổ đến không muốn sống sau khi khóc một hồi lâu lúc này triệu khai minh mới ngẩng đầu lau nước mắt và nói mẹ mẹ cứ yên tâm gì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi người một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ lại thôi mẹ mẹ cứ ở chỗ này rất nhanh con sẽ mang mẹ rời khỏi chỗ này chúng ta sẽ đi du lịch đi ra nước ngoài mua sắm đi tắm biển vừa mới nói chuyện đến đây triệu khai minh đột nhiên phát hiện ra chiếc đĩa thức ăn ngày hôm qua có dấu hiệu bị gặm dường như là bị chuột ăn vụng trong nháy mắt sắc mặt của hắn ta trở nên cực kỳ dữ tợn mẹ kiếp là con chuột chết nào dám ăn vụng bữa tối của mẹ tao ai dám quấy rối việc dùng bữa của người nhà tao thì đều phải chết triệu khai minh lập tức rút súng lục ra sau đó lên đạn vào hùng hổ rời khỏi căn phòng tiếp đến ở bên trong căn nhà kho yên tĩnh đột nhiên vang lên từng tiếng súng tiếng súng vang lên liên tục liên tục kéo dài tận 10 phút đồng hồ mới ngừng sau đó hắn ta cầm một con chuột mập mạp nhưng hiện tại đã bị đánh cho máu thịt be bé bét đi đến trước cỗ quan tài lúc nãy triệu khai minh vừa cười vừa nói mẹ mẹ thấy không đây chính là kẻ đã ăn vụng bữa tối của mẹ đó hiện tại con đã giết chết nó rồi mẹ có thể yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Hắn ta cứ như thế, đứng nói chuyện với cỗ quan tài bằng băng này một hồi lâu, sau đó hắn ta lại tiếp tục đẩy xe đi đến các cỗ quan tài khác. Những người ở bên trong những cỗ quan tài bóng băng này đều là những người thân thích của Triệu Khai Minh, bên trong đó có con gái của Triệu Khai Minh, có vợ, có mẹ, có cậu. Sau khi phân phát xong thức ăn, hắn ta lại đi đến trước linh đường, sau đó dâng hương, dập đầu đối với 12 chiếc bài vị. Mọi người cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi. Tôi sẽ không để cho cái chết của mọi người trở nên vô ích đâu." Triệu Khai Minh lớn tiếng nói, "Tên Dương Gian kia nhất định sẽ phải chết, tôi tuyệt đối sẽ không để cho hắn phá hỏng kế hoạch được." Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, trong phòng đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức âm lãnh. Triệu Khai Minh nhanh chóng quay đầu lại và hét to, "Mày tới chỗ này làm cái gì? Đây không phải là chỗ mà thứ quỷ quái như mày có thể bước vào, cút ra ngoài cho tao." Ở sau lưng hắn ta không có một ai, chỉ có chiếc cửa phòng là bị ai đó mở ra từ lúc nào, hiện tại nó đang ở trong trạng thái nửa đóng nửa mở tao đã nói là mày cút ra ngoài vậy mà mày còn dám đi vào đây triệu khai minh đột nhiên đứng dậy sau đó cầm súng đã liên tục về phía vách tường cút ra ngoài cho tao cút ngay cút ngay cho tao hắn ta gào thét đến khàn cả giọng trông hắn ta chả khác gì một con dã thú đang phát cuồng khẩu súng trong tay hắn ta bắn ra càng ngày càng nhanh sau khi hết băng đạn này thì hắn ta lại lắp băng đạn khác và bắn tiếp đến khi bắn xong hết băng đạn cuối cùng hắn ta mới thở hồng học dùng cặp mắt đỏ ao nhìn về phía trước mày đứng có đắc ý quá lâu chờ đến khi tao thỏa mãn được điều kiện tao sẽ cho mày biết cái gì là hối hận khi mày đã đến thế giới này trên tường dính đầy vết đạn mặc dù đa số những vết đạn này đều không có quy tắc gì nhưng chúng lại được sắp xếp thành hình dạng của một bóng người chỉ riêng chỗ đầu là có nhiều vết đạn nhất tích 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 giờ phút này điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn ta đột nhiên vang ừ. lên trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của một người liên lạc viên từ giọng nói có thể biết được người này cũng là một cô gái triệu khai minh anh lại tự tiện ngắt kết nối với tôi lúc trước tôi đã nói với anh rồi Hiện tại đang là thời kỳ quan trọng, phải duy trì liên lạc 24 trên 24, anh có biết anh làm như vậy là đang gây khó dễ cho tôi không? Anh có biết vì chuyện này của anh mà tôi bị cấp trên khiển trách như thế nào không?" Triệu Khai Minh gầm nhẹ, "Con đàn bà thối tha, cô muốn chết hay sao mà dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi? Đừng nghĩ rằng căn phòng liên lạc kia đã là an toàn, cô có tin là tôi sẽ để cho cô chết trước bàn làm việc ngay tại lúc này không?" Người liên lạc viện này hình như đã bị hắn ta dọa cho sợ, giọng điệu có chút mất tự nhiên. "Tôi, tôi Tôi chỉ là muốn thông báo cho anh có chuyện khẩn cấp xảy ra, trong bệnh viện của thành phố Đại Sương đã bất ngờ xảy ra chuyện linh dị, hiện tại cảnh sát mắt quỷ Dương Gian và giáo sư Vương đều đã bị cuốn vào bên trong nên cần sự trợ giúp của anh. Tôn Nghĩa đã xuất phát rồi, hiện đang trên đường đến đó. Triệu Khai Minh khôi phục lại một chút tỉnh táo, tôi biết rồi, tôi sẽ ngay lập tức hành động. Mặt khác, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, nếu lần sau cô còn không phân biệt được trên dưới, lớn nhỏ một lần nữa thì cả nhà cô, trong đó có cả cô đều sẽ bị tôi giết chết. Đến lúc đó dù cô có quỳ xuống cầu xin thì cũng vô dụng mà thôi, chắc cô cũng hiểu được khả năng của tôi rồi chứ. "Hiểu, hiểu rồi." Người liên lạc viên này bị dọa đến hoảng sợ, giọng nói cũng đã run rẩy. Triệu Khai Minh nói, "Tôi không cần cô hiểu, chỉ cần nhớ kỹ là được." Sau đó hắn ta lập tức xuất phát đi đến vị trí bệnh viện xảy ra chuyện linh dị. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thành thị này đang càng ngày càng quỷ dị, không biết người tiếp theo xảy ra chuyện có phải là chúng ta không nữa. Tranh thủ thời gian cùng nhau tụ họp lại giải quyết chuyện linh dị này ngay thôi tôi không muốn kéo dài thêm nữa lỡ chuyện này ù đến lúc nào đó lại biến thành một trận tai nạn lớn không có cách nào cứu vãn ngay cả dương gian cũng cần phải giúp đỡ xem ra mọi chuyện đã rất tồi tệ giờ phút này mấy chiếc xe vượt đèn đỏ dùng thời gian ngắn nhất để xuất hiện phía trước cổng bệnh viện không nghi ngờ gì nữa đây đều là những vị ngự quỷ nhân còn sót lại của thành phố đại sương lúc này lại có một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp phóng nhanh như một cơn gió chạy đến đây thật xin lỗi mọi người nhé xe của tôi bị hết xăng không còn cách nào khác nên đành đạp xe đạp đến đây mọi chuyện không chậm trễ gì chứ trương hàn nhịn không được nói tôn nghĩa cậu không thể như thế này mãi được khó trách dương gian không muốn để ý đến cậu đổi lại là tôi tôi đã mắng cho cậu một trận rồi cậu nói cậu là một người nghèo thì cũng thôi đi nhưng ngay cả cách kiếm tiền mà cậu cũng không làm được có phải là cậu đang làm mất mặt cái chức danh ngựa quỷ nhân mang theo trên người của cậu lắm không với lại lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn băn khoăn việc tiền nhà tiền xăng chưa có thanh toán xong tôn nghĩa nói anh đừng có nói như thế có đôi khi tự tôi cũng tự cảm thấy khinh thường bản thân tôi đây. Lúc này, ở bên ngoài dây cảnh giới của bệnh viện, Vương Tiểu Minh mang theo bộ dạng bình tĩnh đi đến. Mấy người đều đến đông đủ rồi chứ? Tốt rồi, chúng ta hành động đi. Giáo sư Vương, ngài không có chuyện gì chứ? Vương Tiểu Minh nói, không sao, may mà rút lui kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại bệnh viện này đã bị quỷ xâm lấn. Hơn nữa tôi cũng chưa thể nào biết được đây là con quỷ như thế nào. Vì vậy hiện tại tôi tụ tập mọi người lại đây để cùng xử lý chuyện linh dị này nếu lần này thành công thì có lẽ chúng ta có thể thay đổi được cục diện trước mặt. Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tòa bệnh viện trước mặt, tối tăm, âm trầm, hiện tại nó đang bị một lớp khí tức màu xanh đen bao phủ, yên tĩnh và im ắng. Bên trong bệnh viện không còn ánh đèn nào sáng nữa, cũng không còn tiếng cầu cứu, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, lại nghĩ tới ở bên trong này có quỷ, trong lòng ai nấy đều trầm xuống. Triệu Khai Minh lạnh nhạt nhìn về phía dương gian, hiện tại hắn đang ngồi ở dưới hàng cây xanh cách mọi người không xa nếu cứ như thế mà xông vào bên trong thì có mạo hiểm quá không sương gian cậu có biết chút gì bên trong không sương gian nói trước khi chuyện linh dị bạo phát ra tôi đã mang theo vương tiểu minh chạy khỏi đó và ra ngoài này rồi cho nên tôi không có đụng trực tiếp với nó vì vậy không có tin tức nào hữu dụng hết những gì hắn nói đều là sự thật không hề giấu giếm gì lúc trước vì sự cẩn thận cho nên hắn không có trực diện đối mặt với con quỷ kia nhưng hắn có thể khẳng định con quỷ này không hề tầm thường bởi vì nó có thể mở ra một con đường không tồn tại trong thực tế ở bên trong quỷ vực của hắn. Đồng thời nó còn có thể thông qua con đường kia để đi đến đây, rất có thể nó đã là tồn tại vượt qua giai đoạn thứ ba. Thậm chí nó có thể là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện linh dị. Triệu Khai Minh nói, nếu không có chút tin tức nào làm tiền đề, có thể sẽ xuất hiện thương vong cực kỳ lớn. Giáo sư Vương, ngài có ý kiến gì không? Vương Tiểu Minh nói, thật sự xin lỗi, tôi không có tin tức nào về nó để cung cấp cho các cậu hết. Có người lập tức liền phàn nàn, mẹ kiếp, đây không phải là muốn chúng ta đi liều mạng đó chứ dương gian đưa mắt liếc nhìn người ngự quỷ nhân lạ lẫm kia một chút sau đó nói vốn dĩ việc đối mặt với chuyện linh dị đã là liều mạng rồi nếu cậu không muốn thì có thể rời khỏi chỗ này không ai ép cậu cả thế nhưng cậu phải hiểu một điều thế này nếu chúng ta chết hết ở trong này thì cậu cũng sẽ không sống được lâu đâu lúc này người ngự quỷ nhân kia đã bị nghẹn lời dương gian nói đúng hiện tại lùi ra phía sau thì có thể sống tạm bỡ được thêm ít ngà nhưng sau đó chắc chắn sẽ chết ngay cả khi chuyện linh dị này được người khác giải quyết thì sau này hắn ta cũng sẽ có khả năng bị thanh tẩy trương hàn nói vậy lúc nào chúng ta mới bắt đầu hành động đến vội quá nên có nhiều thứ không kịp chuẩn bị vương tiểu minh nói mấy cậu cần chuẩn bị thứ gì vũ khí đạn dược những thứ này có tác dụng gì với chuyện linh dị đâu nếu mấy cậu muốn chuẩn bị thứ để đựng quỷ thì không cần lo tôi đã chuẩn bị tốt rồi sau khi nói xong vương tiểu minh lập tức đưa tay chỉ chỉ vào một chiếc băng ca bên cạnh trên đó có đặt một chiếc dương to nếu có ai đó nằm vào bên trong thì vẫn được, chiếc dương này được làm từ vàng, sự kiên cố của nó là không tầm thường." Trương Hàn nói, "Nếu đã như vậy, tôi cũng không còn ý kiến nào nữa." Vương Tiểu Minh nhìn về phía Dương Gian và nói, "Nếu đã không có ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu hành động thôi." "Dương Gian, cậu thì sao?" Dương Gian đứng dậy xoay người rời đi và nói, "Tôi quay lại xe cầm ít đồ." Hắn lấy toàn bộ những thứ đã chuẩn bị ở trên xe, nào là tấm da, quỷ nến ngoài ra còn có cả quỷ dây thừng mà hắn không thể nào khống chế cũng được mang theo có thể ở trong trường hợp nào đó nguy cấp hắn có thể lợi dụng quỷ dây thừng đã khôi phục để tạo ra những điểm mấu chốt mà thay đổi cục diện thực tế trước khi đám người này đến đây vương tiểu minh cũng đã nói cho hắn biết được tầm quan trọng của lần hành động này việc giam giữ con quỷ kia chỉ là một phần mà thôi chuyện quan trọng hơn chính là tìm hiểu xem hắn có thể thông qua con đường kia để mở một lối đi sau đó mang mọi người đi vào bên trong con hẻm thứ bảy tìm đến ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này cho nên lần hành động này vương tiểu minh cũng sẽ đích thân tham dự vào bắt đầu hành động đi sắc mặt vương tiểu minh cực kỳ bình tĩnh không có chút nào cho thấy hắn ta đang sợ hãi hắn ta lập tức bước qua đường dây cảnh giới kia và đi vào bên trong bệnh viện trương hàn sững sờ một lát giáo sư vương ngài cũng đi vào bên trong à vương tiểu minh nói đương nhiên rồi hiện tại là thời điểm then chốt cho nên không thể nào tránh khỏi được nếu chỉ lo lắng cho sự an toàn cho tôi thì cậu không cần quan tâm nhiều thế đâu hiện tại chuyện này đã thay đổi theo chiều hướng xấu quá nhanh chúng ta không có đủ thời gian để làm từng bước, từng bước một như trước. Triệu Khai Minh nhìn một chút, hắn ta không hề nói câu nào, hắn ta chỉ cầm chiếc nạng bằng vàng, sau đó khập khiễng đi vào bên trong. Rất nhanh, 7 người, tính cả Vương Tiểu Minh là 8, toàn bộ 8 người đang đi dọc theo cửa chính để tiến vào bên trong tòa nhà bệnh viện tối tăm. Chỉ vừa mới đi được mười mấy mét, bóng tối đã thôn vệ toàn bộ con đường ở sau lưng, hiện tại không ai thấy gì ở sau đó nữa. Có người đã chuẩn bị sẵn đèn pin, lúc này lấy ra sử dụng, thế nhưng mấy chiếc đèn pin này lại không có cách nào soi đi xa được ánh sáng từ chiếc đèn pin đã bị lớp dương bụi màu xanh đen này áp bức cho nên chỉ có thể soi sáng được tầm 5-6 mét nếu nhìn ra xa hơn thì chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ bên ngoài của đồ vật thôi hiện tại bên trong đại sảnh của bệnh viện đã trống rỗng không còn một ai xung quanh chỉ còn lại những tiếng bước chân vang vọng của bọn họ a à, bọn họ có thể mơ hồ nghe thấy được những tiếng kêu thảm thiết truyền đến ở bên trong bệnh viện có người giật mình tiếng gì vậy vương tiểu minh nói không cần khẩn trương chỉ là mấy người bệnh nhân lưu lại bên trong bệnh viện không rút lui ra ngoài được mà thôi. Bên trong bụng của bọn họ có quỷ anh, lúc này hẳn là do quỷ anh phát tác thôi. Thế nhưng dựa theo những gì tôi suy đoán, hiện tại cũng chưa phải là lúc bọn chúng xuất thế đâu, chúng ta vẫn còn đang an toàn. Trong này có bao nhiêu bệnh nhân thế? Có khoảng ba 30 người thôi. Con mẹ nó, mọi người thầm mắng ở trong lòng. Nhưng cái này đều là những con quỷ tiềm ẩn, mà nó có xuất hiện hay không cũng không do một vị giáo sư như ngài tính toán được ai biết được mấy con quỷ này có thể khiến cho quỷ anh xuất hiện sớm hơn dự kiến nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như thế thì có thể mức độ nguy hiểm của bệnh viện này sẽ lại tăng lên thêm một lần nữa triệu khai minh đột nhiên nói một khu bệnh viện lớn như vậy mà chỉ có một con quỷ tìm kiếm sẽ khá khó khăn vương tiểu minh nói cho nên trước khi tìm kiếm con quỷ kia tôi cần mọi người đi theo tôi đến phòng làm việc của tôi lấy ít thứ nếu trên đường đi có gặp phải người bệnh nhân nào thì cứu ra luôn không thể bỏ mặc bọn họ ở trong này được nếu bọn họ chết ở trong này thì tình huống sẽ càng thêm tồi tệ Lúc này mọi người đột nhiên cảm giác thấy hình như bản thân đã leo lên phải thuyền giặc, chỉ vì đối phó với một con quỷ thôi, không nghĩ lại liên lụy đến nhiều nhiều chuyện như vậy. Dương Gian không nói câu nào, hắn biết Vương Tiểu Minh tiến vào bên trong này thì chắc chắn là hắn ta có mục đích nào đó, nếu không thì vì sao hắn ta lại chui đầu vào bên trong chỗ nguy hiểm này đâu. Thế nhưng hắn không có lo lắng về những con quỷ khác, thứ hắn lo lắng chính là con quỷ đã đi ra từ bên trong quỷ vực của hắn, đó mới chính mối nguy hiểm lớn nhất. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, hiện tại mình có quỷ nến, nếu có chuyện gì xảy ra thì khả năng cũng có thể tự vệ được một chút, cùng với tấm da không thể khiến người khác yên tâm thì quỷ nến mới là thứ hắn trông cậy nhiều nhất. Rất nhanh, theo Vương Tiểu Minh dẫn đường, đám người dần dần xâm nhập vào bên trong bệnh viện, không biết có phải là do ảo giác hay không, bọn họ đột nhiên phát hiện ra diện tích của bệnh viện đột nhiên lớn hơn nhiều so với bình thường, đã đi từ nãy đến giờ mà vẫn không có đi xong cái đại sảnh này, cả đám vẫn đang không ngừng đi về phía trước nhưng phía trước vẫn còn đường. Lúc này Vương Tiểu Minh bất chợt dừng lại, con đường này đã bị sửa đổi đây không phải con đường vốn có của bệnh viện, có người kinh hãi nói. Đùa gì chứ, vừa mới vào đã gặp chuyện rồi." Vương Tiểu Minh nói, "Tôi không có đùa đâu, tôi đã tính toán qua rồi. Từ nãy đến giờ chúng ta đã bước 176 bước, dựa theo tính toán của tôi, với số bước đó có lẽ chúng ta đã phải đi qua khỏi đại sảnh của bệnh viện rồi, thậm chí còn đi đến giữa căn phòng bệnh nhân thứ nhất rồi nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở bên trong đại sảnh. Vì thế nên tôi tạm thời cho rằng, quỷ đã xuất hiện ở đây cho nên không gian đã bị ảnh hưởng." đứng chuyện linh dị sẽ khiến người ta xuất hiện ảo giác cũng có thể bản thân đã lâm vào nơi quỷ dị nào đó nên không đi ra ngoài được những chuyện như vậy không phải hiếm thấy ngược lại còn rất phổ biến đây là do lực lượng lệ quỷ đang dần ảnh hưởng đến xung quanh khi loại lực lượng này đủ lớn chúng sẽ hình thành quỷ vực chỉ là các loại quỷ vực khác nhau thì hình thức cũng sẽ khác nhau với tình huống trước mắt mà nói cho đến hiện tại dương gian chưa bao giờ gặp được hai quỷ vực giống nhau quỷ vực do mắt quỷ của hắn sinh ra có tác dụng chủ yếu khiến người ta sinh ra ảo giác thậm chí có thể khiến lệ quỷ ở bên trong sinh ra ảo giác, còn về tác dụng khác thì Dương Gian không biết. Lúc này, Dương Gian liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh, anh nói chúng ta đã rơi vào quỷ vực. Vương Tiểu Minh nói, khả năng cao là thế, bởi vì sau khi quỷ anh xuất hiện toàn bộ bệnh viện lập tức bị ảnh hưởng, mà cứ cho đây không phải quỷ vực đi nữa thì thứ này cũng có tác dụng gần giống với quỷ vực. Dù tôi không dám chắc mình đoán đúng 100% nhưng tạm thời mọi người cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là chúng ta đã rơi vào quỷ vực của quỷ anh. Trương Hàn thấp giọng nói, Mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn, nếu chuyện lần này cũng tương tự như thôn Hoàng Cương, có lẽ là chúng ta đã xong đời rồi, sắc mặt Dương Gian hơi đổi một chút, dù đám người tham gia chuyện ở thôn Hoàng Cương không rơi vào quỷ vực thì ai từng tới đó đều đoán được nguyên một thôn làng đều do lệ quỷ biến hóa, nhưng hình như Vương Tiểu Minh vẫn không lo lắng quá, hắn vẫn rất bình tĩnh đi về phía trước, tiếp tục đi về trước, cố gắng để ý xung quanh, dường như bệnh viện đã trở nên lớn hơn nhiều sau khi bị lớp bụi màu xanh đen bao phủ. Vẹn vẹn chỉ có một cái đại sảnh của bệnh viện nhưng đám người đã phải đi mất đến tận 10 phút thì mới đi đến khúc rẽ thứ nhất, phía trước lại là một con đường sâu hun hút, không nhìn thấy điểm cuối. Ở hai bên hành lang bệnh viện là phòng trần đoán bệnh và một số phòng bệnh khác, hiện tại toàn bộ những căn phòng này đều đóng cửa thật chặt, khiến bầu không khí xung quanh trở nên âm u và mơ hồ. Nếu có thể thì chẳng có ai muốn đi tới nơi thế này cả, có điều hiện tại toàn bộ ngự quỷ nhân của thành phố Đại Sương đều tập trung ở đây, toàn bộ bọn họ phải nghĩ ra cách xử lý quỷ anh bằng không sẽ chẳng có ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi này triệu khai minh cầm nặng trống khuôn mặt hắn ta cực kỳ âm trầm nói hình như có điều gì đó là lạ nếu chúng ta tiếp tục đi đến cuối hành lang chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra thậm chí xuất hiện thương vong hoặc con quỷ kia vẫn còn trong bệnh viện nó nhất định sẽ xuất hiện tôn nghĩa nghĩ nghĩ một lát rồi nói nếu không đi đường này chúng ta sẽ phải đi thang máy chẳng phải làm vậy sẽ nguy hiểm hơn ư đúng vậy quỷ anh đang ở nơi này nếu chúng ta đi thang máy lỡ gặp nó sẽ cực kỳ nguy hiểm xui xẻo hơn có thể chúng ta sẽ chết hết dù lối đi này có chút không đúng nhưng chúng ta đã đi đến đây chắc chắn con quỷ kia cũng phát hiện cho nên bất kể có cẩn thận đến đâu đi nữa thì việc chạm trán với nó là điều không thể tránh khỏi hơn nữa mục đích chúng ta không phải trốn tránh con quỷ kia mà là tìm và xử lý nó dương gian bình tĩnh nói hiện tại hắn đi ở phía sau và đầy một chiếc xe đầy trên đó để một chiếc dương được làm bằng vàng đây chính là chiếc dương được vương tiểu minh chuẩn bị để giam giữ quỷ anh triệu khai minh nói tôi chỉ nói như vậy còn quyết định làm như thế nào là việc của giáo sư vương đừng lãng phí thời gian một cách vô ích tiếp tục đi về phía trước đi mặc dù triệu khai minh nói thế nhưng vương tiểu minh lại không do dự hắn ta quyết định đi thẳng về phía trước đâm đầu vào hành lang sâu hôn hút này không có một ai nói thêm câu nào toàn bộ mọi người đều lựa chọn im lặng bọn họ chỉ tiếp tục bước theo vương tiểu minh đồng thời quan sát kỹ xung quanh thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu hay dưới chân đều được bọn họ quan sát hết thảy nếu lệ quỷ tấn công bọn họ sẽ nhanh chóng sử dụng lực lượng lệ quỷ để bảo vệ bản thân một lát sau, tám người kia nhanh chóng chui vào hành lang sâu hun hút, toàn bộ mọi người đều bị lớp sương mù màu xanh đen bao phủ, chỉ vừa đi mấy chục bước về phía trước thì đại sảnh phía sau lưng cũng biến mất, còn con đường thông ra cửa chính của bệnh viện cũng bị bao phủ trong lớp sương bụi, nếu hiện tại mấy người bọn họ quay trở về đường cũ, chắc chắn sẽ phát hiện ra con đường lúc nãy đã bị biến mất, tiếp tục đi lên phía trước, ngay khi mấy người đi qua bên cạnh một cánh cửa bị đóng chặt và nhìn lướt qua được thứ bên trong thì lòng mọi người lập tức trở nên căng thẳng, mấy tấm biển treo trước cửa của khoa chỉnh hình hoa thần kinh hoa gia liễu đều rất bình thường bọn họ không cảm nhận được sự kỳ quái nào thế nhưng ở bên trong phòng lại có một ánh đèn quỷ dị xuyên qua khe cửa chiếu ra bên ngoài dường như ai đó đang đùa giỡn mà tắt mở đèn cứ tế tiếp tục mở công tác rồi lại đóng liên tục như vậy nên bên trong cứ vang lên những tiếng lách tách lách tách ngay khi đám người đi ngang qua cửa căn phòng trong lòng mọi người đều run lên không một ai dám lên tiếng cũng không có một ai để cửa ra và nhìn vào bên trong xem chuyện gì xảy ra bọn họ không muốn tìm chết đúng lúc này Vương Tiểu Minh đang đi trên đường đột nhiên nói một câu, không thấy bất cứ bệnh nhân nào nữa, sắc mặt Tôn Nghĩa trở nên căng cứng, bộ dạng của anh ta cực kỳ khó coi, nhìn bộ mặt anh ta hiện tại khóc chẳng ra khóc mà cười cũng chẳng phải cười. Giáo sư Vương, ở những lúc như thế này, ngài đừng có nói mấy chuyện dọa người như vậy có được không? Vương Tiểu Minh nói, từ lúc xảy ra chuyện cho đến lúc này, thời gian trôi qua chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Cứ cho là lúc đó quỷ anh thông qua hẻm thứ bảy vào trong bệnh viện thì nó cũng đâu thể giết chết toàn bộ bệnh nhân trong thời gian ngắn như thế. Có điều, nếu còn bệnh nhân nào đó còn sống sót, hẳn người kia sẽ kêu cứu. Vậy mà từ nãy đến giờ chúng ta lại không nghe được tiếng kêu cứu nào, thậm chí không nghe được bất kỳ tiếng gì ở trong đây. Hơn nữa tiếng chuông cảnh báo của bệnh viện cũng không kêu nữa. Như vậy chỉ có một khả năng là nó đã bị tắt. Việc này không phải do bệnh nhân làm, vì thế tôi cho rằng thứ kia đã tắt chuông báo động. Hiện tại tôi đã có lý do để tin tưởng rằng quỷ anh đã hoàn toàn tiếp nhận chỗ này, hiện tại chỗ này đã là địa bàn của lệ quỷ. Lần này chúng ta biến thành kẻ xâm lược, nếu đã như thế lúc này chúng ta cũng không cần phải đi kiếm nó làm gì cho mệt nhanh thôi nó sẽ chạy đến tìm chúng ta trong mắt dương gian hơi híp hắn nhìn về phía vương tiểu minh nếu toàn bộ tiếng kêu cứu đều ngừng lại như vậy suy đoán lúc trước của vương tiểu minh là hoàn toàn chính xác quỷ anh giai đoạn thứ ba sẽ giết chết toàn bộ những người phát ra âm thanh và bị nó nghe được lúc này việc vương tiểu minh đang vừa đi vừa nói chuyện là một hành động tìm đường chết hiện tại hắn đang muốn dùng cách này hấp dẫn con quỷ kia đến thay vì đi tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ khủng bố thì việc chủ động hấp dẫn con quỷ kia mới đúng là một ý kiến hay dựa theo lý mà nói hiện tại bọn họ có nhiều ngự quỷ nhân như vậy khả năng thắng là rất cao đúng lúc này một vị ngự quỷ nhân đi ở phía trước đột nhiên vội vàng hạ thấp giọng và nói chờ một chút hả mọi người ngay lập tức dừng lại theo phản xạ sau đó đồng loạt nhìn về phía trước tiếp đó sắc mặt toàn bộ mọi người đều run lên sau khi thấy được thứ ở phía trước ở phía trước không biết từ lúc nào một căn phòng có treo tấm biển khoa trình hình đã mở cửa hoàn toàn ánh đèn bên trong lập tức chuyển ra bên ngoài khiến hành lang tối tăm đột nhiên lộ ra một khu vực có ánh sáng nhưng khu vực này chỉ rộng có bốn năm mét vuông việc cánh cửa của phòng khoa trình hình bị mở không thể khiến cho mọi người sợ hãi như thế thứ khiến toàn bộ mọi người cảm thấy bất an là một bóng người to cao đang đứng ở trước cửa phòng bệnh dường như thứ gì đó đang đứng ở đấy chờ đợi mọi người đến bấy giờ có người thấp giọng hỏi ai ở phía trước vậy thế nhưng bóng người phía trước không hề đáp lại người kia cái bóng kia vẫn đứng yên như cũ không nhúc nhích, trông chả khác nào một pho tượng, trên trán của người kia ngay lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, người kia vội quay đầu lại và hỏi, không phải người bệnh, cũng không phải nhân viên trong bệnh viện sống sót, giáo sư Vương, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, không cần phải sợ hãi như thế, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi, nếu đó là quỷ thì nghĩ cách giam nó lại là được, không ít người thầm nghĩ trong lòng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy được chứ, khi ngự quỷ nhân đối mặt với lệ quỷ lực lượng lệ quỷ mà bọn họ nắm giữ cũng chỉ giúp bọn họ có thêm một chút năng lực tự vệ mà thôi. Nếu so sánh thật sự về lực lượng giữa hai bên, dù có thêm 10 vị ngự quỷ nhân nữa cũng không đủ cho lệ quỷ giết, thế nhưng có phản nàn như thế nào đi nữa, hiện tại bọn họ nhất định phải kiên trì đi về phía trước, khoảng cách với căn phòng được mở kia đang càng ngày càng gần, thế nhưng bóng dáng kia vẫn đứng yên bất động như cũ, nó không hề có bất kỳ phản ứng nào, xương gian nhíu mày, hiện tại hắn đã có chút căng thẳng, cũng có một chút khó hiểu, nhìn thấy, đụng chúng, nghe được, nếu mấy cái kia chính là quy luật giết người của quỷ anh ở ba giai đoạn phía trước nếu như thế hiện tại đã thỏa mãn được điều kiện giết của lệ quỷ ở giai đoạn thứ ba như vậy con quỷ đứng ở bên trong căn phòng kia hẳn phải xông ra tấn công bọn họ mới đúng hẳn nó đã nghe được âm thanh phát ra từ nãy đến giờ quả nhiên quy luật chính thức của quỷ anh vẫn cần phải đích thân thử nghiệm thêm một chút không trách được vương tiểu minh không dám tiến hành phỏng đoán quỷ anh ở giai đoạn thứ tư việc kết luận lung tung và vô căn cứ sẽ rất dễ khiến bản thân mất mạng dễ dàng két Thế nhưng, khi mấy vị ngự quỷ nhân đi đến gần cánh cửa kia, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn có 2 mét, đúng lúc này cánh cửa của căn phòng khoa trình hình đột nhiên đóng lại, ánh đèn biến mất, cái bóng cũng biến mất, cánh cửa đã đóng chặt như cũ, toàn bộ mọi thứ đều khôi phục lại về bình tĩnh như lúc đầu. Chuyện gì thế này? Ngay lập tức vị ngự quỷ nhân kia trợn tròn cả hai mắt, hắn ta không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra nữa, có phải là nó đang bỏ chạy hay không vậy? Có phải là con quỷ kia cũng biết được đám người bọn họ không dễ bị ức hiếp nên mới cảm thấy sợ hãi? Cơm mẹ nấu mày là thứ gì lại dám chạy đến đây hù dọa người khác chứ có gan thì chạy ra đây đi bọn tao nhiều người như thế còn sợ một con con quỷ như mày hay sao hôm nay tao nhất định phải nhốt mày lại có lẽ là do người này cảm thấy bản thân bị đùa giỡn đồng thời sinh ra tức giận vì sự sợ hãi của bản thân từ nãy đến giờ người này lập tức lao về phía trước đưa chân đạp thẳng vào cánh cửa kia dầm ngay lập tức cánh cửa của phòng bệnh bị đạp văng ra bên trong căn phòng chỉ là một mảnh không gian đen kịt đồng thời còn có thêm một luồng gió âm lãnh phả vào mặt kèm theo đó là một mùi hôi thối nhàn nhạt, nhạt của thi thể trương hàn kinh hãi nói người này bị điên rồi sao lúc này là lúc nào rồi mà còn gây chuyện lung tung như thế cậu không muốn sống nữa thì để chúng tôi sống tiếp chứ chúng tôi đã có ai muốn chết đâu quả nhiên khi dương gian không hề ức hiếp người khác nữa thì mấy người kia sẽ không chịu yên ổn ở trong đội ngũ nào cũng thế luôn luôn có mấy thằng ngu cứ lao đầu đi tìm cái chết người kia cười lạnh sợ cái đếch gì chứ mục đích đến đây của chúng ta là gây sự với nó nếu hiện tại không hấp dẫn con quỷ kia ra ngoài mà cứ dây dưa kéo dài với nó thì chúng ta mới là người phải chịu thiệt thòi con quỷ kia chịu đựng nổi nhưng chúng ta đám ngự quỷ nhân chỉ khống chế một con lệ quỷ không có cách nào chịu đựng được tôi không muốn chết một cách chậm rãi vì sự khôi phục của lệ quỷ nếu đã vậy rồi tôi nghĩ chúng ta nên xông lên liều với nó một phen được ăn cả ngã về không ách trương hàn nghẹn lời dường như tên kia nói chuyện cũng có chút đạo lý mà vương tiểu minh cũng ngầm đồng ý với hành động lỗ mãng của tên kia hắn ta chỉ hỏi cậu thấy cái gì bên trong không? Không có gì hết, toàn bộ chỉ là một căn phòng tối tăm, chỗ này cũng không giống với phòng khám của bệnh viện, mà nó giống với. Thế nhưng không chờ cho tên kia nói ra đáp án, rốt cục là tên kia trông thấy căn phòng này giống cái gì, thì đột nhiên có hai cánh tay màu xanh đen vươn ra từ trong bóng đêm và bóp cổ của tên kia. Hả? Ánh mắt của người kia lập tức trợn ngược, sau đó đầu bị lệnh về một bên, tiếp đó là đầu rời khỏi xác. Cuối cùng hai cánh tay màu xanh đen kia nắm lấy người nọ và lôi vào bóng tối ở phía sau lưng. Dầm! sau đó cánh cửa kia đóng lại như cũ, mọi thứ chìm vào yên lặng thêm một lần nữa. Ai nấy đều sừng sốt, thậm chí không có bất kỳ một ai phản ứng kịp. Từ lúc xảy ra chuyện cho đến khi kết thúc cũng chỉ ngắn gọn trong vòng một giây thời gian, bọn họ không thể nào điều động lực lượng lệ quỷ để ứng phó kịp. Ngay cả dương gian cũng chỉ miễn cưỡng mở ra được mắt quỷ mà thôi. Đùa gì thế? Chỉ có thế mà thêm một người nữa ngòm rồi. Trương Hàn trợn tròn cả hai mắt, thậm chí hắn ta không thể nào nghe được tiếng dãy dụ nào của vị ngự quỷ nhân kia. Dù có chết đi nữa thì trước khi bị chết, Cóc ghẻ cũng sẽ phải co giật mấy cái chứ, nếu không nữa thì bắp chân của nó phải run rẩy một tí. Triệu Khai Minh cười lạnh, tự mình tìm đường chết còn trách ai được? Thật sự cho rằng bản thân khống chế được lệ quỷ thì sẽ không còn cần phải kiêng kỵ gì nữa hay sao chứ? Đây chính là một con lệ quỷ đã hoàn toàn khôi phục, chuyện linh dị lần này đã được đánh giá là chuyện linh dị cấp, mấy con quỷ trên người của các người sẽ không thể nào cùng cấp bậc so với con quỷ kia được, một khi bị nó để mắt tới, bất cứ ai cũng sẽ phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ cũng không tự xem xét lại xem bản thân có bao nhiêu phân bao nhiêu lượng mấy người hẳn phải biết là ngay cả diều phong cũng phải xong đời vì nó bạn đang xem khủng bố trùng sinh tại kênh youtube di các phim đám người nghe thấy hắn ta nói lại cộng thêm với việc vừa được chứng kiến một màn vừa xảy ra lúc này thế là ai nấy đều cảm thấy trong lòng có một luồng khí lạnh lẽo sau đó nó lan tỏa ra khắp người khiến ai ai cũng phải nổi da gà vương tiểu minh chứng kiến được toàn bộ mọi thứ nhưng hắn ta lại thờ ơ chỉ nói tiếp tục đi về phía trước sau này mấy cậu nên tránh xa cánh cửa một chút đừng đụng vào bất cứ cánh cửa nào hết tôn nghĩa đã có chút sợ hãi anh ta nói còn phải đi về phía trước nữa hay sao giáo sư vương nếu còn tiếp tục đi về phía trước khả năng chúng ta chết hết sẽ là rất cao nếu không chúng ta cố gắng kiếm cách khác đi vương tiểu minh nói mấy cậu mà chết tôi cũng sẽ chết tôi chỉ là một người bình thường tôi không sợ thì mấy cậu sợ cái gì chứ lời như vậy mà cũng nói được có ai không biết ngài là một vị giáo sư nổi tiếng trên toàn thế giới còn tôi thì sao tôi chỉ là một nhân viên quèn ngay cả tiền mua nhà còn chưa có trả hết sao có thể so sánh với nhau được chứ trong lòng của tôn nghĩa cực kỳ bi thương anh ta cảm thấy bản thân có khả năng cao sẽ chết ở chỗ này con quỷ kia giết người chỉ trong thời gian ngắn từ đầu đến cuối còn không đủ một giây mà vị ngự quỷ nhân kia đã chết rồi mà năng lực lệ quỷ của anh ta còn không bằng người kia vậy con quỷ này giết anh ta trong bao lâu chứ thế nhưng vương tiểu minh vẫn cứ cố chấp đi về phía trước mọi người không còn cách nào khác hơn là đành phải đuổi theo sau lưng hắn ta trên đường đi trương hàn chuyển hướng đi lại sát dương gian Cố gắng hạ thấp giọng xuống và nói, "Dương Gian, cậu cố gắng suy nghĩ ra cách đi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn đấy. Nãy giờ chúng ta mới đi có 10 phút mà chết mất một vị ngự quỷ nhân rồi, nếu hiện tại chúng ta còn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn một ai để bước ra khỏi bệnh viện này mất. Hiện tại Vương Tiểu Minh hồ đồ quá rồi, chúng ta cũng không thể nào hồ đồ theo hắn ta chứ." Dương Gian vẫn bình tĩnh đẩy chiếc xe đẩy về phía trước, hắn nói, "Thật ra Vương Tiểu Minh không hề sai." nếu không tìm ra cách xử lý chuyện linh dị lần này chúng ta đều sẽ phải chết hết toàn bộ nhìn qua thì có lẽ sẽ thấy chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn nhưng thực tế ngay cả một sự lựa chọn mà chúng ta cũng không hề có hiện tại việc mà chúng ta có thể làm chỉ là liều mạng mà thôi trương hàn nói cơ mà việc hy sinh vô ích kia lại cực kỳ không đáng nếu muốn liều mạng chúng ta cũng phải chọn đúng phương hướng mới được dương gian nói không phải hiện tại vương tiểu minh đang tìm kiếm phương pháp hay sao anh cho rằng cái chết lúc nãy của người kia là vô ích hay sao không chính vương tiểu minh muốn dùng tính mạng của tên kia đến để thử tìm kiếm quy luật hành động của con quỷ kia đó chỉ là người kia hơi yếu một chút hoặc là con quỷ này quá mạnh nên mọi chuyện hơi ngoài dự đoán một chút người kia chết nhanh quá trên mặt trương hàn có chút sợ hãi hắn ta không thể nào tin tưởng được vào những thứ vừa mới được dương gian tiết lộ cho hắn ta biết cái gì chuyện này là như thế hay sao vương tiểu minh lại có thể ngoan độc đến mức đó hắn ta lại sử dụng tính mạng của mấy người bọn họ ra để thí nghiệm dương gian nói không cần phải kích động như thế nếu sau khi bị con quỷ kia tập kích mà anh vẫn còn có thể sống sót thì mọi chuyện eo không thành vấn đề không sống nổi cũng không nên trách người khác do bản thân quá kém thôi với lại cánh tay màu xanh lúc nãy có trông theo góc độ nào đi nữa đều có thể thấy được đó là cánh tay của một đứa bé cũng chính là quỷ anh giai đoạn thứ hai hoặc quỷ anh giữa giai đoạn thứ hai và thứ ba chẳng hạn nói tóm lại con quỷ anh kia còn chưa đạt đến giai đoạn thứ ba nói theo cách khác chỗ này không chỉ có một con quỷ anh hiện tại tầm nhìn của mắt quỷ ngày càng bị thu hẹp nó đã bị lớp xương bụi màu xanh đen này ăn mòn cuộc đọ sức giữa hai bên mà mắt quỷ đã rơi vào hạ phong hiện tại nó đã rơi vào trạng thái bị áp chế ở bên trong thế giới màu đỏ của mắt quỷ đang dần dần biến mất cuối cùng thế giới lại biến thành một màu xanh đen dường như mắt quỷ thật sự mệt mỏi nó bắt đầu mất tác dụng thậm chí hình như mắt quỷ đang thoát khỏi sự khống chế của dương gian rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn nếu hiện tại là thời điểm bình thường có lẽ đây là một tin tức cực kỳ tốt đối với hắn thế nhưng không phải vì đây là tin xấu với dương gian sau khi đám người tiếp tục đi thêm được một đoạn đường nữa thế nhưng cả vẫn chưa thể nào tìm được con đường ra dương gian lại phát hiện ra mắt quỷ của hắn đang muốn đóng lại vạn bất đắc dĩ cho nên hắn mới mở miệng nói vương tiểu minh chờ một chút đã vương tiểu minh nói có chuyện gì vậy dương gian nói để tôi dẫn đường cho nếu cứ tiếp tục đi như thế này chúng ta sẽ không có cách nào đi ra khỏi đây đâu mặc dù chúng ta không hề bị mê hoặc nhưng tôi có thể khẳng định toàn bộ chỗ này đã bị lực lượng lệ quỷ ảnh hưởng và bị nó sửa đổi rồi từ nãy đến giờ chúng ta đi lâu như thế chỉ có trời mới biết được đây là chỗ nào tôn nghĩa vội vàng hỏi dương gian có phải là cậu đã tìm ra cách tìm được nó không dương gian không do dự hắn lập tức lôi một ngọn quỷ nến từ trong bọc ra vương tiểu minh nhíu mày hỏi cậu định sử dụng nó vào lúc này nó chỉ còn lại có 2 phần ba sẽ không chịu đựng được lâu đâu hắn ta là người nghiên cứu và phát triển quỷ nên cho nên hắn ta đương nhiên là người hiểu rõ tác dụng của quỷ nến nhất thế nhưng hắn ta lại cảm thấy bọn hắn nên sử dụng thứ này khi đối đầu với con quỷ ngọn nguồn của toàn bộ chuyện linh dị lần này thì tốt hơn đây chính là chút vật tư cuối cùng có thể giúp đỡ cho bọn họ trong việc này mà thôi dương gian nói hiện tại không phải lúc tiết kiệm anh cũng muốn đi đến văn phòng để thu hồi một thứ nếu tôi đoán không sai thứ kia hẳn là ngón tay màu đen đúng không vương tiểu minh bình tĩnh nói đúng thế nếu cầm được thứ kia phần thắng của chúng ta mới có thể lớn hơn được một chút vậy sử dụng quỷ nến ngay lúc này là quyết định đúng đắn rồi Sương gian tiếp tục đi ở phía trước đồng thời bắt đầu thắp sáng quỷ nến xung quanh ngay lập tức được chiếu sáng bởi ánh sáng quỷ dị màu xanh lục phát ra từ quỷ nến chỉ trong tích tắc khí tức màu xanh đen ở gần đám người nhanh chóng tiêu tán xung quanh lại khôi phục một số nguồn sáng con đường ở gần đó lập tức hiện ra trước mắt đám người thế nhưng đúng lúc này dương gian lại phát hiện ra tốc độ thiêu đốt của cây quỷ nến trong tay hắn là cực kỳ nhanh hơn nữa hình như tốc độ thiêu đốt lại càng ngày càng nhanh hơn nữa ngọn lửa màu xanh biếc kêu lốc đốc liên tục Giống như cây quỷ nến này đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một lượng lớn lực lượng để đối kháng với một thứ gì đó, nhân dịp quỷ nến được thắp sáng, đám người lập tức thấy rõ mọi thứ ở xung quanh. Thế nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt bọn họ lại khiến cho cả đám phải hít một ngụm khí lạnh. Căn phòng lúc trước treo tấm biển khoa trình hình kia đâu phải cánh cửa phòng khám bệnh, nơi đó đứng đầy những thân thể màu xanh đen, cứng ngắc, không động đậy. Không, không thể nào xem bọn họ là người được, toàn bộ những người kia đều là quỷ anh đã trưởng thành, là quỷ thật sự nhưng hiện tại những con quỷ anh này lại đang nhắm chặt hai mắt, không hề nhúc nhích, toàn bộ chúng đứng yên tại chỗ, trong tình hình thì dường như chúng không có tỉnh lại. Từ nãy đến giờ, toàn bộ căn phòng mà bọn họ nhìn thấy có lẽ đều là do quỷ anh biến hóa thành, khó trách lúc nãy tên kia lại chết sau khi đá văng cánh cửa kia, có lẽ con quỷ anh kia bị tên đó đánh thức dậy, vậy nó không giết tên kia thì còn giết ai được nữa, phù, thế nhưng, chỉ sau một giây, dương ra lại đột nhiên cảm giác được có ai đó thổi một hơi lướt qua tai của hắn, chỉ trong nháy mắt quỷ nến bị dập tắt xung quanh lại rơi vào bóng tối thêm một lần nữa không thể nào dương gian thấy ngọn quỷ nến ở trong tay hắn bị dập tắt liền tỏ ra bộ dạng không thể nào tưởng tượng được từ lúc đạt được quỷ nến đến tận giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện quỷ nến bị thổi tắt hắn chắc chắn rằng việc này không phải do hắn làm mà là bị thứ gì đó dập tắt luồng khí âm lãnh lúc nãy giống như là có một con lệ quỷ nào đó ghé vào bả vai của hắn để thổi hắn lập tức nhìn về phương hướng mà luồng khí vừa thổi tới lúc nãy dương gian trông thấy triệu khai minh với bộ mặt âm trầm đứng ở đó chuyện lúc nãy có liên quan đến tên kia không vậy hay là vừa rồi triệu khai minh đã sử dụng lực lượng lệ quỷ của hắn ta để dập tắt quỷ nến thế nhưng không đợi cho dương gian suy nghĩ nhiều về chuyện này vương tiểu minh lại tiếp tục dẫn đầu đám người đi về phía trước tất cả đi theo tôi nhân dịp được ánh nến chiếu sáng lúc nãy hắn ta đã biết được chỗ này là chỗ nào đã tìm ra cách để rời khỏi nơi quỷ quái này này lúc nãy mọi người có thấy gì không những cánh cửa của phòng bệnh kia căn bản không phải cửa đều là quỷ những thứ kia đứng yên ở chỗ đó chẳng hề nhúc nhích từ nãy đến giờ, chúng ta đã đi qua bao nhiêu cánh cửa vậy? Tôn Nghĩa có chút kinh hoàng, anh ta nói với giọng điệu hơi bất an. Mười cái, hay hai mươi cái, bởi vì có sự xuất hiện của quỷ nến nên đám người đã thuận lợi tìm được đường ra ngoài. Hiện tại đám người đã đi ra khỏi chỗ khủng bố lúc nãy, sau đó đó đi theo cầu thang và lên tầng trên. Có người tức giận mắng Tôn Nghĩa, im đi, cậu không nói thì không có ai bảo cậu là người câm đâu, cứ nghĩ lại những gì gặp phải lúc nãy, cả đám đều sợ. Nếu lúc nãy bọn hắn đứng ở đó lâu thêm một chút nữa, lỡ đám quỷ anh kia tỉnh lại, có phải cả đám sẽ chết ở đó rồi không? Trương Hàn cũng nói với giọng điệu cực kỳ lo lắng, có chuyện gì xảy ra vậy, sao những thứ kia lại không chủ động tập kích chúng ta? Lúc nãy chúng ta nghênh ngang đi qua trước mặt bọn chúng, theo lý mà nó đúng ra đám quỷ kia sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ. Vương Tiểu Minh nói, có lẽ bọn chúng đang rơi vào trạng thái biến hóa nào đó, cũng có thể chúng chưa chính thức trở thành quỷ anh giai đoạn 3, cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó khiến quỷ anh kia không thể tỉnh lại. Thế nhưng những cái đó cũng không quan trọng, Điều quan trọng là mọi chuyện ở trong này đang càng ngày càng tệ hại. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng chỗ này chỉ có một con quỷ, đồng thời quỷ anh trong bụng mấy người kia cũng không thể nào ra ngoài được. Thế nhưng hiện tại xem ra chỉ còn một khả năng. Trương Hàn hỏi, khả năng gì chứ? Sắc mặt Vương Tiểu Minh hơi đổi một chút, chỉ có thể là con hẻm thứ bảy đã liên thông với bệnh viện. Toàn bộ quỷ anh ở trong đó bị thả ra vào chỗ này, hiện tại chúng đã xâm chiếm nơi này. Nếu đúng như vậy, có lẽ ở chỗ này cũng đã biến đổi thành khu vực ngọn nguồn của chuyện linh dị kỳ này cho nên con quỷ bí ẩn kia không muốn chúng ta thăm dò ra được sự tồn tại của nó thậm chí nó không muốn để cho chúng ta tìm thấy lúc trước tôi chỉ muốn dựa vào quỷ anh của nó để tìm kiếm con hẻm thứ bảy nhưng vừa mới tiếp xúc được vị trí của con hẻm nó đã phát hiện sau đó nó liền lập tức phát động chuyện linh dị và tìm đến chỗ này nếu lúc đó chúng tôi không rút lui kịp có lẽ tôi và dương gian đã bị nhốt bên trong bệnh viện rồi có lẽ chúng ta không nên tiến hành lần hành động này hẳn phải hủy bỏ mới đúng giờ phút này dương gian không nói gì hắn đang bận suy nghĩ đến việc lúc trước thứ đã thổi tắt ngọn quỷ nến của hắn là cái gì tiếp đó hắn bắt đầu xem xét về tốc độ thiêu đốt của lệ quỷ lúc nãy bởi vì hắn đã từng gặp qua chuyện tương tự như vậy rồi lần đó hắn đã vô tình gặp được chuyện này ở bên trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa khi đó thứ mà hắn gặp phải chính là một con lệ quỷ đang đứng ở dưới ngọn đèn đường nhưng do con quỷ kia quay lưng về phía của hắn dương gian chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó mà không cách nào thấy rõ khuôn mặt lần đó tốc độ thiêu đốt của quỷ nến cũng nhanh như lần này Việc quỷ nến thiêu đốt với tốc độ càng nhanh cũng đồng nghĩ với việc con quỷ ở trong phạm vi của quỷ nến càng mạnh mẽ. Thế nhưng, lúc này trong đầu của Dương Gian đột nhiên nảy ra một suy nghĩ động trời. Có lẽ thứ đã thổi tắt quỷ nến của hắn lúc nãy không phải quỷ ở bên trong bệnh viện mà là con quỷ khác. Một con quỷ luôn luôn đi theo bên cạnh cả bọn nãy giờ nhưng không có một ai có thể nhìn thấy được nó. Đồng thời mức độ khủng bố của nó cũng đã vượt xa nhưng con quỷ anh trước mặt rồi. Ý nghĩ này chỉ vừa mới nảy ra đã khiến Dương Gian chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người hắn ướt sũng một con quỷ khủng bố hơn nhiều so với quỷ anh lại đang ẩn nấp chỗ nào đó xung quanh đám người nếu suy đoán này của hắn chính xác có phải là toàn bộ mọi người ở đây đều có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào từ bao giờ con quỷ kia đi theo mọi người có phải nó đã theo bên cạnh mình từ chuyện linh dị của quỷ gõ cửa lần trước không hay là nó đi theo một người nào khác không không thể nào đi theo mình được từ đó đến giờ đây cũng không phải là lần thắp quỷ nến đầu tiên của mình trước đó mình cũng đã dùng quỷ nến rồi nhưng quỷ nến lại không có bất kỳ phản ứng nào điều này cho thấy bên cạnh mình không hề có quỷ trên trán dương gian đã đổ đầy mồ hôi lúc này hắn đã khẩn trương đến không cách nào nói nên lời hơn nữa hắn đã bắt đầu cảm thấy bất an hắn cố gắng phân tích tình huống để mau chóng tìm ra cách thoát khỏi cục diện bế tắc này nếu con quỷ kia không phải xuất phát từ người của mình vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng con quỷ kia đi theo chân của triệu khai minh ở trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa tại trung tâm thành phố lần trước có bốn vị ngựa quỷ nhân tham gia vào đó là mình vương nhạc đồng thiến và tên triệu khai minh kia con quỷ mà vương nhạc khống chế là quỷ dây thừng con quỷ của đồng thiến là mặt quỷ còn đến hiện tại mình cũng không thể nào biết được con quỷ mà triệu khai minh khống chế là gì thứ này là bí ẩn của hắn từ trước đến giờ cộng thêm việc lần trước mình lại thấy con quỷ kia đứng dưới ngọn đèn đường như vậy cũng không khó để kết luận rằng chắc chắn triệu khai minh có liên quan đến con quỷ kia nếu không mọi chuyện cũng không thể nào trùng hợp đến mức đó được mà kể điều này là thật hay là giả dù điều này chỉ có xác suất là 10% thôi cũng đã đủ lý do để mình hành động rồi nghĩ đến đây dương gian lập tức dừng lại sau đó nói mọi người dừng lại một lát hiện tại tôi cảm thấy mục tiêu hành động lần này của chúng ta hơi lớn một chút cho nên tôi nghĩ chúng ta nên tách ra để hành động sẽ hiệu quả hơn lời này vừa ra tất cả mọi người đồng loạt tặng cho hắn một ánh mắt khi nhìn những kẻ ngu ngốc đã đến nước này rồi mà cậu còn muốn tách ra để hành động có phải là sợ bản thân chết chưa đủ nhanh hay không vậy có người lập tức phản bác lại ý kiến của hắn dương gian sao lúc này trong đầu cậu lại có thể nghĩ ra được loại ý nghĩ như thế này chứ cậu không thấy từ nãy đến giờ chúng ta đều hành động cùng một chỗ với nhau hay sao nhưng mọi chuyện thế nào không phải là vẫn xuất hiện người chết hay sao vậy mà lúc này cậu lại muốn tách ra để hành động nếu không phải trông cậu rất giống một người bình thường có lẽ tôi sẽ nghi ngờ việc hiện tại cậu đã không còn là chính cậu nữa rồi vương tiểu minh nói cậu đang lo lắng điều gì dương gia nói không không lo lắng điều gì hết chỉ là tôi cảm thấy nếu bản thân tách ra để hành động thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút tôi không cần người khác phải đi theo tôi đâu một mình tôi là đủ rồi Triệu Khai Minh lạnh lùng nói, nếu cậu đụng phải quỷ, cậu sẽ chết cực kỳ thê thảm. Vương Tiểu Minh nói, mặc dù tôi không biết được trong đầu cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng tôi không đồng ý đề nghị của cậu, lúc này mà tách ra là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dương Gia nói, tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết thế thôi, chứ tôi cũng không hề có ý định trưng cầu ý kiến của mọi người. Hắn không thể yên tâm được khi phải cùng hành động chung với một con quỷ bí ẩn, nó còn khủng bố đến mức độ có thể bỏ qua sự bảo hộ của quỷ nến. So với việc hành động với con quỷ kia, dương gian lại cảm thấy việc bản thân tách ra hành động một mình sẽ tốt hơn một chút cho dù có chết đi hắn cũng có thể biết được bản thân chết như thế nào triệu khai minh thấy thái độ kiên quyết của dương gian ánh mắt không khỏi lấp lóe có phải dương gian đã phát hiện rồi không thật sự là một tên tiểu tử cực kỳ nhạy bén không trách được tên tiểu tử này lại có thể sống sót qua rất nhiều chuyện linh dị hắn ta không những cực kỳ cẩn thận hành động cũng rất dứt khoát và kiên quyết mặc dù triệu minh khai chỉ để lộ ra một chi tiết nhỏ thôi nhưng hắn ta cũng đã khẳng định được dương gian chắc chắn cảm nhận được gì đó con quỷ của hắn ta đã bại lộ dương gian nói giáo sư vương văn phòng của anh ở tầng mấy vậy chúng ta có thể gặp nhau tại đó vương tiểu minh nói ở tầng thượng lúc trước để thuận tiện cho việc đưa đón bằng trực thăng tôi mới quyết định ở trên đó nếu hiện tại cậu đã quyết tâm tôi cũng không ép nữa cậu nhớ cẩn thận một chút anh cũng thế từ đầu đến cuối dương gian vẫn giữ nguyên quyết định của hắn là tách khỏi đoàn đội giờ phút này trương hàn lại lâm vào do dự thật ra hắn ta muốn đi theo dương gian nhưng cuối cùng hắn ta lại không thể quyết tâm làm điều đó được thế nhưng trương hàn cũng hiểu nếu hiện tại dương gian lựa chọn rời khỏi đoàn đội để hành động một mình thì chắc chắn là dương gian phải có một lý do nhất định là hắn đã phát hiện ra thứ gì nên mới không dám tiếp tục hành động cùng một chỗ với mọi người nữa có điều dù hiểu được thì đó cũng chỉ là hiểu mà thôi hắn ta lại không dám chắc chắn một trăm phần trăm về suy đoán đó cũng chẳng dám đưa ra quyết định đi hay ở một lát sau Dương Gian lập tức biến mất ở bên trong hành lang của tầng 6. Hắn định đi dọc theo lối thoát hiểm khác để đi đến tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện này. Cũng không biết là do tác dụng bỏ tâm lý hay là sự lựa chọn kia của hắn đã đúng. Sau khi rời khỏi đám người thì cảm giác bất an mãnh liệt ở trong lòng hắn từ nãy đến giờ đột nhiên biến mất. Thế nhưng vì để đảm bảo mọi chuyện được an toàn, Dương Gian quyết định thắp quỷ nến. Ngọn nến màu đỏ lại lần nữa tỏa ra ánh nến màu lục, trông nó cục quỷ quỷ dị cùng bí ẩn. Nhưng lần này tốc độ thiêu đốt của quỷ nến đã chậm lại rất nhiều, tốc độ này đã gần như là tốc độ thiêu đốt bình thường của nó. Điều này cho thấy rằng, hiện tại bên cạnh hắn không có quỷ, trước mắt hẳn là an toàn. Dương gian thở phào một hơi, sau đó lại bắt đầu cảm thấy chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn những gì hắn tưởng tượng. Suy đoán của mình đã đúng, con quỷ kia không có đi theo người mình, nó đi theo một người nào đó. Hiểm nghi lớn nhất chính là Triệu Khai Minh, còn hai người Trương Hàn cùng Vương Tiểu Minh là nhỏ nhất. Sau đó hắn quyết định thổi tắt quỷ nến, hắn không muốn lãng phí thêm nữa, dù sao hiện tại nó cũng chỉ còn lại có một nửa. Chuyện lần này đã trở nên cực kỳ phức tạp, hiện tại bản thân chẳng những phải cảnh giác quỷ anh mà còn phải cẩn thận những người bên cạnh nữa. Nghĩ như vậy, Dương Gian lại cảm thấy đầu có chút đau nhức. Chuyện linh dị này có lẽ đã không còn ở hình thức khó khăn mà hắn cảm thấy chuyện này chắc đã là chuyện linh dị cấp địa ngục. Thế nhưng Dương Gian lại không có cách nào để thay đổi được nó. Chuyện lệnh dị của quỷ chết đói là chuyện linh dị quy mô lớn, dù có khó khăn cỡ nào đi nữa hắn cũng phải nghĩ ra cách để xử lý chuyện này, vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng tham gia vào. Mặc dù Dương Gian chỉ hành động có một mình nhưng điều này cũng tương đương với việc hắn sẽ không gặp phải vướng bận gì. Dương Gian hành động cực kỳ nhanh, hắn muốn nhân dịp hiện tại Quỷ Anh còn chưa có tỉnh lại, cố gắng chạy thật nhanh theo cầu thang bộ lên tầng trên. Giờ phút này mắt quỷ đã bị áp chế, hắn đã không thể nào vận dụng quỷ vực một cách bình thường được nữa. Nếu hiện tại hắn muốn sử dụng được quỷ vực thì hắn phải từ bỏ việc áp chế bóng quỷ không đầu, thế nhưng một khi bóng quỷ không đầu mất đi áp chế, bản thân hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên lúc này dương gian quyết định lựa chọn ổn định tình trạng trước mắt đã đến khi nào gặp phải chuyện không có cách nào cứu chữa thì lại sử dụng quỷ vực cũng không muộn ngay khi dương gian và vương tiểu minh chia ra để hành động bệnh viện này đã xảy ra một chuyện không có cách nào khống chế lúc trước ở bên trên con đường tát quỷ anh đang đứng yên như chúng đã rơi vào trạng thái ngủ say đột nhiên mở to hai mắt từng cặp từng cặp mắt đen nhánh không có trọng lộ ra vẻ cực kỳ hung ác chúng nó không còn tiếp tục đứng yên tại chỗ nữa mà bắt đầu hành động ngay lập tức ở bên trong hành lang tối tăm truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, nghe giống như những thi thể đang bước đi trên mặt đất, rất nhanh, toàn bộ đám quỷ anh lúc trước đã biến mất đâu không thấy nữa, chúng đã chui vào trong bóng tối, bắt đầu tỏa ra mọi phương hướng, phù, phù, giờ phút này Dương Gian thở hồng hộc, căn phòng của tên Vương Tiểu Minh kia nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 24, mà đường đi đến đó đều là bậc thang, dù có liều mạng cỡ nào đi nữa, nếu một người bình thường mà chạy đến được tầng thứ 24 cũng sẽ phải nằm thở hồng hộc mấy năm này hắn cũng có luyện tập một ít khi đi học ở trong trường cho nên sức khỏe cũng được coi là khá thế nhưng lúc này hắn cũng không chịu nổi mệt mỏi chân gần như không có cách nào để bước thêm nữa dương gian nghĩ sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn này mình nhất định phải siêng năng luyện tập thể dục mặc dù ngự quỷ nhân rất đặc biệt nhưng thực chất vẫn là người bình thường cũng không phải lúc nào mình đều có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ chứ mà lực lượng lệ quỷ cũng không phải là thứ gì tốt đẹp để dựa vào điều này khiến sinh mạng bị lãng phí quá nhiều cuối cùng hắn vẫn đi đến được tầng thứ 24, đoạn đường này vừa qua chỉ là hữu kinh vô hiểm. Sau khi đi một vòng, hắn đã tìm được căn phòng của Vương Tiểu Minh, thế nhưng khi hắn liếc mắt nhìn đầu kia của hành lang thì không nghe được tiếng bước chân nào ở bên đó chuyển đến. Điều này có nghĩa là cho đến bây giờ đám người Vương Tiểu Minh vẫn chưa đi đến chỗ này, cứ cho là bọn họ hành động chậm hơn dương gian một nhịp đi nữa, cùng lắm là chậm hơn hắn năm sáu tầng gì đó thôi. Nhưng với khoảng cách đó hắn cũng phải nghe được một chút âm thanh chứ. Dương Gian quyết định chờ đợi đám người thêm 5 phút, nếu trong vòng 5 phút mà không có ai đến đây, Dương Gian khẳng định đám người Vương Tiểu Minh đã gặp phải nguy hiểm. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian, hắn lập tức phá tan cánh cửa văn phòng và đi vào bên trong tìm kiếm. Trước tiên mặc kệ mấy người kia đi đã, đi kiếm ngón tay màu đen trước, chỉ khi cầm lại được thứ kia thì mọi hành động tiếp theo mới có thể thuận lợi hơn được một chút. Nếu không cả đám sẽ không còn có cách nào để hạn chế hành động của con quỷ kia nữa đâu, ngay cả quỷ vực mà nó còn có thể nói đến là đến, loại khóa cửa này cũng không chắc chắn lắm nguyên nhân của việc vương tiểu minh có thể an tâm cất đồ ở đây chính là do bình thường xung quanh chỗ này sẽ có nhân viên canh gác cẩn thận trong phòng cực kỳ lộn xộn trên bàn vứt đầy bản đồ của thành phố đại sương hồ sơ của cảnh sát quốc tế còn có những hồ sơ về các chuyện linh dị đã xảy ra và một số tư liệu cần cho công việc thí nghiệm chỉ mất một lát là dương gian đã có thể tìm thấy được chiếc hộp đã giam giữ quỷ anh nếu biết trước như thế này mình đã không hào phóng đưa thứ này cho vương tiểu minh hiện tại chả khác gì tự bóc đi cả hắn mở chiếc hộp ra bên trong vẫn còn có một con quỷ anh lúc này nó nằm yên không hề nhúc nhích giống như nó đã chết và bên trên người nó đang bị một ngón tay màu đen đâm xuyên qua dương gian lập tức rút ngón tay màu đen kia ra khỏi con quỷ anh sau đó nhanh chóng đóng kín chiếc hộp lại vừa rồi khi hắn rút ngón tay màu đen ra ngay lập tức cảm nhận được con quỷ anh bên trong bắt đầu hoạt động trở lại nó đang dãy dụ kịch liệt như nó muốn lao ra khỏi chiếc hộp đã xong có thể rút lui dương gian đã lấy được thứ cần lấy hắn không cần thiết phải dây dưa ở đây thêm nữa thế nhưng chuẩn bị đi xuống hắn lại bắt đầu do dự hắn không biết hắn nên đi xuống theo con đường lúc nãy hắn đã đi hay đi con đường của đám người vương tiểu mình không mình cảm thấy bản thân nên chờ thêm một chút nữa thì tốt hơn ít ra hiện tại chỗ này đang an toàn mình cũng không cần phải gấp gáp làm gì nếu lúc này mà đi xuống dưới khả năng gặp quỷ sẽ rất cao thay vì chạy qua đó giúp đỡ bọn họ chi bằng cứ ngồi chờ ở đây chờ đám người kia chạy đến tụ họp sau một hồi suy nghĩ dương gian quyết định bản thân nên điều chỉnh lại trạng thái và hồi phục một chút sức lực hắn thấy chờ thêm một lát nữa sẽ tốt hơn thời gian tiếp tục trôi qua Xung quanh vẫn cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khủng bố, nhưng ánh đèn ở hai bên hành lang vẫn đang sáng nhưng bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ cho nên không tỏa ra được chút ánh sáng nào, xung quanh là một lớp sương bụi màu xanh đen âm lãnh, chúng khiến người ta không thể nào cảm nhận được chút thời tiết mùa hè của thành phố Đại Sương. Dương Gian ngồi chờ đợi lặng lặng trước cửa văn phòng của Vương Tiểu Minh, hắn không nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy và cố gắng nghe những âm thanh ở xung quanh, dù là tiếng động nhỏ nhất Mặc dù hắn đang ở tầng trên nhưng hắn có thể lờ mờ nghe thấy được những tiếng la hét khiến cho người ta phải sợ hãi ở tầng dưới. Đó là âm thanh phát ra sau khi quỷ anh xuất thế. Đồng thời hắn cũng có thể nghe thấy được một số tiếng bước chân không nên tồn tại. Ví dụ như ở bên ngoài căn phòng này, dường như có một người nào đó đang đi qua đây một cách chậm chạp. Thế nhưng người này không phát ra chút âm thanh nào, cũng không có ý định muốn mở cánh cửa trước mặt hắn. Dương gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân ở phía xa xa thì hắn mới thở vào một hơi quỷ đã chạy đến tận đây rồi thế nhưng đám người vương tiểu minh lại không có động tĩnh nào hết rất có thể đám người bọn họ đã bị nhốt ở chỗ nào đó rồi đương nhiên cũng có thể là đám người kia bị chết quả nhiên việc hành động theo đám người kia mới là việc làm nguy hiểm nhất nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu bọn họ chết hết rồi thì chỉ còn lại một mình mình mà thôi mình sẽ khó mà xử lý chuyện này được hiện tại hắn đang cực kỳ xoắn suýt hắn nên chủ động chạy qua cứu bọn họ hay không nếu hắn chạy đến đó để cứu thì có khả năng cao là hắn chết chùm với bọn họ luôn thế nhưng không cứu lại có cả đống ngụ quỷ nhân chết một cách vô ích mà điều này lại chẳng khác gì tuyết rơi ngày đông cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi cái chết giờ phút này ở một tầng nào đó bên trong bệnh viện đám người vương tiểu minh không thể không chỉ hoãn tốc độ tiến về phía trước bởi vì có một thứ xuất hiện và cản đường ở phía trước khiến cho đám người không thể không cảm thấy cực kỳ bất an ở phía trước bọn họ có một đứa bé một đứa bé trần truồng với làn da màu xanh đen nó cứ đứng như thế đứng cạnh khúc ngoặt của bậc thang đồng thời mở đôi mắt đen nhánh trống rỗng ngựa đầu nhìn tám người ánh mắt vương tiểu minh khẽ đảo là quỷ anh giai đoạn thứ ba nhưng vì sao nó không có tập kích nó thấy họ rồi mà chẳng lẽ sau khi quỷ anh tiến hóa thì quy luật giết người kia không có cộng dồn lại với nhau mà chỉ có một thứ phải đụng vào quỷ anh ở giai đoạn thứ hai thì nó mới tập kích người đụng cũng có thể đám quỷ anh được diễn sinh ra sẽ không có được năng lực như con quỷ anh đầu tiên nếu không có lẽ thành phố đại sương đã phải xong đời từ lâu rồi không thể nào kéo dài đến tận giờ được hiện tại nếu đám quỷ này chỉ sở hữu những quy luật đơn độc thì có lẽ chuyện này đơn giản hơn một chút. Tiếp tục đi về phía trước, lách người tránh khỏi thứ này đi, không được đụng vào người nó. Trương Hàn, cậu dẫn đường đi. Trương Hàn cũng đã nhìn thấy đứa bé ở trước mặt, hiện tại lòng bàn tay của hắn ta đã chảy đầy mồ hôi vì khẩn trương. Hắn ta không thể nào từ chối mệnh lệnh của Vương Tiểu Minh được, chỉ có thể đâm đầu đi qua. Mặc dù hơi khẩn trương nhưng ít nhiều hắn ta cũng có chút nắm chắc sẽ đối phó được thứ này. Hắn ta chú ý quan sát, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước khoảng cách giữa hắn ta và con quỷ đã càng ngày càng gần nhưng con quỷ kia vẫn không có bất kỳ hành động nào cả nó đứng yên ở chỗ đó như cũ toàn bộ quá trình trương hàn đi ngang qua đứa bé rất suôn sẻ từ đầu đến cuối đứa bé kia không hề có ý định tấn công hắn ta nó chỉ sử dụng đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm trương hàn đồng thời cái đầu của nó di chuyển tương ứng theo vị trí của trương hàn thôi mặc dù cảm giác bị một con quỷ nhìn chằm chằm sẽ khiến cho người ta phải tê dại cả da đầu nhưng không thể phủ nhận hiện tại hắn ta đã an toàn trương hàn nhỏ giọng nói giáo sư vương không có chuyện gì hết đứa bé này có điều gì đó là lạ hình như nó không muốn tấn công tôi chúng ta có nên nhân cơ hội này nhốt nó lại hay không vương tiểu minh cố gắng quan sát thật kỹ đứa bé này không cần chúng ta chỉ chuẩn bị có một cái xương vẫn nên để dành cho con quỷ đầu nguồn kia đi sự uy hiếp của con quỷ giai đoạn thứ hai này không hề lớn nhưng với điều kiện chúng ta không được đụng vào người đó, quy luật không được cộng dồn đồng thời cũng không xuất hiện cách thức giết người thứ hai phải đợi đến khi phân tích rõ ràng thì mới có thể hiểu được thật ra thứ này cũng không có khủng bố đến mức không thể giải quyết đúng ra thì mọi chuyện đều do người khác quá kiên kỵ với những thứ có tên quỷ trong lúc hoảng sợ thì cái gì con người ta cũng có thể làm ra được có điều sau một giây đứa bé kia lại hành động nó không đuổi theo trương hàn ở phía trước cũng không tập kích vương tiểu minh và đám người ở phía sau mà nó tự động đi dọc theo bậc thang xuống tầng dưới nó cứ lừng thững đi dạo trong bệnh viện này nó dùng cặp mắt đen nhánh và trống rỗng nhìn qua đám người thêm một lượt nữa nhưng vẫn như lúc trước nó không hề có ý định tập kích đám người tất cả mọi người đều cẩn thận tránh nó đi, mặc kệ cho nó đi khỏi đây, Vương Tiểu Minh thầm nghĩ trong lòng. Ngoài ra chúng còn có đặc điểm là hành động không có mục đích, tốt lắm. Hiện tại xem ra mình đã hiểu rõ hoàn toàn quỷ anh ở giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai, chỉ còn thiếu quỷ anh giai đoạn thứ ba. Việc không có đầy đủ số liệu để kiểm chứng mà chỉ phán đoán dựa trên một vài số liệu nên không có chính xác cho lắm. Thế nhưng điều này cũng không khiến cho đám người chậm trễ quá nhiều thời gian. Khi nhìn thấy con quỷ kia chen vào giữa đám người, lần lượt đi qua từng người từng người một, tất cả đám người đều có một loại cảm giác vui sướng nói không nên lời. Việc nắm rõ quy luật hoạt động của một con quỷ cũng đồng nghĩa với tỷ lệ sống sót sẽ được tăng lên cực kỳ cao. Cho dù là người bình thường khi rơi vào trong tình trạng này thì việc nắm rõ quy luật sẽ giúp họ sống sót, nhưng việc vui mừng của bọn họ có vẻ hơi sớm quá. Đúng lúc này, ở cầu thang của tầng trên, còn có những cầu thang bên cạnh, cùng cầu thang của tầng dưới đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Đồng thời ánh đèn của thang máy ở tầng này đột nhiên sáng lên một cách quỷ dị việc này cũng đồng nghĩa với việc có thang máy đang dừng lại ở tầng này dường như có thứ gì đó đang bao vây đám người bọn họ từ bốn phương tám hướng trương hàn đang đi ở phía trước nhưng giờ phút này hắn ta đột nhiên dừng lại hình như xung quanh đang có chuyện gì đó không thích hợp cho lắm ở cầu thang của tầng trên đang truyền đến hàng loạt những bước chân dường như đang có một đám người đi xuống dưới đây theo cầu thang bộ đồng thời ở tầng dưới cũng truyền đến những tiếng bước chân tương tự tiếng bước chân cực kỳ ngột ngạt không hề giống với tiếng bước chân nhẹ nhàng và linh hoạt của người bình thường chỉ giống những tiếng bước chân cứng ngắc vào máy móc ở đây đều là những người đã quá quen thuộc với chuyện linh dị nên chỉ cần nghe qua tiếng bước chân là tất cả mọi người đều đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh bọn họ tôn nghĩa có chút hoảng sợ nói đâu phải không thích hợp một chút thôi đâu hiện tại chúng ta đã bị bao vây không phải thứ bao vây chúng ta là những thứ lúc nãy tỉnh lại chứ chúng ta phải làm sao đây hiện tại đã không thể nào đi lên phía trước được nữa cũng chẳng thể lùi về phía sau chẳng lẽ những thứ kia muốn ép cho chúng ta phải nhảy từ tầng thứ mười mấy xuống đây chứ tôi không ngại việc nhảy lầu đâu nhưng giáo sư vương thì khác giờ phút này sắc mặt vương tiểu minh biến hóa liên tục thế nhưng hắn ta vẫn tỉnh táo như cũ không cần sợ như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải tiếp xúc chính diện với chúng chỉ cần mấy người có thể chống đỡ được đợt tấn công lần này tình hình sẽ được nghi chuyển cục diện sẽ thay đổi còn nếu không chống đỡ được toàn bộ mọi người chuẩn bị tinh thần chết ở chỗ này đi nghe ý định của vương tiểu minh hắn ta không hề có ý định muốn chạy trốn mà định cứng rán chống lại ngay lập tức có người trợn mắt nói giáo sư vương ngài đùa cái gì vậy dựa vào tiếng bước chân cũng đã hiểu được xung quanh cũng không phải chỉ có một hai con đâu với số lượng lớn như thế chúng ta sao có thể tiếp tục chống đỡ được chứ không cậu sai rồi quỷ thật sự chỉ có một con mà thôi thứ hiện tại chúng ta đang phải đối mặt chỉ là những thứ được diễn sinh ra từ quỷ anh mà thôi nhưng tôi cho rằng loại diễn sinh này không được hoàn chỉnh những con quỷ anh được diễn sinh ra kia không có được đặc tính của con quỷ ban đầu lệ quỷ lúc nãy chính là minh chứng tốt nhất cho sự suy đoán này ngoài ra dương gian đã lấy được thứ tôi muốn rồi nếu quỷ anh đã tập kích chúng ta đồng nghĩa với việc bên phía của cậu ta an toàn chỉ cần hành động của cậu ta không bị ngăn cản kế hoạch lập ra từ ban đầu của chúng ta vẫn được tiến hành một cách bình thường triệu khai minh trầm mặt nói nếu hắn không đến cứu chúng ta thì sao như vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết một cách vô ích giáo sư ngài đặt toàn bộ hy vọng lên hắn như thế có phải lỗ mãng quá hay không tôi không thể nào tin tưởng tên dương gian kia được vương tiểu minh bình tĩnh nói đây không phải là do tôi đặt hết niềm tin lên người cậu ta mà là hiện tại chúng ta chỉ có thể làm vậy Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, với lại, tôi biết cậu ta chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Cậu ta là người thông minh, sẽ ta hiểu được nếu đám người chúng ta mà chết hết thì cậu ta cũng không tốt đẹp hơn chút nào. Đến khi đó toàn bộ thành phố Đại Sương chỉ còn lại có một mình cậu ta, tỷ lệ sống sót của cậu ta sẽ không còn lại bao nhiêu đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Chỗ này cũng không phải là chỗ đẹp để giao tranh trực diện với bọn chúng. Đi theo tôi, tôi nhớ ở trong tầng 7 có một căn phòng, chúng ta có thể thông qua cửa sổ của căn phòng này để đi đến tầng 8. Mặc dù chỗ đó cũng không có tác dụng lớn đối với việc giao tranh nhưng ít ra chúng ta sẽ còn có đường lùi, không đến mức phải bị bao vệ ba phía như hiện tại. Vương Tiểu Minh nói xong liền hành động ngay lập tức. Mẹ kiếp, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi, sớm biết như này thì mình đã chạy theo dương gian rồi. Liều thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng chạy quay lại và đi theo mọi người về phía một căn phòng bệnh nào đó. Đám người vừa mới đi khỏi đây chưa đi được bao xa. Ngay lập tức ở phía dưới những bậc thang tối tăm liền xuất hiện tiếng bước chân đang tiếp cận vào khúc ngoặt, xuyên qua lớp xương bụi màu xanh đen có thể thấy được những bóng người đang bước từng bước từng bước chậm chạp đi lên trên, đồng thời toàn bộ đều dừng lại ở tầng số 7, tiếng bước chân từ tầng trên cũng đi xuống và dừng lại ở tầng này. Hai đám người màu xanh đến tụ tập lại cùng một chỗ với nhau khiến miệng cầu thang trở nên cực kỳ chật trội. Từ những hình dạng của đám người này, không khó để thấy được đám người này cũng không phải chỉ có một 2, 2, 9, 10 người, mà ít nhất cũng phải 2, 30 người. Nhưng con số cuối cùng cũng không chỉ có vậy. Tinh, đột nhiên có vang lên tiếng thang máy dừng lại ngay lập tức có hai chiếc thang máy của bệnh viện đều đồng loạt dừng lại ở tầng số 7. tiếp đó cửa thang máy tự động mở ra bên trong cũng tương tự như ở cầu thang đều đứng đầy người tầng trên tầng dưới còn có thang máy giờ phút này đám người ở cả ba phương hướng đều hội tụ lại vào một chỗ đám người này không hề có một ai rên tiếng nào hết chúng vẫn cứ như cũ chúng di chuyển một cách cứng ngắc ở trong bệnh viện phương hướng di chuyển của chúng lại cực kỳ nhất quán phương hướng này chính là phương hướng của đám người vương tiểu minh vừa rời đi khỏi đây Tiếp đến đám sương bụi màu xanh đen ở tầng này bắt đầu trở nên nồng đậm hơn, theo đó toàn bộ mọi thứ ở xung quanh bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất, cứ như chúng bị thứ gì đó thu vệ vậy, chỉ còn lại những hình bóng không có cách nào thấy rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng ngay cả hình dáng của mấy thứ kia cũng đã không thấy được nữa. Chỗ này đi, Vương Tiểu Minh mang theo đám người đi vào bên trong một căn phòng bệnh tương đối rộng, căn phòng này đã không còn người bệnh nhân nào nữa, toàn bộ bệnh nhân đã được giải tán hết rồi, thứ lưu lại trong này chỉ là những chiếc giường bệnh trống không, trước tiên cứ đóng cửa lại đã tiếp đó lấy toàn bộ ga giường buộc lại với nhau thành một sợi dây nếu không chống đỡ được chúng ta sẽ rút lui thế nhưng việc rút lui cũng chỉ là kéo dài thời gian thêm được một chút thôi nếu không có cách nào để nghịch chuyển cục diện này thì dù có chỉ hoãn cỡ nào đi nữa cũng chỉ là phí công mà thôi toàn bộ đám người không có ai lên tiếng phản bác bọn họ chỉ làm theo lời của vương tiểu minh nhanh chóng khóa chặt cánh cửa sau đó dùng một số thứ chắn cánh cửa lại trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều việc này cũng chỉ là làm cho có khiến họ an tâm thêm một chút chứ nó không thể nào ảnh hưởng đến cục diện được dù có tránh né cỡ nào đi nữa chỉ cần không chạy thoát khỏi thành phố đại sương không sớm thì muộn kiểu gì quỷ quái cũng sẽ tìm được ở những thời điểm then chốt thì phải dựa vào những con quỷ của mỗi người chỉ có sử dụng lực lượng của lệ quỷ thì mới có thể đối phó được với quỷ chỉ là dù nghĩ như vậy trong lòng mọi người vẫn không thể nào an tâm được lực lượng lệ quỷ của bọn họ là có hạn chế nhưng quỷ chính thức lại không bị vướng bận bởi điều này nó có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ tùy thích Tiếp đó, đám người bắt đầu dùng ga giường buộc lại thành một chiếc dây thường để lưu lại một đường lùi, cũng đúng lúc này, ở bên ngoài hành lang bắt đầu vang vọng lại những tiếng bước chân, tiếng bước chân vang lên lít nha lít nhít, ngay cả khi hai bên cách nhau một bức tường nhưng đám người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng số lượng những thứ bên ngoài. "Tới rồi." Triệu Khai Minh hạ giọng nói, nhất thời, trong lòng đám người đều run lên, bọn họ không tự chủ mà đều đồng loạt dừng lại động tác ở trong tay, quỷ đã tìm đến cửa, chúng đã tập trung ở bên ngoài hiện tại hai bên chỉ cách nhau có một bức tường vương tiểu minh không nói gì hắn ta chỉ đứng phía sau lưng đám người và cầm đèn pin soi về phía cửa để duy trì chút ánh sáng ở trong phòng nhằm cung cấp tầm nhìn cho đám người đồng thời hắn ta cũng bảo trì trạng thái tỉnh táo tuyệt đối hắn chỉ là một người bình thường dưới tình huống như hiện tại hắn ta không có bất cứ thủ đoạn nào để phản công hết hơn nữa vì hắn ta vội vàng đi đến thành phố đại sương cho nên không mang nhiều thứ dùng để bảo vệ tính mạng ngay cả lý quân người chuyên môn bảo vệ hắn ta cũng ở lại trong phòng thí nghiệm bên kia. Việc hắn ta có thể làm ngay lúc này chỉ là yên lặng, tránh gây ra phiền phức cho đám người ngự quỷ nhân kia. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cánh cửa, tinh thần căng như dây đàn. Bọn họ sợ cánh cửa trước mặt bị lệ quỷ mở ra trong chớp mắt, sau đó chúng xông vào và giết chết chính bọn họ. Nhưng những gì mà bọn họ tưởng tượng lại không có xảy ra. Tiếng bước chân ở ngoài cửa đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, mà là do đám quỷ kia đã dừng lại. Chúng đang đứng ở bên ngoài cửa phòng vì thế những tiếng bước chân lít nhà lít nhít lúc nãy mới dần dần biến mất thế nhưng sự biến mất này lại không thể nào khiến cho người ta yên tâm hơn được chút nào ngược lại nó còn tỏ ra vô cùng nặng nề bởi vì tương ứng với một tiếng bước chân bị biến mất chính là một con quỷ anh đã đến được bên ngoài cánh cửa lòng bàn tay của trương hàn đã đổ đầy mồ hôi hắn ta thầm suy nghĩ vì sao chúng lại không tấn công trực tiếp chứ chúng đang chờ đợi điều gì hắn ta cảm thấy chuyện linh dị lần này còn khủng bố hơn rất nhiều so với chuyện linh dị ở thôn hoàng cương tôn nghĩa bất chợt kinh hãi chỉ tay về phía trước và nói nhìn nhìn kia vách tường đang biến đổi ngay lập tức đám người được chứng kiến một màn không thể tưởng tượng vốn dĩ giữa hai phe đang được ngăn cách bởi một bức tường thế nhưng hiện tại nó lại đang bắt đầu chuyển sang màu tối sau đó màu sắc của nó dần trở nên giống với màu sắc của môi trường xung quanh bức tường biến thành màu xanh đen của lớp xương bụi chỉ là màu xanh đen của bức tường lại đậm hơn trông nó giống như bóng tối dưới vực sâu vậy ngay cả đèn pin cũng không có cách nào để chiếu sáng lên vách tường này giờ phút này đám người nhịn không nổi phải lui ra phía sau không có một ai có đủ cam đảm để đứng gần bức tường này bạn đang xem khủng bố trùng sinh tại kênh youtube di các phim nhưng sau một giây chuyện khiến cho người ta phải sợ hãi đã xảy ra bức tường đen nhánh phía trước mặt đột nhiên nhô ra một cục ban đầu nhìn qua thì thấy những điểm lô nhô này có chút bất quy tắc nhưng chỉ chốc lát đám người đã thấy rõ được bộ dạng của thứ đang nhô ra khỏi bức tường này ở trên bức tường đen kia đã nhanh chóng hình thành bộ dạng của một khuôn mặt người có mắt có mũi có miệng đầy đủ năm bộ phận của khuôn mặt chỉ chốc lát khuôn mặt này càng trở nên rõ ràng hơn tiếp đó bức tường màu đen bắt đầu biến mất thay vào đó là một khuôn mặt chết lặng có làn da màu xanh đen xuất hiện ở trước mặt của đám người nhìn theo cách nào đám người cũng thấy nó giống như một khuôn mặt của người chết bị khảm nạm vào bên trong bức tường hai con mắt của khuôn mặt chết lặng này lại chỉ còn hai hốc mắt trống rỗng đôi mắt đen kịt không có đồng tử khiến cho người khác phải cảm thấy ớn lạnh vì sự quỷ dị của nó thế nhưng thứ này lại hơi chuyển động một chút khi nhìn thấy đám người Điều này khiến cho nó càng trở nên quỷ dị hơn nữa, càng làm cho người ta phải sợ hãi nó. Hành động khẽ đảo mắt của nó vừa rồi chẳng khác gì một hành động để thông báo cho đám người rằng nó đang để ý đến họ. Điều này khiến cho đám người ngay lập tức cảm thấy tê dại cả da đầu. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây, sau khi khuôn mặt kia hiện ra rõ ràng, bức tường lại bắt đầu tách ra một chút, tiếp đó hình dáng của một thân thể người dần dần hiện ra, một cánh tay màu xanh đen, giống như nó bị thi ban bao phủ đột nhiên vươn ra ngoài từ bên trong vách tường vậy mà con quỷ này lại có thể đi xuyên qua bức tường không hề bị bức tường ngăn cản không chỉ có một con quỷ này đi xuyên qua bức tường mà ở những chỗ khác trên bề mặt bức tường cũng hiện ra rất nhiều những gương mặt khác một khuôn mặt hai khuôn mặt ba chỉ chốc lát mấy chục khuôn mặt hiện ra ở trên tường điều này cũng tương đương với việc có mấy chục con quỷ đang muốn đi xuyên qua bức tường để vào bên trong căn phòng mặc dù biết bức tường sẽ không thể nào ngăn cản những con quỷ kia nhưng khi chứng kiến được cách thức đi vào bên trong của chúng thì ai ai cũng cảm thấy sợ hãi ở trong lòng Vương Tiểu Minh nhíu mày suy tư, không biết vì điều gì, những đột nhiên hắn ta lại có cảm giác lần hành động này sẽ có kết cục thảm bại, ngay cả vật chất xung quanh cũng đã bị thay đổi. Đây là điều mà quỷ vực đơn thuần có thể làm được, có ngược quỷ nhân hoảng sợ, cào thét trong tuyệt vọng, cùng sông lên ngăn chúng nó lại, lúc này đã không thể nào keo kiệt được nữa, phải sử dụng lực lượng lệ quỷ hết mức có thể, bởi vì nếu không chống đỡ được lần này thì cả đám sẽ phải chết, vô cùng, yên tĩnh, dương gian ngồi chờ đợi một hồi lâu ở trước cửa văn phòng của Vương Tiểu Minh lúc đầu ở xung quanh còn thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh quỷ dị nhưng hiện tại toàn bộ lại trở nên cực kỳ yên tĩnh dường như toàn bộ âm thanh có được ở trên thế gian này đã biến mất toàn bộ thế giới không còn tồn tại tiếng ồn nào nữa đây không phải là một tin tức tốt đẹp gì đối với hắn dương gian đứng lên sau đó đưa mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía tầng dưới hiện tại toàn bộ bệnh viện là một vùng tối tăm giống như một khu vực bị vứt bỏ từ lâu chẳng khác nào một tòa nhà hoang không một bóng người dường như ngoại trừ hắn thì bên trong không còn ai là người sống nữa hơn nữa tầm nhìn chỗ này cũng không được tốt xung quanh đã bị lớp xương bụi màu xanh đen bao phủ không có cách nào để nhìn xa được ngay cả con đường nằm đối diện tòa cao ốc này cũng chỉ hiện ra hình dáng của nó một cách mơ hồ khung cảnh lúc này giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mỗi tòa cao ốc này sư gian trầm tư một lát hắn có chút do dự nhưng sự do dự này cũng không kéo dài quá lâu chỉ chốc lát hắn đã đưa ra được quyết định cuối cùng ngay lập tức hắn quay người rời khỏi đây hắn quyết định đi theo lối thoát hiểm còn lại để đi xuống phía dưới quả nhiên hắn không thể nào ngồi yên tại chỗ để chứng kiến cảnh đám người vương tiểu minh bị quỷ vây giết ở một tầng nào đó mặc dù hắn không quá tình nguyện đối với việc giúp đỡ đám người nhưng nếu đám người kia chết hết vậy không còn nghi ngờ gì nữa chuyện linh dị lần này sẽ được chấm dứt với kết quả thất bại có thể do hắn không cam lòng hoặc hắn không muốn để một con quỷ tùy tiện quyết định vận mệnh của mình và thành phố này dù dù hắn ngàn lần vạn lần không muốn đếm xỉa tới đi nữa để bảo đảm tính mạng của mình hắn vẫn phải lựa chọn thế nhưng khi bắt đầu lựa chọn hắn mới phát hiện ra bản thân chỉ có một lựa chọn cuối cùng hắn quyết định liều mạng một phen vì thế lập tức cầm lấy ngón tay màu đen rồi nhanh chóng đi xuống dưới quỷ anh đã xuất hiện nên thời gian còn lại dàng cho hắn không còn nhiều nữa thành công chuyện linh dị này có thể sẽ được giải quyết thất bại toàn bộ thành phố đại sương sẽ chôn cùng hắn một tầng hai tầng ba tầng xương gian đếm từng tầng từng tầng mỗi khi đi qua bởi vì ở xung quanh khu vực của hắn đã không còn tiếng động kỳ lạ nào nữa hắn đoán toàn bộ quỷ của bệnh viện này đã tập trung hết bên phía đám người vương tiểu minh hiện tại xung quanh khu vực của hắn đã được an toàn tạm thời nhưng sự an toàn này sẽ không kéo dài được lâu một khi đám người vương tiểu minh chết sạch mục tiêu tiếp theo của lệ quỷ có tám chín phần mười sẽ là hắn bất chợt ngay khi đi qua khúc ngoặt của cầu thang tầng thứ 17, bảy dương gian đột nhiên dừng lại theo bản năng đám người kia bị vây ở tầng này mặc dù khung cảnh ở xung quanh vẫn tương tự như những tầng trước không có sự khác biệt nào hết thế nhưng mắt quỷ đang ẩn núp dưới da thịt của hắn lại xuất hiện phản ứng đây chính là một loại cảm ứng giữa lệ quỷ và lệ quỷ hắn lập tức đi ra khỏi cầu thang và bước vào tầng này khi dương gian đi ngang qua hai chiếc thang máy thì phát hiện ra cửa của thang máy đang mở ra ở trước cửa của thang máy xuất hiện một đám dấu chân lộn xộn màu xanh đen dường như những dấu chân này tụ họp lại cùng với những dấu chân ở chỗ khác tiếp đó những dấu chân này kéo dài về phía của một căn phòng bệnh ở xung quanh khu vực kia bị sương bụi màu xanh đen bao phủ cực kỳ nhiều nhiều đến mức không gian xung quanh đã diễn biến thành một loại tối tăm, thâm trầm, đồng thời loại cảm ứng của mắt quỷ ở dưới lớp da thì phát ra càng mãnh liệt, Dương Gian có thể khẳng định, một khi bản thân hắn chui vào trong khu vực đen tối kia nhất định sẽ đụng phải quỷ, đến khi đó, hắn không thể nào biết được bản thân sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì, ở thời điểm như thế này, mình cũng không cần phải tiết kiệm làm gì nữa, ánh mắt Dương Gian chớp động, hắn quyết định thắp quỷ nến, ngay lập tức ngọn nến màu đỏ tươi đã tỏa ra ánh sáng màu xanh âm u ánh nến khuếch tán ra xung quanh khiến xung quanh bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh quỳ dị loại ánh sáng này có thể xua tan đi tăm tối đồng thời cũng mang những cỗ khí tức âm lãnh và quỳ dị đi khỏi nơi đây nếu ngay cả khi sử dụng quỷ nến mà lần này cũng không thể thắng nữa mình sẽ không còn cơ hội để thắng dương gian hít một hơi thật sâu sau đó cầm ngọn nến đi nhanh về phía trước càng tiến về phía trước hắn càng chứng kiến thấy lớp sương bụi càng dày đặc hơn giờ phút này ánh sáng âm u của quỷ nến lại bắt đầu chịu phải áp chế ánh nến dần dần thu nhỏ phạm vi bao phủ của nó chỉ cần dựa vào mắt thường là có thể thấy được vòng tròn ánh sáng đang thu hẹp dần dần. Vốn dĩ phạm vi bao phủ của ánh nến là một vòng tròn có bán kính tầm 5-6 mét, thế nhưng hiện tại bán kính của vòng tròn này chỉ còn lại tầm 3 mét, chưa dừng lại ở đó. Theo vị trí của dương gian càng ngày càng tiến về phía trước thì kích thước của vòng tròn lại càng nhỏ thêm nữa. Tách, tách, ánh nến bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt, nó bắt đầu tăng tốc độ thiêu đốt. Nó muốn dùng cách này để khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, đồng thời để ngăn cản lại sự chèn ép từ bóng tối ở xung quanh. Dương gian hiểu tốc độ thiêu đốt của quỷ nến càng nhanh đồng nghĩa với việc ở xung quanh chắc chắn có quỷ tồn tại khi dương gian đi về phía trước được tầm 10 mét phạm vi bao phủ của ánh nến chỉ còn lại 2 mét lớp xương bụi nồng đậm màu xanh đen và ánh nến màu xanh hình thành một vạch giới hạn rõ ràng dương gian âm thầm kinh hãi khi nhìn ngọn nến ở trong tay dựa theo tốc độ thiêu đốt như thế này chỉ cần 10 phút nữa thôi quỷ nến sẽ bị đốt trụi thế nhưng sau một giây ngay khi hắn vừa mới bước lên phía trước một bước ở bên trong lớp xương bụi màu xanh đen kia đột nhiên lòi ra một cánh tay cánh tay này có thể xuyên qua phạm vi bao trùm của ánh nến sau đó nó xuất hiện ở trước mặt của dương gian còn đầu kia của cánh tay vẫn còn nằm ở bên trong lớp xương bụi màu xanh đen nên hắn không thể biết được phía trước đã xảy ra chuyện gì nữa tách tách ở bên trên cánh tay này còn có một chiếc đồng hồ màu vàng lúc này chiếc đồng hồ này vẫn còn nhịp nhàng phát ra tiếng của kim dây là cánh tay của một vị ngụ quỷ nhân dương gian phản ứng lại ngay lập tức hắn vội vàng đưa tay ra túm lấy cánh tay kia hắn có thể chắc chắn cánh tay này không phải là cánh tay quỷ bởi vì nếu là quỷ thì nó sẽ không thể nào đột phá phạm vi bao phủ của quỷ nến mà không đột phá được nó sẽ không thể nào đưa vào trước mặt của hắn hắn không nghĩ được xem lúc trước trong đám ngự quỷ nhân kia có ai đã mang đồng hồ vàng trên tay hắn chỉ kịp dùng sức túm lấy cánh tay sau đó lôi kéo hắn muốn lôi người kia đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến chỉ khi đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến thì mới có thể tạm thời an toàn thế nhưng khi nắm lấy được cánh tay kia thì hắn đã ý thức được có chuyện gì đó không hay bởi vì ngay khi cánh tay kia dụng phải cánh tay của hắn, dường như chủ nhân của cánh tay kia cũng biết được bản thân đã túm được cánh tay của một ai đó, thông qua độ ấm trên cánh tay của hắn. Vì biết được hắn là người nên giờ phút này người kia đang cố gắng lôi kéo, nhằm hy vọng có thể nhờ hắn làm trụ để thoát khỏi cái nơi khủng bố kia. Thế nhưng khi dương gian cố hết sức để kéo người kia đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ nến thì hắn lại không thể nào kéo được người kia vào. Mà ngược lại, hắn phải lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì ngã, bởi vì cánh tay kia bị đứt dương gian cầm cánh tay bị cụt sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi hắn thấy ở chỗ cụt của cánh tay kia có một loạt dấu răng chỉnh tề giống như cánh tay này đã bị thứ gì đó cắn đứt chết tiệt dương gian đột nhiên đi về phía trước ngay lập tức toàn bộ lớp xương bụi tối tăm của khu vực kia bị ánh nến xua tan thế nhưng dương gian lại không tìm được chủ nhân của cánh tay cụt kia đáng lý ra chỗ này hẳn phải là chỗ đứng của người kia mới đúng bởi vì cánh tay chỉ dài có chừng đó thôi vậy mà hắn lại không thấy được người kia cứ như hắn ta đã biến mất trong không khí vậy chết rồi trong lòng Dương Gian khẽ run, hắn không có thời gian để đồng cảm cho cái chết của người kia, hắn chỉ có thể vứt cánh tay kia đi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, càng đi về phía trước, hắn lại thấy được càng nhiều bóng dáng mơ hồ đang ẩn núp ở xung quanh và nhìn về phía hắn, có một số bóng người có ý đồ định thò tay qua vạch ngăn cách của ánh nến và lớp xương bụi để thăm dò, thế nhưng khi đụng phải ánh nến thì chúng lập tức rút tay lại, sau đó không có động tĩnh gì nữa, không cách nào tưởng tượng nổi nếu như không có sự bảo hộ của quỷ nến thì hiện tại hắn đã phải trải qua những lần tập kích khủng bố đến cỡ nào nữa. Giờ phút này tốc độ thiêu đốt của quỷ nến càng nhanh hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục cháy như vậy, đừng nói là 10 phút, mà chỉ 5 phút thôi, thì hắn cũng không biết có được không nữa. Máu, sau khi đi thêm về phía trước mấy bước, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy được những vết máu đang rơi rải rác ở trên mặt đất. Những giọt máu có màu đỏ tươi vô cùng quỷ mị, dường như nó vừa mới rớt xuống không lâu, với lại ở bên cạnh những giọt máu này có lưu lại một ít thịt vụn. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên bất chợt, cậu đến hơi trễ. Sau một giây, Vương Tiểu Minh đột nhiên chui ra khỏi khu vực bị sương bụi bao phủ và rút vào trong phạm vi của quỷ nến. Ngay khi hắn ta vừa chui vào bên trong, ở đằng sau lưng của hắn ta cũng có một số bóng đen theo sau, dường như chúng muốn giữ hắn ta lại. Thế nhưng khi chạm phải ánh nến thì chúng lập tức lui lại. Sau đó ẩn núp ở bên trong lớp sương bụi màu xanh đen kia, Dương Gia nói, cũng không tính là quá muộn. ít ra hiện tại anh vẫn còn chưa có chết. Vương Tiểu Minh nói tôi cũng đã kiểm chứng được quỷ anh ở giai đoạn thứ ba rồi ở giai đoạn này âm thanh là điều kiện mấu chốt cậu không thể để cho con quỷ anh giai đoạn thứ ba nghe được tiếng nói chuyện của cậu nếu không nó sẽ tập kích cậu ngay nhưng những con quỷ được diễn sinh ra không hề cộng dồn điều kiện phát động tấn công lại với nhau nói cách khác quỷ anh giai đoạn thứ ba chỉ có thể giết người thông qua những âm thanh mà nó nghe được còn quỷ anh giai đoạn thứ hai chỉ giết những người nó đụng vào quỷ anh giai đoạn một sẽ giết toàn bộ người mà nó nhìn thấy dương gian hỏi bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này bọn họ chết hết chưa mặc dù không được kiểm chứng cụ thể nhưng cũng không kém bao nhiêu lần tập kích trước chúng tôi đã chống đỡ được nhưng hiện tại lại có một tin tức xấu quỷ anh giai đoạn thứ tư đã xuất hiện rồi thậm chí tôi còn không thể nào xác định được đó có phải là quỷ anh ở giai đoạn thứ tư không nữa rất có thể thứ kia chính là ngọn nguồn của mọi chuyện hiện tại thứ kia đang ở gần đây chúng ta phải tìm được nó nếu giải quyết được nó thì có lẽ chuyện linh dị này sẽ lắng lại vương tiểu minh chỉ tay về một nơi nào đó sau đó ra hiệu cho dương gian đi theo hắn ta đi theo tôi hiện tại bọn tôi chỉ có thể duy trì chút sinh cơ ngắn ngủi thôi nếu cậu không đến chúng tôi cũng chẳng trụ được lâu nữa dương gian biến sắc mặc dù hắn không tham dự vào chuyện lúc trước nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra đám người triệu khai minh tôn nghĩa trương hàn cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn cho lần tập kích kia của lệ quỷ đây là một nhà vệ sinh ở bên trong phòng bệnh của tầng thứ 17. mặc dù nó không hề lớn nhưng trong này lại chen chúc rất nhiều người ở trên trần của phòng với kép có một ánh đèn màu trắng bệch cũng nhờ có nó mà căn phòng với kép nhỏ nhoi này xuất hiện được một tia sáng ở trong thế giới màu đen do bị lớp dương bụi xanh đen bao phủ. Trương Hàn ngồi đưa lưng vào cánh cửa của nhà vệ sinh, lúc này sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm, máu chảy tí tách tí tách ở phía sau lưng của hắn ta. Lúc này có một cỗ thi thể đậm máu đang dính liền sau lưng của hắn ta, đồng thời nó đang dãy rộ không ngừng, dường như nó đang muốn thoát ra ngoài, thậm chí có nhiều lần thứ này muốn tập kích hắn ta, thế nhưng nó đã bị thứ gì đó hạn chế lại cho nên từ đầu đến cuối nó không có cách nào để thoát ly khỏi cơ thể của hắn ta. Triệu Khai Minh đứng yên tại chỗ, khuôn mặt của hắn ta lúc này cực kỳ âm trầm. Sau lưng của hắn ta có một bóng người mờ mờ ảo ảo nhưng bóng người kia luôn luôn đưa lưng về phía đám người và quay mặt về phía bóng tối. Giờ phút này tôi Nghiễn nằm trên mặt đất, trên người của anh ta dính đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nửa người bên dưới của anh ta đã không còn nữa. Mặc dù mấy người còn lại đã sơ cứu cho anh ta rồi, anh ta cũng đã được quấn băng gạc ở miệng vết thương. Thế nhưng, nếu tình thế vẫn còn tiếp diễn như thế này, cả đám không nhận được cứu viện từ bên ngoài nữa, có lẽ tình trạng của anh ta càng trở nên tồi tệ hơn, cũng không phải là không có trường hợp chết do bị mất máu quá nhiều. Triệu Khai Minh mở miệng lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sự trào phúng, cậu ta đã không thể cầm cự được lâu nữa, bị thứ kia cắn mất nửa người rồi, ngay cả con quỷ trong cơ thể cũng bị bóc ra ngoài, hiện tại cậu ta không còn lực lượng lệ quỷ, cho nên muốn dựa vào thể chất của người bình thường để sống sót là điều không thể nào, thứ kia quá mạnh, mấy con quỷ trong người của mấy cậu không cùng đẳng cấp với nó, cho nên dù mấy cậu có liều mạng vận dụng lực lượng lệ quỷ, bất chấp việc lệ quỷ có thể sẽ khôi phục cũng chẳng thay đổi được gì, tất cả những thứ đó cũng chỉ giúp cho mấy cậu bảo vệ được nửa cái mạng mà thôi. cứ cho là mấy cậu cố gắng chống cự qua lần tập kích thứ nhất, mọi thứ vẫn vô dụng, bởi vì có lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi đó mấy cậu có chống cự nổi không? Khỏe miệng trương hàn hơi co quắp, không phải hắn ta hoảng sợ, cũng không phải vì điều mà triệu khai minh đang nói đến mà là vì thứ ở đằng sau lưng của hắn ta thứ đó đang mang đến cho hắn ta những cơn đau kịch liệt triệu khai minh lại nói tiếp thế nhưng so với mấy tên xấu số, số kia cậu ta cũng đã tốt hơn nhiều rồi mấy tên kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị quỷ trực tiếp xử lý ngay cả cơ hội sử dụng lực lượng lệ quỷ mà bọn họ cũng chẳng có cũng không biết được sau khi ăn mấy con lệ quỷ của đám người kia thì quỷ sẽ biến hóa thành bộ dạng như thế nào nữa đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn hiện tại chúng ta không còn cơ hội lật lại ván cờ việc hiện tại của chúng ta chỉ là ngồi chờ chết ngồi chờ đến khi thành phố đại sương này đi tong chỉ cần chúng ta chết đi những người khác lại không có cách nào tiến vào thành phố này nữa đến khi đó đây chính là thiên đường của bọn chúng chúng sẽ không còn kiêng nể bất cứ điều gì nữa trương hàn nhìn hắn ta và hỏi cậu nói nhiều như vậy nhưng rốt cục là cậu muốn nói cái gì đây triệu khai minh cười lạnh tôi có một cách có thể cho cậu tiếp tục sống sót mặc dù cách này cực kỳ nguy hiểm nhưng nó còn có tác dụng hơn việc ngồi chờ chết không biết cậu có muốn hợp tác với tôi không trương hàn sững sờ một chút đã đến tình trạng này rồi mà tên này còn có cách để sống sót hay sao trương hàn nói cậu có cách gì nói ra thử xem để tôi suy nghĩ cách của tôi là chờ một chút có người tới thế nhưng còn không chờ cho triệu khai minh nói ra cách thì hắn ta đột nhiên trông thấy một ánh nến âm u le lói ở bên ngoài nhà vệ sinh triệu minh khai lập tức nhíu mày dương gian tại sao tên tiểu tử, tử này còn chưa có chết vậy mà tên tiểu tử, tử này lại dám chạy đến giúp đỡ đám người này đến khi cánh cửa phòng vệ sinh bị mở ra quả nhiên Hắn ta đã chứng kiến thấy Dương Gian đang cầm cây quỷ nến trong tay đi cùng với Vương Tiểu Minh vào bên trong với kép C. Dương Gian nhìn thấy Triệu Khai Minh vẫn còn bình yên vô sự thì trong lòng có chút nặng nề. Người nguy hiểm nhất vẫn còn sống sót. Lúc trước hắn đã đoán con quỷ không thể nào nhìn thấy kia đang đi theo Triệu Khai Minh. Hiện tại hắn ta đã chứng minh được điều hắn suy đoán lúc trước là chính xác. Tách, tách. Thế nhưng đúng lúc này quỷ nến lại bắt đầu thiêu đốt kịch liệt. Ở sau lưng của Triệu Khai Minh có một đám bóng mờ mà quỷ nến không có cách nào soi sáng được nhưng hắn biết ở trong chỗ đó đang ẩn giấu một con quỷ không thể nào biết được, hơn nữa nó cực kỳ khủng bố. Triệu Khai Minh cười lạnh nói, hiện tại cậu đến đây để làm gì nữa? Chết cũng đã chết mất bảy tám phần rồi, giờ cậu có đến cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, lần hành động này đã thất bại. Dương Gia nói, nếu tôi không tách ra hành động riêng lẻ thì ngay chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào, dù chỉ là một phần trăm. Ít ra hiện tại chúng ta còn có vốn để mà liều mạng với chúng nó, mấy người còn muốn liều mạng nữa sao? Vương Tiểu Minh nói, tóm lại là hiện tại đã có cách dương gian nói không hề sai bây giờ chúng ta đã có vốn để liều mạng hiện tại thứ chúng ta cần chính là một cơ hội dù nhỏ nhoi và một ít may mắn thế nhưng tôn nghĩa đã sắp chịu không nổi rồi mặc dù chỗ này là bệnh viện nhưng tôi thành thật xin lỗi vì thiếu quá nhiều dụng cụ cùng với máu tôi không có cách nào để cứu cậu ta giờ phút này tôn nghĩa nằm thờ từng ngụm ở trên mặt đất mồ hôi ứa ra đầy mặt của hắn có lẽ là do bản thân đang ở trước bờ vực sống chết nên hắn ta không còn cảm giác sợ hãi đối với lệ quỷ nữa dương gian đi qua hắn ngồi trồm hỗn trên mặt đất nhìn anh ta. Tình trạng lúc này của anh ta đã cực kỳ tồi tệ, tất cả các vết thương ở trên người anh ta đều đang chảy máu. Anh sắp chết rồi, anh còn muốn nói thêm điều gì không? Hoặc là anh còn có tâm nguyện nào nữa hay không? Nếu có cứ nói cho tôi biết đi, tôi may mắn còn sót sẽ thay anh hoàn thành tâm nguyện. Dương, Dương Gian, không biết Tôn Nghĩa lấy được sức lực từ đâu ra, anh ta đột nhiên nắm chặt bàn tay của Dương Gian, cười thảm và nói, tôi cũng đã biết trước là bản thân tôi sẽ chết, tôi chỉ là một người vô dụng, không có bản lĩnh gì. Ngay cả trở thành ngự quỷ nhân cũng không khá lên được, hơn nữa thời gian sống cũng bị rút ngắn lại, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn di ngôn từ trước rồi, tôi để nó ở trong nhà, nếu như nói còn có tâm nguyện nào khác nữa hay không thì tôi vẫn còn có một cái. "Là gì thế?" Tôn Nghĩa ho khan một tiếng, bên trong miệng đều là máu tươi, anh ta nói, "Đó chính là sau khi tôi chết tôi sẽ không còn được nhận tiền lương nữa." Cậu cũng biết rồi đấy, nhà của tôi còn đang ở trong quá trình trả góp. Thế nhưng còn chưa nói xong thì âm thanh của anh ta liền tắt hẳn, hai mắt cũng nhanh chóng mất đi thần thái dương gian trầm mặc nhìn tôn nghĩa chết ở trước mặt trương hàn hỏi tôn nghĩa chết rồi ừm chết rồi trương hàn nói vậy chúng ta cũng sắp rồi à lần này có lẽ chúng ta sẽ không còn may mắn như lần trước đâu dương gian nói chúng ta không cần vận khí chúng ta chỉ cần thực lực hiện tại anh còn có thể cầm cự được bao lâu trương hàn nói tôi cũng không rõ nữa có lẽ lần tập kích tiếp theo tôi sẽ phải chết dương gian nói như thế sao vậy xem ra tôi chỉ có thể chủ động khiến cho lệ quỷ khôi phục trở lại mà thôi tôi muốn thử nhìn xem hai con quỷ trong người của tôi có chống đỡ nỗi những con quỷ anh này hay không còn có con quỷ đầu nguồn kia nữa chúng ta chỉ có một cơ hội thôi đó chính là dùng ngón tay màu đen đâm vào bên trong người của nó cố gắng cố định nó lại sau đó sẽ tiến hành giam giữ quỷ anh sắc mặt triệu khai minh biến hóa liên tục cậu có mấy năm chắc bao nhiêu phần xương gian quay đầu nhìn chằm chằm vào người hắn ta cái đó thì khó mà nói rõ điều này còn phải xem xem con quỷ kia có cho tôi cơ hội hay không nếu nó không chịu xuất đầu lộ diện mà muốn sử dụng đám quỷ anh này để mà chết chúng ta như vậy chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Triệu Khai Minh, tôi biết con quỷ của anh rất đặc biệt nhưng lúc này tôi hy vọng anh không nên làm ra chuyện gì ngáng chân tôi. Nếu không tôi sẽ phải giết chết anh trước khi lệ quỷ khôi phục lại. Triệu Khai Minh nói, có phải là cậu đã hiểu lầm gì tôi không vậy? Từ nãy đến giờ tôi đã làm gì đâu? Tôi có thể sống đến hiện tại cũng đã cố gắng lắm rồi. Mặc dù con quỷ của tôi rất đặc thù nhưng khả năng của nó chỉ là dùng để tự vệ nên hiện tại tôi không thể nào giúp được gì cho cậu. Dương Gia nói tôi không cần anh phải giúp tôi triệu khai minh nói nếu vậy thì tốt vương tiểu minh nói quỷ nến không còn nhiều chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi nếu không một khi quỷ nến bị tắt những con quỷ anh kia sẽ lại bắt đầu tập kích cậu đến khi đó việc cậu làm sẽ càng khó khăn hơn thành phố đại xương đã bị lớp xương bụi màu xanh đen bao trùm toàn bộ nên bên trong nó trở nên cực kỳ tĩnh mịch giống như nó sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mắt trời thêm một lần nào nữa tòa thành thị này đã sắp sửa biến thành một tòa thành chết chóc nó sẽ trầm luân vĩnh viễn ở trong bóng tối Thế nhưng bên ngoài thành phố thì khác, ở bên ngoài vùng bao phủ của lớp sương bụi màu xanh đen lại là một thế giới khác, có ánh mặt trời chói chang, có thời tiết nóng bức, gay gắt, không hề có cái gì gọi là không khí âm lãnh hay quỷ quái. Toàn bộ đường đi thông về hướng thành phố đã bị chặn lại hết. Bắt đầu tính từ vị trí bị lớp sương bụi bao phủ kéo dài ra bên ngoài 5 km đã được liệt vào cấm khu quân sự, mỗi một chỗ đều có quân nhân cầm súng thật đạn thật đứng tuần tra. Đối với chuyện của thành phố Đại Sương, tổng bộ cảnh sát quốc tế ở phân khu châu Á đã chuẩn bị hai phương án Phương án thứ nhất là muốn nội ứng ngoại hợp, thuận lợi xử lý chuyện linh dị quy mô lớn này. Nếu không được thì phương án còn lại chỉ có thể là cách lý hoàn toàn khu vực thành phố Đại Sương mà thôi. Chỉ như vậy bọn họ mới có thể ngăn ngừa được việc những thứ ở bên trong khuếch tán ra bên ngoài, từ đó có thể hạn chế được tổn thất. Giờ phút này trên đường cao tốc thông hướng về phía thành phố Đại Sương, có một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo của quân đội đứng ở bên ngoài phạm vi cảnh giới, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khu vực bị sương bụi màu xanh đen bao phủ. Lớp sương bụi kia luôn luôn nhúc nhích, trông nó giống như một cơ thể sống, thế nhưng nó lại không hề bị gió thổi đi, thậm chí bọn họ đã từng thử sử dụng lực lượng quân sự để xua tan thứ này nhưng mọi thứ đều vô dụng, bọn họ không có cách nào để mở ra một lối đi vào bên trong thành phố Đại Dương được. Điều may mắn duy nhất chính là tín hiệu đường truyền không có bị ảnh hưởng bởi thứ này, một số mối liên lạc vẫn còn có thể tiếp tục duy trì. Lúc này, Triệu Kiến Quốc trầm mặt đi đến, quân nhân ở hai bên lập tức hành lễ với anh ta, "Lý quân, tôi vừa nhận được thông tin mới nhất, tình huống bên phía giáo sư đã cực kỳ tồi tệ rồi." toàn bộ ngự quỷ nhân của thành phố đại sương đã chết gần hết hiện tại thành phố đại sương chỉ còn lại có triệu khai minh dương gian và trương hàn là những vị ngự quỷ nhân còn sống sót mà thôi lúc trước người mà chúng ta phái đi là tôn nghĩa cũng đã hy sinh rồi hiện tại giáo sư đang định đặt toàn bộ vốn liếng lên trên người của dương gian để liều mạng một lần cuối cùng mặc dù vẫn còn có cơ hội nhưng cơ hội không lớn thân thể thẳng tắp của lý quân khẽ run lên hắn ta quay đầu nhìn lại sắc mặt của hắn ta đã cực kỳ khó coi những cảnh sát quốc tế khác không xông vào được hay sao chúng ta có nhiều cảnh sát quốc tế như thế không lẽ lại không có được một hai người có khả năng đặc biệt sao triệu kiến quốc lắc đầu hiện tại chuyện linh dị của quỷ chết đói đã được định nghĩa là chuyện linh dị cấp độ đừng nói chỉ khu vực châu á của chúng ta dù là ở trên toàn thế giới số lượng cảnh sát quốc tế có thể xử lý được chuyện linh dị ở cấp độ này không hề tồn tại nhưng thứ kia biến hóa quá nhanh sau khi khôi phục lại việc nghiên cứu và sắp xếp của chúng ta không theo kịp đây là một tòa thành thị đấy chúng ta không thể đứng yên như thế này không thể nào thấy chết mà không cứu chứ lý quân gầm nhẹ một tiếng hốc mắt của hắn ta cũng đã hơi nhấp nhô để tôi đến đi khôi phục lại cũng được cứ dùng một mạng đồi một mạng triệu kiến quốc lập tức dùng tay ấn bảo vai của hắn ta xuống lý quân cậu đừng có xúc động như thế thứ này không phải là thứ mà chúng ta có thể liều mạng để giải quyết hiện tại dương gian còn đang cố gắng không phải không có cơ hội mà hơn nữa cậu cũng phải biết rằng nếu cậu chết đi con quỷ trong người cậu sẽ chạy ra bên ngoài như vậy chẳng khác gì mưa rơi ngày lũ đương nhiên lý quân cũng hiểu được đạo lý này nhưng hắn ta là một quân nhân hiện tại quốc nạn đã lâm đầu rồi ngoại trừ lấy mạng để liều thì hắn ta còn làm được cái gì nữa bên trên an bài như thế nào rồi triệu kiến quốc nói bộ trưởng đã liên hệ với tổng bộ của cảnh sát quốc tế rồi ngày ấy tính thử hỏi xem còn có cách giải quyết nào nữa hay không dù sao ở nước ngoài cũng đã từng xảy ra chuyện linh dị cấp độ mặc dù mấy chuyện này còn chưa được xử lý triệt đề nhưng dù gì cũng đã áp chế xuống lý quân nói vô dụng thôi đám người kia còn ước gì được xem trò hề của phân bộ châu Á đây, cứ cho là bọn họ có khả năng xử lý chuyện này đi nữa cũng không chắc bọn họ sẽ trợ giúp đâu. Triệu Kiến Quốc hạ thấp giọng, cố gắng thêm một chút mà thôi, lỡ đâu khả năng lại tăng thêm được một chút. Thế nhưng dù chúng ta không giữ được thành phố này thì cũng phải bảo vệ giáo sư, chúng ta tuyệt đối không thể để ngài ấy chết ở chỗ này được. Dương Gian đã lưu lại một lá bài tẩy cuối cùng, tôi đã đồng ý với cậu ta rồi, ở thời khắc mấu chốt tôi có thể cho cậu ta toàn quyền tự quyết mọi chuyện, chỉ cần đảm bảo an toàn cho giáo sư là được lý quân nói có tác dụng gì không không rõ lắm nhưng tôi vẫn có niềm tin vào dương gian cậu ta cũng giống mấy con sói con ở trong đội vậy là người có bản lĩnh nhưng đồng thời cũng kiển ngạo bất tuân chúng ta còn thiếu một vị huấn luyện viên có thể thuần phục cậu ta tôi tin chắc ở trước mặt chuyện quốc gia đại sự cậu ta sẽ biết được chừng mực thôi chỉ là cứ cho là cậu ta có thể bảo vệ được giáo sư nhưng chuyện này không được giải quyết thì cũng không thể kéo dài được lâu bất quá nếu có thể kéo dài thời gian thêm một chút cũng tốt để xem cấp trên quyết định chuyện này như thế nào chúng ta chỉ chấp hành mệnh lệnh là được lúc này chúng ta phải giữ vững cục diện không thể tự loạn trận thế khiến cho tổn thất bị khuếch đại lý quân nói tôi hiểu rồi triệu kiến quốc nhìn thấy bộ dạng của hắn ta vẫn đứng thẳng lưng và nhìn về khu vực thành phố đại sương thì không nhận được phải thở dài trong lòng thế nhưng đâu chỉ có mình lý quân đâu anh ta cũng vậy mà sao anh ta có thể nhịn được uất ức ở trong lòng chứ cả hai cũng đều là người xuất thân từ trong quân đội sao có thể đứng trơ mắt nhìn một tòa thành thị của quốc gia bị rơi vào tay của quỷ được Thế nhưng sau khi trở thành đội trưởng của một phân bộ ở trong cục cảnh sát quốc tế H của phân khu châu Á, Triệu Kiến Quốc đã hiểu được một điều, thế giới này đã thay đổi, nó không còn là thế giới trước đây, khi đối mặt với mấy thứ quỷ quá như lệ quỷ, hành động liều mạng cũng chẳng giải quyết được gì, huống hồ chuyện linh dị lần này cũng là do tai họa ngầm được lưu lại từ cái chết của Chu Chính, cũng là kết quả của việc liều mạng như Chu Chính, thế nhưng chuyện này có thể trách Chu Chính được không? Đương nhiên là không rồi, chuyện xấu này cũng xuất phát từ lòng tốt của Chu Chính thôi cậu ta trung thành với chức trách chỉ là cậu ta không thể ngờ được cục diện sẽ trở nên dối dám đến mức này giờ phút này ở bên trong một tòa bệnh viện nào đó của thành phố đại sương dương gian nhìn về phía quỷ nến hắn hiểu được cây quỷ nến chỉ còn cầm cự được khoảng 2 phút nữa thôi hắn đã không còn thời gian để mà do dự nữa tôi đã thăm dò được quỷ anh ở giai đoạn thứ nhất thứ hai thứ ba rồi điều kiện giết người của chúng nó được phát động một cách độc lập mà tôi suy đoán điều kiện giết người của con quỷ ngọn nguồn kia có thể là điều kiện được cộng dồn từ ba điều kiện trước tôi cam đoan điều này có khả năng rất cao cho nên sau khi quỷ nến bị thổi tắt thứ tập kích cậu đầu tiên chính là con quỷ ngọn nguồn kia tôi cũng sẽ không nói gì thêm về con quỷ kia nữa có nói thêm nữa cũng là lãng phí thời gian mà thôi nếu lần hành động này thất bại cậu vẫn còn có cơ hội sống thì cố gắng chạy trốn khỏi đây đi sau khi chạy ra khỏi đây thì lập tức báo cáo lại toàn bộ tin tức cho cấp trên đây cũng coi như là phần sức lực cuối cùng mà tôi cống hiến còn lại thì phải xem ý trời thế nào thôi về phần tôi cậu không cần phải để ý đâu hiện tại tác dụng của cậu lớn hơn rất nhiều so với người bình thường như tôi tôi chết cũng tốt hơn là cậu sau khi nói xong vương tiểu minh cũng không cho dương gian có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện hắn ta lập tức thổi tắt quỷ nến chỉ còn lại một chút quỷ nến kia hắn ta muốn lưu nó lại cho công cuộc chạy trốn của dương gian khi chuyện này bị thất bại sau khi quỷ nến bị thổi tắt ngay lập tức lớp xương bụi ồ ạt tràn vào vốn dĩ ở bên ngoài đã cực kỳ an tĩnh nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân ồn ào tiếng bước chân nặng nề cứng ngắc khiến cho người ta phải dùng mình. Dương Gian không nói thêm điều gì, hắn quay người rời khỏi với kép xe. Giờ phút này hắn không vĩ đại được như Vương Tiểu Minh, việc hắn làm không vì thành phố này, cũng không phải vì quốc gia này, chỉ là vì chính bản thân hắn thôi. Hắn làm toàn bộ mọi thứ chỉ vì để bản thân có thể sống sót khỏi chuyện linh dị này. Dù sao hiện tại toàn bộ tòa thành thị này đã bị cuốn vào trong chuyện này rồi, không có một ai đếm xỉa đến nó nữa. Nếu có thể chạy trốn khỏi đây, có lẽ hắn đã chạy trốn từ lâu rồi. Trong bóng tối Vương Tiểu Minh đột nhiên nói, Trương Hàn, cậu đi giúp cậu ta đi trương hàn giật mình hỏi như vậy còn giáo sư ngài thì sao không sao còn có triệu khai minh ở đây mà tạm thời tôi sẽ không chết được đâu chúng tôi hẳn là sẽ chống đỡ được một lát trong bóng tối vương tiểu minh vừa nhìn về phía triệu khai minh vừa nói hiển nhiên những lời vừa nói không phải là nói với trương hàn mà là nói cho hắn ta biết hiện tại hắn ta chỉ có thể sử dụng tính mạng của bản thân để áp chế triệu khai minh khiến cho tên này không có cách gì để can thiệp vào chuyện của dương gian triệu khai minh cứ như không thấy được ánh mắt của vương tiểu minh hắn ta chỉ cười lạnh một cái đến nước này mà vương tiểu minh lại quyết định đẩy trương hàn ra giúp đỡ dương gian đương nhiên hắn ta đã có lòng phòng bị đối với triệu khai minh rồi nói chuyện cùng với những người thông minh như thế này đúng là không dễ dàng một chút nào thế nhưng cũng không sao hết dù mọi chuyện có ra sao đi nữa thì đám người này cũng sẽ phải chết ở chỗ này thôi muốn xử lý chuyện linh dị này đây chẳng khác gì đang nằm mơ con quỷ kia đã trưởng thành đến một mức độ cực kỳ khủng bố rồi đến cuối cùng chỉ có thể là triệu khai minh hắn ta mới là người sống sót đến cuối cùng không phải nói là chỉ có người nhà của hắn ta mới sống đến cuối cùng trong bóng tối triệu khai minh quay đầu nhìn về phía sau ở sau lưng hắn ta không có cái gì nhưng trong tầm mắt hắn ta thì có thể thấy được một bóng lưng thế nhưng lúc này trên mặt hắn ta không còn cười nổi nữa hiện tại trên đó chỉ còn lại sự âm trầm cùng điên cuồng trương hàn vội vàng lao ra ngoài dương gian tôi đến giúp cậu vốn dĩ vừa mới khống chế con lệ quỷ thứ hai nên mạng sống của anh ta đã kéo dài thêm được mấy năm vậy mà lúc nãy vì tranh thử cơ hội sống sót sâu lần tập kích kia thời gian sống của anh ta bị rút ngắn đi cực kỳ nhiều nếu lại thêm mấy lần nữa thì khả năng lệ quỷ sẽ khôi phục lại sớm thôi thế nhưng hiện tại anh ta cũng không có thời gian để chờ cho đến khi lệ quỷ khôi phục lần hành động này không thành công thì anh ta sẽ phải bỏ mạng lại tại đây hiện tại tôi nhất định phải mở quỷ vực ra thì chúng ta mới có vốn để mà liều mạng nhưng như vậy thì con quỷ thứ hai của tôi sẽ thoát ly khống chế vì vậy nhiệm vụ hiện tại của anh chính là tiến vào bên trong quỷ vực của tôi sau đó cố gắng kiềm chế cái bóng màu đen ở sau lưng của tôi nếu để cho nó giết được tôi hoặc là nó chiếm cứ được một thân thể của con quỷ nào đó thì chuyện này coi như chấm dứt, toàn bộ chúng ta sẽ xong đời. Sư gian nói chuyện rất nhanh, đồng thời cũng hành động ngay lập tức, hắn muốn thu hồi lại mắt quỷ ở trên người bóng quỷ không đầu, từ đó gỡ bỏ sự áp chế đối với nó. Thế nhưng một khi loại áp chế này biến mất, bóng quỷ không đầu sẽ bị mất khống chế, đồng thời mắt quỷ cũng sẽ mất khống chế theo. Thứ hắn muốn đó chính là khoảng thời gian mắt quỷ bị mất khống chế, một khi mắt quỷ bị mất khống chế, nó sẽ tiến hành khôi phục lại nhưng đây cũng là cơ hội để hắn liều mạng bởi vì đây là lúc hắn mạnh nhất giờ phút này dương gian đã bước ra khỏi khu vực an toàn tạm thời ở bên trong C để bước vào bên trong khu vực bị lấp xương bụi bao phủ chân trước vừa bước ra khỏi cửa C thì chân sau đã nghe thấy được những tiếng bước chân ở xung quanh đồng thời cũng trông thấy những cái bóng đang lắc lư trong bóng tối những bộ dạng đang lắc lư kia không hề giống với những xác người bị bóng quỷ không đầu khống chế ở bên trong siêu thị bởi vì những cái bóng này chính là do quỷ anh diễn sinh ra hơn nữa chúng đều là quỷ anh ở giai đoạn thứ ba Mặc dù hiện tại Dương Gian không hề nói chuyện nhưng cuộc trò chuyện lúc trước của hắn đã bị những con quỷ anh này ở xung quanh nghe thấy được, cho nên hiện tại hắn đã trở thành mục tiêu cho quỷ anh giai đoạn thứ ba. Chỉ là điều này đã được Vương Tiểu Minh tính toán trước đó rồi, hắn ta hiểu Dương Gian biết sẽ cần phải làm điều gì. Nếu không lúc trước hắn ta đã không bảo với Dương Gian rằng rất có thể lần tập kích thứ nhất sẽ là quỷ đầu nguồn. Bởi vì Vương Tiểu Minh tin chắc rằng Dương Gian sẽ làm gọi được đám này thôi. Thế nhưng, cách xử lý của Dương Gian cũng chỉ là cố gắng liều mạng mở rộng thêm chút không gian khóe miệng dương gian lộ ra lộ ra một nụ cười khổ đáng tiếc không có một ai có thể chứng kiến được điều này hắn bắt đầu cố gắng mở ra những con mắt quỷ đang hỗn loạn thế nhưng thông qua mắt quỷ vẫn chỉ nhìn thấy được một mảng không gian tối tăm không còn thế giới màu đỏ quen thuộc nữa sự áp chế của thứ kia vẫn còn đang tồn tại nhưng hắn cũng không chỉ mở ra một con mắt quỷ tiếp đến là con mắt thứ hai xé rách ra thịt của hắn và lòi ra ngoài nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ ở bên trong thế giới tối tăm này ánh sáng được tỏa ra từ mắt quỷ lại càng trở nên bắt mắt hơn cũng lúc này con mắt quỷ thứ ba hiện ở trên tay của hắn đồng thời ánh sáng mà con mắt này tỏa ra lại sáng hơn một chút tiếp đến con mắt thứ bốn xuất hiện cuối cùng là thứ năm thứ sáu thứ bảy toàn bộ mắt quỷ mà dương gian sở hữu đã trở lại thân thể ngay lập tức một loại cảm giác mất khống chế nhanh chóng xuất hiện mãnh liệt sau một quãng thời gian bị áp chế lúc này mắt quỷ muốn đem toàn bộ những thứ đó bộc phát ra ngoài con mắt thứ tám đột nhiên mở ra sự xuất hiện của con mắt này đồng nghĩa với việc dương gian bắt đầu mất đi khống chế đối với mắt quỷ mắt quỷ trong người của hắn đã dần tiếp cận đến trạng thái khôi phục hiện tại chỉ thiếu chút thời gian thiếu chút kích thích khi đó mắt quỷ sẽ hoàn toàn mất đi khống chế nó sẽ biến thành một loại khủng bố mới chưa biết tên để xâm lăng thế giới này mà sự xuất hiện của con mắt quỷ thứ tám này cũng khiến cho toàn thân của dương gian phát ra ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ lập tức tuôn ra bên ngoài thân thể giống như máu vậy chúng rơi xuống đất sau đó chạy dọc trên mặt đất dần dần nhuốm đỏ cả một khu vực quỷ vực đã được mở ra đây là một cuộc đối kháng giữa lệ quỷ và lệ quỷ ở biên giới của khu vực màu đỏ tươi có thể trông thấy một cách mơ hồ những bàn chân màu xanh đen hiện tại chúng đang chậm rãi lùi ra phía sau dường như chỗ này đã trở thành một khu vực cấm kỵ nào đó không cho phép lệ quỷ đặt chân vào dương gian đột nhiên cảm thấy cả thân thể bắt đầu đau đớn dữ dội giống như có thứ gì đó đang muốn xé rách người của hắn hắn phải gầm lên một tiếng vì thống khổ a à, không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự tra tấn bằng thống khổ từ việc khôi phục của lệ quỷ có rất nhiều ngự quỷ nhân đã bị cảm giác đau đớn này khiến cho chết lặng sau đó tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề, cục diện hẳn phải chết ở xung quanh tạm thời xuất hiện một chút dấu hiệu chuyển đổi, nhưng tình trạng của Dương Gian lại không chuyển biến thành tốt đẹp. Giờ phút này có một cái bóng màu đen ở dưới chân của hắn đột nhiên đứng lên một cách chậm rãi, sau đó hiện ra sau lưng hắn, không còn sự áp chế của mắt quỷ nữa. Hiện tại bóng quỷ không đầu đã hoàn toàn được tự do, một lần nữa nó lại hóa thành một con ác quỷ chuyên đi cướp bóc thân thể của lệ quỷ, những người bình thường chỉ là những cỗ thân thể mà lúc nào nó cũng có thể lấy. Dương Gian khống chế nó một thời gian dài, cho nên hiện tại hắn trở thành mục tiêu tập kích đầu tiên của nó giờ phút này bóng quỷ không đầu chậm rãi duỗi cánh tay đen như mực đến gần đầu của dương gian dường như nó đang muốn lấy cái đầu kia của dương gian để lắp vào chỗ mà nó còn thiếu dương gian phát hiện ra hành động của nó nhưng hắn không có thời gian để để ý đến nó nếu như hắn chỉ có một mình thì có lẽ trước tiên hắn phải dùng ngón tay màu đen để cố định bóng quỷ kia lại thậm chí hắn sẽ ném tấm ra ra để cho nó nuốt con quỷ này đi thế nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có thêm trương hàn đáng chết Giờ phút này Trương Hàn vừa sợ vừa giận, anh ta dùng cái thứ ở phía sau lưng để đụng vào bóng quỷ không đầu, đồng thời ép nó ở trên mặt đất, vốn dĩ bóng quỷ không đầu không có thân thể, nó chỉ là hư ảo. Vậy mà lúc này nó lại bị Trương Hàn đụng cho ngã trên mặt đất và chèn ép cho không có cách nào để động đậy, thế nhưng thứ đụng ngã bóng quỷ không đầu lại không phải anh ta, mà chính là thứ nằm ở phía sau lưng kia. Lúc này nó đang rưỡi hai cánh tay không có da màu đỏ tươi, hơn nữa nó đã sắp sửa chui ra từ người của anh ta rồi. Giờ phút này, ở bên trong khu bệnh viện nhỏ nhỏ này đã hội tụ quá nhiều quỷ hơn nữa chỗ này lại còn có một thứ vô cùng khủng bố đang ẩn núp nhưng lúc này lại không có một ai đi quản nhiều thứ như thế dương gian dương gian cậu nhanh lên đi tôi không cầm cự được lâu đâu trương hàn vội vàng hô to anh ta thật sự hoảng sợ khi phát hiện ra cái bóng ở phía dưới đất đang chậm rãi xâm nhập vào bên trong lưng của anh ta đồng thời khi bóng quỷ không đầu tiến vào bên trong thứ ở sau lưng anh ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không bị khống chế chết tiệt đây là cái thứ quái quỷ gì cầm cự không được thì cũng cố mà cầm cự giờ phút này dương gian cắn răng đưa ra quyết định mạo hiểm hắn đưa cánh tay lên sau đó cắn mạnh vào con mắt quỷ kia kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người